Bên cạnh Triệu Quốc Đống còn một người Bạch Nhất Minh không nhận ra, có lẽ là khách. Trương Hoành Vĩ cùng Vương Lực Kiên đều làm nhiều năm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bạch Nhất Minh còn quen hơn cả Triệu Quốc Đống. Lúc trước y làm Cục trưởng Cục Phối hợp Ngành nghề, Trương Hoành Vĩ lúc ấy mới tới làm Cục trưởng Cục Thương mại chưa lâu. Về phần Vương Lực Kiên hắn cũng rất quen thuộc, Ban Lưu Thông cùng Cục Phối hợp Ngành nghề có không ít qua lại. Tôi sao không thể ăn cơm ở đây? Anh Đường Đường là thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương, bí thư thị ủy Trường Sa cũng có thể tới đây ăn, tôi sao lại không thể? Triệu Quốc Đống cười ha hả vung tay đấm vào vai Bạch Nhất Minh đầy thân thiết. Lên Bắc Kinh không gọi một tiếng, bây giờ tôi là chủ, anh là khách, phải phân rõ ràng. Được, được, nhìn vẻ tiểu nhân đắc chí của cậu, sao, tôi không đến quấy quả cậu vài bữa là cậu không thấy thỏa mãn sự đắc ý đó chứ? Bạch Nhất Minh cũng cười cười trêu chọc. Ồ, tôi quên giới thiệu, Hoành Vĩ, Lực Kiên không cần tôi giới thiệu, đây là thư ký Âu Dương Cẩm Hoa của tôi, anh chắc cũng có chút ấn tượng. Đây vốn từng là người cùng xây dựng bộ máy với tôi, bây giờ là bí thư thị ủy Ninh Lăng, Trung Dược Quân. Triệu Quốc Đống cười cười giới thiệu với Bạch Nhất Minh. Trương Hoành Vĩ cùng Vương Lực Kiên hiển nhiên biết Bạch Nhất Minh bây giờ đang làm gì. Bạch Nhất Minh là cán bộ trưởng thành điển hình của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Năm 41 tuổi làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tương, một năm sau điều tới làm bí thư thị ủy tỉnh thành, điều này làm vô số người của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia hâm mộ. Không ít người coi con đường làm quan của Bạch Nhất Minh là tấm gương của mình, hy vọng mình có thể đi ra theo con đường này. Trương Hoành Vĩ là người ngưỡng mộ lớn nhất, tuổi y và Bạch Nhất Minh tương đương, kinh nghiệm tương đương, đều từng bước đi lên ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, nhưng đối phương lại có thể nhảy ra ngoài sớm một bước, đã thành thường vụ tỉnh ủy, mà mình vẫn còn đau khổ ngồi ở chức cục trưởng. Bạch Nhất Minh nghe giới thiệu bí thư thị ủy Ninh Lăng thì cũng không bất ngờ. Y biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với công tác trước đây, đối phương lên Bắc Kinh gặp lại lão lãnh đạo là bình thường. Dù sao Triệu Quốc Đống bây giờ cũng là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, có nhiều điều mà địa phương có thể nhờ vả. Bạch Nhất Minh và Trung Dược Quân nói chuyện vài câu, sau đó y giới thiệu người bên mình với phía Triệu Quốc Đống. Nghe Triệu Quốc Đống là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, mấy vị đứng sau Bạch Nhất Minh đều rất ngạc nhiên. Chẳng qua cũng may đều là người có chút kinh nghiệm nên thể hiện ra ngoài mặt. Chẳng qua bọn họ đều suy nghĩ vị phó chủ nhiệm trẻ tuổi này có lai lịch gì. Quốc Đống, hôm nay cậu có khách, tôi còn ở Bắc Kinh 2 hôm, ngày kia tôi sẽ dành thời gian đến chỗ cậu, chúng ta nói chuyện nhiều một chút. Bạch Nhất Minh khá hào sảng nói. Trong thời gian này cậu chắc có không ít chuyện, tôi cũng hứng thú với mấy đề tài này, vừa lúc có thể mượn cơ hội này trao đổi với cậu. Được, tôi chờ. Triệu Quốc Đống cười đáp. Bạch Nhất Minh đến mời rượu cũng làm Trương Hoành Vĩ đánh giá cao hơn về Triệu Quốc Đống. Bạch Nhất Minh là người như thế nào? Là nhân vật nổi tiếng ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, có danh tiếng thậm chí không thua gì các phó chủ nhiệm. Lúc trước nghe nói y thất bại bởi Ngụy Hưng Hỷ khi cạnh tranh chức trưởng ban thư ký là do lúc nhạy cảm y phát biểu vài ý kiến khác ý kiến chung của Trung ương, tạo ra chấn động không nhỏ, khiến Bạch Nhất Minh thua cuộc. Nhưng Bạch Nhất Minh không vì thế mà Bạch Nhất Minh thu liễm. Ai cũng phải thừa nhận Bạch Nhất Minh là nhân tài, vài quan điểm của y nghe nói phù hợp với khẩu vị vài lãnh đạo trung ương. Cục Phối hợp Ngành nghề tạo được địa vị trung tâm trong ngành khi y làm cục trưởng, khiến cho tỷ lệ phó cục trưởng Cục Phối hợp Ngành nghề thành cục trưởng cục khác tăng lên nhiều. Mà người như vậy lại nói chuyện ngang hàng với Triệu Quốc Đống thì đúng là đáng để suy nghĩ. Theo Trương Hoành Vĩ thấy có thể làm Bạch Nhất Minh dùng giọng điệu này để nói chuyện thì chỉ sợ không đơn giản do thân phận phó chủ nhiệm của Triệu Quốc Đống, mà là bản thân Triệu Quốc Đống đủ trọng lượng. Lúc trước khi Bạch Nhất Minh làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng không phải nể mặt hết các phó chủ nhiệm, có phân chia, phải có đủ bản lĩnh thì y mới tôn trọng. Trương Hoành Vĩ cũng biết hai người Bạch Nhất Minh và Triệu Quốc Đống cùng học ở trường đảng, bây giờ xem ra quan hệ của cả hai khá tốt. Với tính cách của Bạch Nhất Minh thì nếu người y không coi trọng sẽ không thể chính thức đi vào vòng tròn của y. Làm quan ở Bắc Kinh ngoài năng lực ra thì tài sản lớn nhất chính là quan hệ. Trương Hoành Vĩ nhận thức sâu về điều này cho nên y càng dành nhiều tâm tư tìm hiểu người khác. Trương Hoành Vĩ cũng tìm hiểu những ai có trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của Triệu Quốc Đống từ tỉnh An Nguyên tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Đầu tiên là Thái Chánh Dương. Trương Hoành Vĩ chú ý thấy Triệu Quốc Đống chính thức lột xác là khi hắn từ Sở Giao thông tỉnh An Nguyên xuống huyện Hoa Lâm, đạt thành tích nên chính thức trưởng thành. Điều này tuy có quan hệ tới năng lực của Triệu Quốc Đống nhưng thân phận của hắn ở Sở Giao thông giúp hắn không ít. Ít nhất trong việc làm đường thì Hoa Lâm được giúp đỡ rất lớn.
Đây là bút thành tích đầu tiên của Triệu Quốc Đống, cũng là điểm khai sáng để hắn được một nhóm người ủng hộ, cũng tạo trụ cột cho sự phát triển của hắn trong tương lai. Sau đó Triệu Quốc ở vị trí thị trưởng Hoài Khánh gặp khó khăn cực lớn cũng là do Thái Chánh Dương kịp thời ra tay giúp hắn lên làm cục trưởng cục quy hoạch phát triển bộ năng lượng, đây là vị trí rất quan trọng. Mặc dù thời gian không dài nhưng khiến cho Triệu Quốc Đống tạo ra mạng lưới quan hệ rộng trong ngành năng lượng, cũng là cơ sở để hắn xây dựng trụ sở năng lượng mới của Ninh Lăng trong tương lai. Tới Ninh Lăng càng không cần phải nói. Thái Chánh Dương lợi dụng Triệu Quốc Đống để đạt mục đích điều chỉnh nhân sự của mình, mà Triệu Quốc Đống cũng lợi dụng sự tin tưởng và quyền lực mà Thái Chánh Dương dành cho mình để tạo tiếng vọng khiến cả Trung ương chú ý. Người thứ hai có tầm quan trọng đối với Triệu Quốc Đống chính là Qua Tĩnh. Có thể nói Qua Tĩnh là nhân vật mang tính quan trọng trong con đường làm quan của Triệu Quốc Đống, ngay cả bây giờ Qua Tĩnh cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Triệu Quốc Đống. Từ Ninh Lăng tới Hoài Khánh, Qua Tĩnh phát huy tác dụng mấu chốt, từ phó thị trưởng thường trực lên làm thị trưởng Hoài Khánh cũng là do Qua Tĩnh hết lòng giúp đỡ. Trương Hoành Vĩ mơ hồ phán đoán Qua Tĩnh phát huy tác dụng ít nhất giúp Triệu Quốc Đống tiết kiệm 2 năm từ cấp phó giám đốc lên giám đốc, mà 2-3 năm này có giá trị cực lớn đối với một cán bộ. Từ bộ năng lượng tới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng là do Qua Tĩnh đề nghị, nếu không một người lên làm chưa đầy nửa năm ở bộ năng lượng rất khó một lần nữa được đưa về tỉnh An Nguyên, càng không cần phải nói lúc ấy còn có rất nhiều người phản đối. Một người nữa có ảnh hưởng lớn đối với Triệu Quốc Đống là nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, bí thư thành phố Tân Môn, Ứng Đông Lưu. Nếu không phải Ứng Đông Lưu hết lòng tin tưởng Triệu Quốc Đống, thì có lẽ Triệu Quốc Đống không phát triển được như vậy. Không cần biết Triệu Quốc Đống thật sự tán thành Triệu Quốc Đống, hay là vì bảo vệ quyền lực của tỉnh ủy An Nguyên, nhưng lúc ấy bản thân Ứng Đông Lưu kiên trì quyết định của tỉnh ủy An Nguyên đề cử Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy. Cuối cùng đề nghị này được thông qua khiến Triệu Quốc Đống lên làm cán bộ cấp phó tỉnh, mở rộng con đường phát triển cho Triệu Quốc Đống, làm Triệu Quốc Đống không cực hạn ở An Nguyên nữa, làm Triệu Quốc Đống có không gian phát triển rộng lớn hơn nữa. Quyển 18, chương 9-13. Uống chén. Triệu Quốc Đống tự mình rót rượu cho Trung Dược Quân. Triệu Quốc Đống không quá thích uống rượu nhưng lúc cần và ở không khí thích hợp thì hắn không ngại thay đổi một chút. Uống chén. Trung Dược Quân rất tự nhiên cầm chén rượu Triệu Quốc Đống đưa cho. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ bên cạnh phát ra chảy trong không gian, ánh đèn lúc sáng lúc tối làm cho người ta phải suy nghĩ. Tâm trạng Trung Dược Quân không quá tốt, Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ xem đối phương gặp chuyện gì không hài lòng. Nhưng Trung Dược Quân không nói, hắn cũng không hỏi, nếu Trung Dược Quân cảm thấy muốn nói với mình thì tự nhiên sẽ nói ra. Tỉnh ủy đã chín đề cử Đàm Lập Phong làm thị trưởng An Đô, đã báo lên ban tổ chức cán bộ Trung ương. Ban có thể lập tức cử người xuống khách sạn. Trung Dược Quân nhấp một ngụm chăm chú nhìn chén rượu giống như muốn nhìn xuyên thành phần của rượu. Triệu Quốc Đống không nói. Đàm Lập Phong và Dương Thiếu Bằng cạnh tranh, ai thắng cũng là rất bình thường, không đáng để ích thấy mất mát như vậy mới đúng. Biểu hiện của Đàm Lập Phong mấy năm qua ở Hoài Khánh cũng rất tốt. Hoài Khánh hiện nay có thể nói là thị xã có nhiều công ty nhất tỉnh An Nguyên, trong 3 năm liên tục có vốn thu hút đầu tư lớn nhất tỉnh. Chỉ là tổng GDP không bằng Ninh Lăng mà thôi. Riêng giá trị sản lượng của ngành điện tử đã vượt qua thành phố An Đô, nghe nói làm cho thành phố An Đô rất xấu hổ. Mà dựa vào sự phát triển nhanh chóng mấy năm trước của Hoài Khánh, Đàm Lập Phong rất được một ít lãnh đạo coi trọng. Ít nhất Ứng Đông Lưu cũng có ý tán thành về Hoài Khánh. Mà theo Triệu Quốc Đống biết cục trưởng cục cán bộ số 4, ban tổ chức cán bộ Trung ương cũng rất quen thuộc với Đàm Lập Phong, mà ủy Minh Xuyên này cũng có quan hệ tốt với Lăng Chính Dược. Mặc dù không thể khẳng định trong đó có quan hệ hay không nhưng ở nhiều điều kiện kết hợp nên có vài quan hệ trông như bình thường lại phát huy tác dụng lớn. Chủ tịch Vi Phong đã chính thức có quyết định bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy Tề Lỗ, vì thế tỉnh lần này muốn đưa hai ứng viên cho chức phó chủ tịch tỉnh. Một là Dương Thiên Bồi, còn lại một người sợ rằng ngài không ngờ đến. Trung Dược Quân nói với giọng khá khổ sở. Tin nhầm Vi Phong đi đã truyền một thời gian, cuối cùng đã thành sự thật. Coi như là sự khẳng định dành cho Nhâm Vi Phong sau một thời gian dài công tác ở An Nguyên. Dương Thiên Bồi lên làm phó chủ tịch cũng là rền bù. Mặc dù thị trưởng An Đô và phó chủ tịch tỉnh là cùng cấp nhưng về trọng lượng thì thị trưởng An Đô sẽ nặng hơn phó chủ tịch thường trực bình thường nhiều, trừ khi Dương Thiên Bồi có thể thành thường vụ tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống nhanh chóng suy nghĩ một chút, ứng viên còn lại đương nhiên không phải Trung Dược Quân, hơn nữa có thể khẳng định Trung Dược Quân cũng muốn cạnh tranh vị trí này. Chẳng qua kết quả vẫn là thất bại. Lúc này vẻ mặt Trung Dược Quân khá buồn bã, có lẽ cũng chính là vì thế. Vậy người còn lại là ai?
Bối Thiết Lâm hay là Trang Quyền? Hình như không phải, chẳng lẽ là Nghiêm Lập Dân? Nếu là vậy thì Nghiêm Lập Dân đúng là đã được đáp ứng chờ mong. Thấy Triệu Quốc Đống có chút nghi hoặc nhìn tới, Trung Dược Quân lắc đầu cười khổ nói. Long Ứng Hoa, ngài có lẽ không bao giờ nghĩ tới. Long Ứng Hoa. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, nói thật hắn không ngờ là Long Ứng Hoa. Long Ứng Hoa đã từ lâu ra khỏi tầm mắt của hắn, hắn cũng không còn chú ý tới người này. Hắn cũng biết Long Ứng Hoa có quan hệ khá tốt với Lăng Chính Dược. Ừ, lần đó sau khi Long Ứng Hoa thua mình khi tranh chức thường vụ tỉnh ủy nên đã rời khỏi An Nguyên, đến làm cục trưởng cục xây dựng tổ chức cơ sở, Liên đoàn Lao động Trung Quốc. Không ngờ 2 năm sau y lại quay về An Nguyên. Ừ, có lẽ làm tất cả mọi người bất ngờ. Nghiêm Lập Dân không nghĩ tới, Bối Thiết Lâm cùng Trang Quyền cũng thật không ngờ, tôi cũng vậy. Trung Dược Quân có chút cô đơn cười khổ nói. Không ngờ Long Ứng Hoa đến Liên đoàn Lao động là có thể lên một bậc thang. Chẳng lẽ ở cấp bộ đều cao hơn người ở địa phương một bậc sao? Triệu Quốc Đống nghe ra giọng không phục của Trung Dược Quân. Ừ, nhất định là đối phương dành không ít công phu cho chức vụ phó chủ tịch tỉnh, có lẽ Tần Hạo Nghiên có một vài hứa hẹn với y, nhưng bây giờ xem ra bọn họ đã coi thường khí phách cùng thủ đoạn cải Lăng Chính Dược. Dược Quân, anh đã tìm chủ tịch Tần Hạo Nghiên chưa? Triệu Quốc Đống vốn không muốn hỏi vấn đề này nhưng Trung Dược Quân từ Ninh Lăng lên Bắc Kinh tìm mình, cũng nói rõ đối phương tin tưởng mình, cho nên hắn quyết định phải hỏi. Có, Chủ tịch Tần lúc ấy cũng nói tôi đủ điều kiện, dù là thị trưởng An Đô có chút kinh ngạc nhưng hai vị trí phó chủ tịch thường trực thì tôi cũng rất có cơ hội. Tôi cũng tự tin, không ngờ rằng. Trung Dược Quân lắc đầu nói. Hôm qua Chủ tịch Tần gọi tôi tới nói chuyện, nói là y cũng cố hết sức nhưng Bí Thư Lăng có suy nghĩ khác. Nói Long Ứng Hoa do trên ban lựa chọn. Về phần Dương Thiên Bồi thì có lẽ là có cái nhìn đại cuộc. Hắc hắc, cái nhìn đại cuộc, nói rất hay. Triệu Quốc Đống chỉ lắc đầu không nói. Thời này tìm lý do là rất dễ dàng. Trung Dược Quân cạnh tranh chức thị trưởng An Đô đúng là hơi yếu một chút nhưng ứng viên cho hai chức phó chủ tịch tỉnh thì Trung Dược Quân thất bại là khó nói. Đây chỉ có thể nói rõ trong lòng Lăng Chính Dược đã sớm có quyết định, chưa bao giờ nghĩ tới Trung Dược Quân. Có phải anh cảm thấy làm việc ở An Nguyên không quá thoải mái? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Trung Dược Quân có lẽ vẫn suy nghĩ vấn đề này. Lát sau y mới nói. Nói như thế nào nhỉ? Xu thế phát triển hiện nay của Ninh Lăng vẫn khá tốt. Công việc của Ninh Lăng đã đi vào quỹ đạo, tôi và Phượng Minh phối hợp cũng coi như ăn ý. Lần này chọn phó chủ tịch tỉnh, không giấu ngài tôi cũng rất cố gắng, đi tìm Bí Thư Miêu cùng trưởng ban Hàn. Đương nhiên cũng thông qua vài quan hệ khác để tìm Bí Thư Lăng nhưng kết quả vô ích. Tôi chỉ là có chút không phục. Triệu Quốc Đống gật đầu. Dược Quân, Ninh Lăng là sân khấu tốt, anh mới làm Bí Thư Thị ủy hơn năm, không nên nóng lòng cầu thành, có một số việc phải nói cơ duyên. Tôi thật ra cảm thấy nếu có cơ hội cũng nên cân nhắc đi ra ngoài. Sao cứ phải treo cổ trên một thân cây, không biết anh có nghĩ đến vấn đề này không? Mắt Trung Dược Quân sáng lên, tim đập mạnh. Y đang suy nghĩ trọng lượng trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nếu dám nói như vậy thì gần như không bao giờ thất bại, dù là khó khăn đến đâu cũng nghĩ được biện pháp giải quyết. Điểm này Y rất đồng cảm. Chủ nhiệm Triệu, nếu có cơ hội tôi đương nhiên nguyện ý đi. Trung Dược Quân nói chưa xong, Triệu Quốc Đống đã cười cười xua tay nói. Tôi biết rồi, không nói chuyện này nữa. Đúng, Chủ tịch Vi Phong đi thì ai trong tỉnh thay thế? Còn không rõ, có lẽ là Tề Hoa. Trung Dược Quân lắc đầu nói. Tỉnh năm nay thay đổi rất lớn, nghe nói chủ nhiệm Lưu cũng đi, hình như Ủy ban Kỷ luật Trung ương có văn bản yêu cầu chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật các tỉnh không nhận chức quá lâu. Ừ, bộ máy An Nguyên đúng là khá cố định, cán bộ An Nguyên chúng ta đi ra ngoài rất ít, nhưng thật ra mấy năm trước đi không ít, đây cũng là điểm nuối tiếc. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Hơn nữa cán bộ tỉnh ta lên cấp bộ rèn luyện quá ít, nhất là cán bộ cấp giám đốc sở. Điểm này có chênh lệch không nhỏ với một số tỉnh. Cá nhân tôi thấy rèn luyện ở trên các bộ một năm cũng là rất đáng giá. Chủ nhiệm Triệu, cán bộ cấp giám đốc sở lên bộ cũng chưa chắc đã nhanh chóng thích ứng công việc được, dù sao làm ở địa phương khác hẳn trên bộ, nhiều người khó điều chỉnh được. Tôi thật ra cảm thấy nếu là cán bộ cấp phó giám đốc sở hoặc phó huyện lên bộ rèn luyện sẽ có ý nghĩa hơn. Trung Dược Quân không mù quáng nghe theo quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ừ, anh nói có lý. Làm chủ quản quen rồi, thoáng cái lên bộ làm cục trưởng đúng là không dễ thích ứng. Làm cấp phó sẽ dễ hơn, vừa học tập nâng kiến thức, nắm giữ phương pháp công việc nhiều hơn,
phần khác cũng có thể so sánh công việc trong bộ với địa phương có điểm gì khác nhau, coi như kết hợp lý luận và thực tế. Triệu Quốc Đống cảm thấy quan điểm của Trung Dược Quân rất có lý nên khen. Nhà hàng này là nơi Triệu Quốc Đống khá thích đến, mỗi lần Triệu Quốc Đống đến đây thì cũng không có quá đông người, chính là vì nguyên nhân này nên hắn mới đặc biệt thích tới nơi đây. Nơi này không phải là nơi tụ tập uống rượu truyền thống, không phải nằm ở nơi phồn hoa, ngược lại dành cho khách thích ngồi riêng nói chuyện. Có đôi khi hắn cùng Âu Dương Cẩm Hoa tới đây uống, có đôi khi hắn một mình tới uống. Chẳng qua ở ủy ban ngoài Âu Dương Cẩm Hoa ra thì không có người khác biết mình có sở thích này. Không khí khá tốt cũng khiến hai người càng thêm có hứng thú nói chuyện. Hai người nói đến công việc của Triệu Quốc Đống ở ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Trung Dược Quân cũng nghe được ít lời đồn về Triệu Quốc Đống, cũng khéo léo nhắc hắn một chút. Triệu Quốc Đống cười cười tỏ vẻ cảm ơn. Quyển 18, chương 9-14. Hai hôm sau Bạch Nhất Minh và Triệu Quốc Đống ngồi với nhau, không khí khá thoải mái. Hai người tuy có quan điểm khác nhau nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Ngay cả Bạch Nhất Minh cũng phải thừa nhận ở vài phương diện công ty nhà nước lũng đoạn ảnh hưởng đến hiệu suất và cạnh tranh, càng quan trọng hơn là ảnh hưởng đến lợi ích của quần chúng nhân dân và dân ý. Nếu nói hai vế trước còn có thể thông qua thành lập chế độ công ty hiện đại để cải thiện thì vế sau lại khác, cần phải đứng ở góc độ chính trị cao hơn để nhìn nhận. Điểm này là bí thư tỉnh thành nên Bạch Nhất Minh có cảm nhận rất sâu. Khi ở ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia nên đứng ở góc độ khác, điểm cân nhắc vấn đề cũng khác. Nhưng khi làm bí thư thị ủy, anh cần cân nhắc vấn đề hoàn toàn khác, anh làm trái ý dân thì có nghĩa tiền đồ chính trị của anh gặp nguy cơ cực lớn. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng ý thức được vài vấn đề mà Bạch Nhất Minh đưa ra đáng để suy nghĩ. Cải cách công ty nhà nước thậm chí công ty lũng đoạn cần một quá trình, nếu đưa ra phương án quá khích thì sẽ tạo thành hỗn loạn, bị thương tới nền kinh tế quốc dân, đồng thời cũng khó chính thức đạt được mục đích mang lại lợi ích cho dân chúng. Đương nhiên không có nghĩa vì thế mà dừng lại. Sao, Thiên Phu các chị cũng cảm thấy áp lực. Triệu Quốc Đống đang ngồi gác chân lên ghế, hai tay dựa sau đầu. Có thể không có áp lực sao? Bây giờ không ai dám xác định Trung ương có hạ quyết tâm chỉnh đốn thị trường bất động sản không? Hai quan điểm tranh luận rất kịch liệt, ngay cả Bồi Ca cùng Kiều Huy bây giờ cũng rất mâu thuẫn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Trung ương sẽ mạnh tay chỉnh đốn thị trường nhà ở, nhưng từ kết cấu lợi ích hiện nay thì chị lại thấy khả năng này không lớn, càng nhiều là dùng biện pháp giảm áp lực. Cho nên chị thấy Thiên Phu nên kiên định theo kế hoạch hiện có, không nên dễ dàng dừng bước. Chiếc áo sơ mi tinh xảo cùng với chiếc váy bên dưới có tương phản khá lớn, giống như thoáng cái làm cụ Vận Bạch trẻ hơn vài tuổi. Kính râm vừa được hạ xuống làm cho cảm giác thần bí giảm đi không ít, chiếc vòng cổ màu sắc rực rỡ làm người ta bị hút vào đó. Triệu Quốc Đống đã lâu không thấy cụ Vận Bạch mặc như thế này, hầu hết là cô đều mặc đồ thương hiệu nước ngoài tuy giá trị xa xỉ nhưng lại chưa chắc thích hợp với cụ Vận Bạch. Thích hợp với mình chính là tốt nhất. Em sao thế, sao cứ nhìn chị mãi không nói vậy? Cụ Vận Bạch gắt giọng. Ồ, Vận Bạch, bộ đồ này rất có mùi, em đã lâu không thấy chị mặc như thế này. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Phải chúc mừng mới được, em thấy các nhà thiết kế, chuyên gia thẩm mỹ chưa chắc đã đánh giá đúng. Thích hợp hay không không phải do bọn họ định đoạt, cảm giác của mình là quan trọng nhất. Mình thấy tốt thì chính là tốt. Được rồi, em đừng có ba hoa trước mặt chị, bộ đồ này chị đặt mua ở Nhật Bản đó. Cụ Vận Bạch cười hì hì nói. Được, bây giờ cũng đã đặt may riêng, chẳng qua thực tế mà nói đúng là nhìn hợp hơn khi mặc mấy hãng Dior gì đó nhiều. Triệu Quốc Đống thật lòng nói. Em là chuyên môn đến thảo luận quần áo của chị sao? Chị hỏi. Em vẫn chưa trả lời đó. Cụ Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Vấn đề chị nói chỉ là bề ngoài, nếu muốn biết vấn đề thật sự thì mỗi ngày nên đọc Nhật báo Nhân dân, hoặc là Nhật báo Kinh tế. Triệu Quốc Đống cười nói. Ai hỏi em tính chân thật, chị hỏi chính là em cảm thấy Trung ương có thể mạnh tay không? Ở tình huống đó thì Thiên Phu nên dùng cách nào để đảm bảo sức sống lớn nhất? Cụ Vận Bạch nói một tràng dài mấy vấn đề. Vận Bạch. Vấn đề này chị cảm thấy em có thể trả lời sao? Triệu Quốc Đống gãi đầu nhìn gương mặt vẫn trắng nõn như cũ của cô. Ít nhất em cũng có thể giúp chị tham khảo. Cụ Vận Bạch khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào thành ghế. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Phòng ở rất nóng, nóng quá chưa chắc đã tốt. Giá nhà tăng quá nhanh, nhà kinh doanh bất động sản lãi quá lớn, cao đến mức ngay cả người kinh doanh bất động sản cũng thấy không thật. Nhưng dân chúng vẫn tranh mua. Một nhiều căn mới công bố bán nửa tiếng đã hết sạch.
chị cũng nghi ngờ sức mua sắm của dân chúng có đạt đến trình độ đó không. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, không chỉ là ở đô thị cấp 1, ngay cả đô thị cấp 2-3 cũng bán rất nhanh, giá nhà trong một tháng tăng vài giá cũng không hiếm thấy. Nói thật chị cũng không vui thấy tình huống này. Ồ, chị kiếm được nhiều còn không vui ư, nhà kinh doanh bất động sản có lúc nào cân nhắc cho dân chúng. Triệu Quốc Đống cười nói. Cụ Vận Bạch phụ trách việc khai thác thị trường 4 tỉnh Việt, Quỳnh, Quế, Mân của địa ốc Thiên Phu, chiến trường chủ yếu là ở Nam Việt, sau đó mới là Hải Nam. Giá nhà đất ở Dương Thành cùng Thâm Quyến tăng lên đến mức người ta sợ hãi, nhưng lại chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Một cái chính sách trung ương đưa ra như gãi ngứa, trên cơ bản không tác động gì tới giá nhà, mà xu thế này cũng khiến trung ương chú ý. Mà trung ương cũng bắt đầu tổ điều tra và tổ giám sát đi tới mấy nơi như Thượng Hải, Dương Thành, Thâm Quyến, Hàng Châu, tìm hiểu giá nhà cùng với sức ảnh hưởng với cuộc sống nhân dân, nó khiến nhiều công ty bất động sản lo lắng. Chị vừa nói rồi mà, khi trình độ cuộc sống nhân dân chưa tăng đến hoàn cảnh này mà giá nhà vẫn không ngừng tăng lên sẽ khó tránh khỏi làm người ta lo lắng có xuất hiện cục diện tan băng không. Chị hy vọng một thị trường bất động sản khỏe mạnh mà duy trì phát triển liên tục, không hy vọng sau mấy năm phát triển nóng rồi tiêu điều. Trên gương mặt điềm tĩnh tự tin của Cù Vận Bạch đã sớm không tìm được vẻ lo lắng ngày nào khi ở Giang Khẩu, những năm qua cô tăng thêm nhiều kiến thức, thời gian dài qua lại với quan chức ở Bắc Kinh, Nam Việt qua lại nhiều giữa Hong Kong, Nam Việt, cũng đồng thời gặp nhiều ngăn cản. Vấn đề này em không tiện trả lời chị, chính xác mà nói em không có câu trả lời, Trung ương nhất định sẽ có chính sách nhưng có thể tạo ra tác dụng áp chế giá nhà tăng mạnh hay không thì em cũng không xác định. Chủ yếu là các chị cũng phải biết lợi ích từ đất đai quyết định khiến địa phương và trung ương không thể có nhất trí. Từ khi chế độ khảo sát thành tích được thay đổi, đồng thời cũng yêu cầu bắt buộc lợi ích từ đất đai phải đầu tư một tỷ lệ nhất định xây dựng nhà xã hội. Chỉ có như vậy thì có lẽ ở trình độ nhất định nào đó khống chế được cục diện hiện nay. Đương nhiên còn cần vài biện pháp phụ trợ phối hợp nhưng quan trọng nhất vẫn là chứng thực. Ánh mắt Triệu Quốc Đống khá phiêu hối như đang tự hỏi hoặc là nghĩ gì đó. Mà ở điểm này em đoán Trung ương vẫn do dự, động một động toàn thân, ngành bất động sản xếp vào ngành sản nghiệp trụ cột đã tạo ra tranh luận rất lớn nhưng thực tế chúng ta phải thừa nhận bất động sản đã thành sản nghiệp trụ cột kéo kinh tế quốc dân tăng trưởng. Động vào ngành bất động sản thì sẽ gặp nguy hiểm tốc độ tăng trưởng chậm lại, ở điểm này Trung ương cần phải có chính sách thăng bằng. Ý của em là nói ở cục diện này căn bản không thể thay đổi về chất, dù Trung ương hạ quyết tâm cũng không được. Cù Vận Bạch nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Hạ quyết tâm là một chuyện, có thể chứng thực hay không lại là việc khác. Bây giờ không phải lưu hành một việc đó là nhà kinh doanh bất động sản dùng tiền mặc cả với chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương dùng tăng trưởng GDP để mặc cả với Trung ương, nó tạo thành một sợi dây thừng, không ai thoát được ai cả. Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu muốn cắt đứt sợi dây này trừ khi tư tưởng chỉ đạo của Trung ương thay đổi, không nên một mặt theo đuổi tăng trưởng GDP. Mà phải chuyển công việc trung tâm sang việc nâng trình độ cuộc sống nhân dân, giải quyết việc thu nhỏ chênh lệch giữa các tầng lớp nhân dân, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề từ căn bản. Nhưng đảm bảo tăng trưởng cũng là chính sách mà Trung ương đặt ra, đảm bảo tăng trưởng cũng là cơ sở để nâng cao trình độ cuộc sống nhân dân, giải quyết nhiều công ăn việc làm hơn nữa, tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Cù Vận Bạch nói theo, phát triển và tăng trưởng là hai khái niệm, phát triển là chuyển biến kết cấu kinh tế. Đảm bảo tăng trưởng thì khá mơ hồ, từ góc độ nào đó có thể giải thích là không tiếc mọi thủ đoạn đảm bảo tăng trưởng GDP. Em cho rằng không thể coi là như vậy. Triệu Quốc Đống cũng chỉ có ở trước mặt Cù Vận Bạch mới có thể rất tự nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nếu là trường hợp khác thì câu này của hắn sẽ tạo ra sóng gió ngập trời. Quyển 18, chương 95. Em dám chối bỏ nguyên tắc đảm bảo tăng trưởng. Thời gian dài qua lại với quan chức làm Cù Vận Bạch có chút kinh ngạc nhướng mày. Cô không thể hiểu nổi hắn. Hắn bây giờ là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, có thể nói hiểu rất rõ về chính sách kinh tế của quốc gia. Quốc gia tại sao đưa ra ý đồ đảm bảo tăng trưởng kinh tế thì hắn phải hiểu rõ mới đúng. Mà đám quan chức nhà nước cô gặp có ai không nói đến đảm bảo tăng trưởng. Đảm bảo tăng trưởng và đảm bảo tăng tốc tuy giống nhưng lại có khác nhau. Em cảm thấy quốc gia chúng ta có tốc độ tăng trưởng quá cao, thực tế chỉ cần duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 6-7% là hợp lý, khoa học. Duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục, ổn định trong thời gian dài mới là quan trọng nhất. Khi kinh tế trong nước tăng tốc mà dựa vào đầu tư tài sản cố định thì sẽ kéo theo một vài vấn đề. Triệu Quốc Đống gần từng hoàng côn dấu lớn ích.
chỉ là đề tài này hơi cấm kỵ, nói như thế nào cũng cần chú, nói vào lúc nào cũng cần chú ý, mà có thể được người tiếp nhận hay không cũng khó nói. Cụ Vận Bạch cảm thấy hắn không còn là bí thư thị ủy kia nữa, thứ hắn tiếp xúc càng mang tính vĩ mô, rất nhiều quan niệm gì đó đứng ở góc độ hiện nay của hắn cũng thấy khác hơn. Từ lời nói và vẻ mặt của hắn cũng làm Cụ Vận Bạch ý thức được trong thời gian này hắn không được quá thoải mái. Quốc Đống, chị nghe nói tăng thu nhập em gặp áp lực rất lớn. Cụ Vận Bạch có chút cẩn thận đi tới thân mật ngồi trên tay ghế gần hắn rồi nhỏ giọng nói. Sao, danh tiếng của em ngay cả Nam Việt cũng nghe được sao? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Tháng trước, Cục trưởng Cục Ngành Nghề Trung và trưởng Ban Giao thông Ủy ban Kế hoạch Phát triển đến Nam Việt, Phó Chủ tịch Văn Chí ngồi cùng ăn với bọn họ, chị vừa lúc ở đó nên nghe được một ít. Trên mặt Cụ Vận Bạch hiện lên một tia đỏ ửng động lòng người, bữa ăn đó vẫn như hiện rõ trước mặt. Vị Cục trưởng Dương và trưởng Ban Lý kia có lẽ không ngờ mình có quan hệ này với Triệu Quốc Đống, vì thế nói chuyện khá thoáng, đánh giá Triệu Quốc Đống là người làm việc lớn, nhưng không nắm giữ được thời cơ và phương pháp, có chút nóng lòng cầu thành, nhất là Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia rất phản cảm với Triệu Quốc Đống. Nhưng thật ra Diêu Văn Chí lại nói một câu công bằng, nói cải cách sao có thể không xúc động lợi ích một số người. Vì thế làm hai người kia á khẩu không nói được gì. Được đó, bây giờ mấy bữa ăn với cán bộ cấp tỉnh mà chị cũng tham gia được. Triệu Quốc Đống cười trêu. Bồi Ca chuyên môn bay sang đó, y là chủ tịch tập đoàn Thiên Phu mà, chị ra mặt, chị chỉ là đi cùng mà thôi. Cụ Vận Bạch hờn dỗi đẩy Triệu Quốc Đống. Hừ, Bồi Ca không ngờ coi chị là bình hoa để mang đi tiếp khác. Cái này không thể nhịn được, Bồi Ca về em nhất định phải phạt y. Triệu Quốc Đống đầy đắc ý đưa tay ôm vòng eo đẫy đà của cô, kéo cô vào lòng. Cụ Vận Bạch ra vẻ từ chối đùn đẩy vài cái không có kết quả nên mặc hắn. Còn cả Diêu Văn Chí nữa, không ngờ dám uống rượu với người phụ nữ của em ghen phát điên rồi. Mặt Cụ Vận Bạch đỏ bừng lên, cô véo mạnh vào eo hắn. Triệu Quốc Đống lại thuận thế ôm cô đặt lên đùi mình. Một loạt động tác làm Cụ Vận Bạch hốt hoảng định kêu lên nhưng không được vì môi đã bị hắn chặn lại. Hai tay cô không kiềm chế được ôm lấy cổ hắn, để mặc hắn cởi khuy áo sơ mi của mình, đưa tay vào trong. Triệu Quốc Đống đã lâu không ở bên Cụ Vận Bạch, lần này đương nhiên không tránh khỏi thấy động lòng, sôi sục. Nếu như không phải nghĩ đây là phòng tiếp khách của trụ sở tập đoàn Thiên Phu thì có lẽ hắn đã xử lý Cụ Vận Bạch tại chỗ. Cụ Vận Bạch tuy công việc bận rộn, về nhà có con nhưng nhiều lúc nằm ngủ thấy cô đơn. Nhất là khi cô một mình ở Dương Thành, mà con gái lại ở Hong Kong, lúc đêm về cô thường nghĩ đến thời gian ở bên Triệu Quốc Đống. Một lúc lâu sau hai người mới từ từ thoát ra sau nụ hôn dài. Dù sao đây cũng là trụ sở làm việc, tuy phòng tiếp khách này không ai tới quấy rầy nhưng vẫn khó có thể làm người ta toàn tâm toàn ý được. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng móc khóa áo lót cho Cụ Vận Bạch, Cụ Vận Bạch vi lấy kính trang điểm lại một chút để không bị ai thấy mình vừa có hành vi không đúng. Tôi có tới đây không? Cụ Vận Bạch nhẹ nhàng nói. Tập đoàn chỉ có hoạt động. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nó. Theo lý thuyết Cụ Vận Bạch không nên mời mình tới tham gia hoạt động của tập đoàn Thiên Phu mới đúng. Cùng lắm là mình chỉ ngồi xuống với mấy lãnh đạo cao cấp của tập đoàn như Dương Thiên Bồi, Kiều Huy, Hứa Minh Viễn mà thôi. Sáng nay tập đoàn có lẽ khởi công một hạng mục bất động sản lớn ở Bắc Kinh, tối mời mấy người trong giới giải trí đến biểu diễn, mở buổi tiệc. Cũng mời một vị phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh, còn có sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường, hình như Bồi Ca còn mời một vị lãnh đạo bộ xây dựng tới tham gia. Cụ Vận Bạch cười nói. Đều là mấy cô gái xinh đẹp đó. Dương Thiên Bồi mấy năm nay đã từng bước tiến tới vị trí cao của mình. Y có quan hệ mạnh ở bộ xây dựng, quan hệ mật thiết với các tỉnh phía Tây Nam, Thiên Phu mấy năm nay phát triển vững chắc ngoài việc dựa vào quan hệ của nhà Kiều Huy ra thì cũng dựa vào quan hệ tốt đẹp của Dương Thiên Bồi trong lĩnh vực xây dựng và giao thông. Chị lên Bắc Kinh là vì chuyên môn tham gia bữa tiệc này. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, Cụ Vận Bạch phụ trách hoạt động của Thiên Phu phía Nam, phía Bắc Kinh do Kiều Huy phụ trách. Hình như không thuộc phạm vi công việc của Cụ Vận Bạch. Hạng mục này rất quan trọng với Thiên Phu, cũng là hạng mục lớn nhất của tập đoàn trong năm nay. Có thể nói năm nay thậm chí nửa năm tới địa ốc Thiên Phu tập trung chính xung quanh hạng mục này. Khu đất đó chia làm 3 bước để khai thác, hơn nữa nhà cũng có nhiều loại hình, tập đoàn hy vọng sau khi xây dựng xong sẽ tạo thành một thành phố nâng cao danh tiếng của Thiên Phu. Cụ Vận Bạch có chút tự hào nói. Ồ, thành phố Thiên Phu, ừ. Có phải là khu đất bên Vọng Kinh không chị? Triệu Quốc Đống cũng có chút ấn tượng,
đây là khu đất lớn nhất mà năm đó tập đoàn Thiên Phu mua được. Ừ, chính là khu đất đó, quy hoạch cơ bản đã có. Bây giờ đang là giai đoạn quan chức, vì thế tập đoàn hy vọng có thể dựa vào hạng mục này để củng cố địa vị của Thiên Phu trong lĩnh vực bất động sản. Cù Vận Bạch khẽ gật đầu. Nhưng tập đoàn cũng gặp áp lực rất lớn, chủ yếu là do vấn đề tài chính. Mấy hạng mục bên Lam Đảo, Thâm Quyến cũng sẽ khởi động vào cuối năm nay, bên Hàng Châu cũng đang khởi động do nên tài chính của Thiên Phu khá căng. Ừ, thời này tài chính là vua, có tiền sẽ có thể cầm càng nhiều đất, có thể kiếm càng nhiều tiền hơn. Chẳng qua tài chính mà khó khăn, lại gặp chính sách quốc gia thay đổi nên càng phải cẩn thận. Triệu Quốc Đống nhắc nhở. Đúng thế, đúng vì nguyên nhân này nên tập đoàn mới triệu tập người phụ trách tất cả các công ty, chi nhánh về, phân tích tình hình, đưa ra đối sách. Coi như hội nghị quan trọng nhất, lớn nhất của tập đoàn Thiên Phu trong năm. Đến lúc ấy mấy lãnh đạo tập đoàn có lẽ sẽ phát biểu. Cù Vận Bạch vuốt vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán. Cho nên chị muốn em tới rồi bình luận hả? Triệu Quốc Đống không nhịn được véo mặt Cù Vận Bạch. Có phải muốn em làm cố vấn không? Tối nay mặc em muốn làm gì cũng được, được chưa? Cù Vận Bạch yêu kiều nhìn lại. Thế tối nay tổ chức ở đâu? Câu lạc bộ Mỹ Châu. Cù Vận Bạch khá vui, xem ra Triệu Quốc Đống đã động tâm. Mặc dù cô biết quan hệ giữa mình và Triệu Quốc Đống bị người biết sẽ gây họa lớn nhưng là người phụ nữ, cô làm việc vất vả bên Nam Việt nếu như Triệu Quốc Đống có thể xuất hiện với tư cách khách mời, thể hiện quen thuộc hoặc thân thiết với Thiên Phu thì khi chuyển ra sẽ giảm không ít áp lực cho cô. Câu lạc bộ Mỹ Châu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, hắn mơ hồ biết suy nghĩ của Cù Vận Bạch. Người phụ nữ kinh doanh bên ngoài không dễ, bên Nam Việt càng khó khăn hơn. Câu lạc bộ Mỹ Châu hắn đã đến không ít, một số người ở ủy ban cũng biết mình thi thoảng tới đó, đi đến đấy cũng không sao. Nhưng nếu xuất hiện với tư cách khách mời sẽ khiến người khác suy nghĩ miên man. Hơn nữa với thân phận hiện nay của mình thì không quá thích hợp trực tiếp tham gia các buổi tiệc như vậy, nếu như nói là gặp ngoài bữa tiệc thì còn được. Em sẽ đi chẳng qua không phải là tham gia tiệc rượu mà là trùng hợp gặp được. Như vậy sẽ tốt hơn. Quyển 18, chương 9-16. Anh cảm thấy thế. Triệu Quốc Đống và Lôi Hướng Đông rất nhàn nhã ngồi trong quán uống cà phê. Không rõ lắm, bây giờ chỉ mới có một tin lộ ra, rốt cuộc rơi vào nhà ai cũng khó nói. Lôi Hướng Đông lắc đầu nói. Tóm lại đây là việc khó giải quyết, bao người chú ý. Thành công chưa chắc có người nghĩ tới nhưng thất bại nhất định bị vô số người chửi mắng. Có thể rơi vào đầu anh, làm anh ngất xỉu không? Triệu Quốc Đống cười nói. Khả năng này gần như bằng không, tôi mới nhận bên này thì sao có thể đẩy cho việc đó. Dù như thế nào cũng phải cân nhắc cảm nhận cá nhân của tôi chứ. Ít nhất đến bây giờ cũng chưa có ai đề cập gì về việc này với tôi. Lôi Hướng Đông có chút buồn bực nói. Mấy tháng nay y đều là tìm hiểu, quen thuộc với chức vụ giám đốc ngân hàng phát triển quốc tế, người đứng đầu có chênh lệch rất lớn với cấp phó. Anh không cần quan tâm nghiệp vụ cụ thể, nhưng đây là việc mà Lôi Hướng Đông yêu thích nhất. Lôi Hướng Đông bây giờ không thể không học cách buông tay. Công ty đầu tư Trung Quốc đã thành lập nhiều ngày nhưng tổng giám đốc công ty vẫn khó có thể lựa chọn, mà Lôi Hướng Đông cũng là một trong những ứng viên đó. Thật lòng mà nói Lôi Hướng Đông không có hứng thú với vị trí tổng giám đốc công ty đầu tư Trung Quốc, đây thuần túy là công ty đầu tư chiến lược. Nói cách khác trong thời gian ngắn anh rất khó nói cho người khác quyết định của mình là chính xác. Nhưng có một điều có thể khẳng định, ngắn hạn thấy hiệu quả không có ai khen anh. Nhưng ngắn hạn xuất hiện thất bại thì truyền thông tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Triệu Quốc Đống nói tới vị trí đầy tính khiêu chiến này, Lôi Hướng Đông mặc dù không sợ khiêu chiến nhưng y không hy vọng nó rơi vào đầu mình. Y thích dần dần quen thuộc với vị trí giám đốc ngân hàng phát triển quốc tế. Không nói chuyện với anh cũng không có nghĩa bên trên không chú ý tới anh. Không nghe nói đến tiếng nói vô hình sao, càng là không có dấu hiệu thì càng có ý nghĩa gì đó. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Được rồi, nói như cậu thì ai cũng có thể. Lôi Hướng Đông trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Tôi thật ra cảm thấy cậu như rất hy vọng tôi đi tới vị trí này. Có thể phát huy tài năng của anh thì đi đâu chẳng được. Triệu Quốc Đống nhìn quanh một vòng rồi nói. Khách hôm nay hình như rất nhiều. Ở đây hôm nào chẳng vậy. Thời này tầng lớp giàu có không ngừng tăng lên, đương nhiên không bài trừ một bộ phận không nhỏ tiêu tiền công. Nhưng chúng ta phải thừa nhận số lượng người giàu Trung Quốc càng lúc càng tăng lên rất nhanh. Lôi Hướng Đông liếc nhìn ra sảnh, đúng là khách hôm nay rất nhiều. Hai người bọn họ tới khá sớm, mặc dù ở đây rất yên tĩnh nhưng khi người nhiều lên thì vẫn cảm thấy được.
đồng thời tầng lớp cực nghèo cũng không ít. Triệu Quốc Đống đáp lại. Nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho dân chúng vẫn rất nặng nề. Tôi ở Điền Nam cảm nhận rõ việc này, các khu vực dân tộc thiểu số ở biên giới vẫn còn rất nhiều người dân nghèo, hoàn cảnh sống ác liệt và thiếu kỹ năng làm giàu khiến bọn họ rất khó thoát nghèo trong thời gian ngắn. Nếu chính quyền không nghĩ biện pháp để thi thố có lẽ cả đời bọn họ, thậm chí đời sau cũng vẫn sống trong cảnh nghèo khó. Xem ra một năm ở Điền Nam làm cậu có cảm nhận rất sâu. Lôi Hướng Đông rất nghiêm túc nhìn Triệu Quốc Đống. Ha ha, 16 thành phố thị xã của Điền Nam tôi đi hết, hơn nữa chọn khu vực nghèo khó nhất, khó khăn nhất để tới, ấn tượng quá sâu. Tôi còn thậm chí cảm thấy mình ngồi ở đây uống trà, cà phê là có tội, đây là cảm giác lãng phí. Triệu Quốc Đống nhớ lại tình hình mấy khu vực nghèo khó của Điền Nam, đến nay vẫn đang có một cảm giác xúc động ở trong lòng. Hắn muốn thay đổi những thứ mình thấy nhưng sự thật quá tàn khốc, mình không thể không đối mặt. Mặc dù là quỹ từ thiện Thương Lãng không ngừng dồn tiền vào Điền Nam nhưng vẫn như muối bỏ bể. Lôi Hướng Đông có chút rung động vì lời nói của Triệu Quốc Đống. Y không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói như vậy. Theo y thấy Triệu Quốc Đống là người may mắn trên con đường làm quan, đương nhiên nó cũng có quan hệ đến cố gắng của Triệu Quốc Đống. Nhưng ở tuổi này mà làm được cấp phó bộ trưởng thì không thể không làm người ta cảm thấy Triệu Quốc Đống quá may mắn. Cũng vì thế nên Lôi Hướng Đông có lúc cảm thấy Triệu Quốc Đống chủ yếu chú ý phát triển kinh tế, không ngờ Triệu Quốc Đống lại có suy nghĩ như vậy. Quốc Đống, bị cậu nói như vậy, tôi thật ra cũng muốn sang Điền Nam xem một chút. Lôi Hướng Đông trầm ngâm một chút rồi nói. Đi một chuyến tuyệt đối có lợi, coi như cho anh có cái nhìn mới về cuộc sống quần chúng nhân dân, nhưng nếu chỉ cưỡi ngựa xem hoa thì lại không có ý nghĩa gì. Triệu Quốc Đống nhìn Lôi Hướng Đông thật sâu và nói. Ừ. Đó là đương nhiên, nếu muốn đi thì phải cảm nhận thực tế, coi như tăng áp lực cho mình. Lôi Hướng Đông gật đầu nói. Đời người là như vậy, có đôi khi nhìn như tốt đẹp nhưng sau lưng lại tàn khốc. Chúng ta rất muốn thay đổi nhưng lại luôn cảm thấy mình quá yếu đuối. Yếu đuối không phải lý do, quan trọng nhất chính là anh muốn làm gì đó hay không. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Nhưng có đôi khi chúng ta vô thức lấy lý do nào đó để né tránh. Hoặc là thỏa mãn với cuộc sống hiện tại mà quên đi thứ chúng ta đã theo đuổi. Lôi Hướng Đông nhìn Triệu Quốc Đống một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Được rồi, chúng ta không nên nói về đề tài này nữa. Vừa có điều chúng ta theo đuổi, vừa đối mặt với thực tế, làm như thế nào tạo mối quan hệ giữa hai điều này thì chính là cuộc sống thật của chúng ta. Nó giống như chúng ta đang ngồi đây uống cà phê vậy. Một cốc cà phê tương đương với tiền sinh hoạt cả tuần của một em bé nghèo khó ở Điền Nam, chỉ cần chúng ta không quên điều này là đủ. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, tôi cảm thấy cậu sau khi tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã thay đổi rất nhiều. Lôi Hướng Đông vẫn luôn thấy Triệu Quốc Đống từ Ninh Lăng tới Điền Nam, sau đó lại từ Điền Nam tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì như có điểm xuất thế, nhập thế. Mấy người phụ nữ đang nhìn về phía này, Triệu Quốc Đống không khỏi ngẩn ra. Sao Nhược Lâm cũng tới? Nhìn dáng người yểu điệu đi về phía này, Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Lôi Hướng Đông cũng thấy có bóng hình xinh đẹp đi về phía mình, cảm thấy Triệu Quốc Đống chắc là biết người phụ nữ đang đi thẳng về góc này. Y cười cười đầy quỷ dị. Quốc Đống, muốn nhập thế à? Thế nào là nhập thế? Xuất thế không phải là nhập thế sao? Triệu Quốc Đống nói một câu đầy triết lý. Anh không nhận ra sao, Trình Nhược Lâm. MC nổi tiếng nhất đài truyền hình kỹ thuật số tỉnh An Nguyên, bây giờ là tổng giám đốc công ty điện ảnh Niết Bàn. Ồ, Lôi Hướng Đông thấy hơi quen mặt, Trình Nhược Lâm này trước đó khá nổi tiếng nhưng lại đột nhiên rời khỏi truyền hình. Bảo sao tôi thấy quen mặt, Quốc Đống, cậu rất quen cô ta sao? Ừ, cô ấy là người Ninh Lăng, tôi từng làm việc ở Ninh Lăng, có thể không quen sao? Triệu Quốc Đống nửa thật nửa giả nói. Chủ nhiệm Quốc Đống. Trước mặt người ngoài nhưng Trình Nhược Lâm vẫn thể hiện rất tự nhiên. Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây. Lôi Hướng Đông thấy Trình Nhược Lâm không gọi Triệu Quốc Đống là, ngài, mà gọi là, anh, hơn nữa giọng rất tùy tiện xem ra hai người này khá quen thuộc. Nhược Lâm, lại đây, giới thiệu với em một chút, vị này là người nổi tiếng từ An Nguyên chúng ta đi ra. Lôi Hướng Đông, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế. Hướng Đông, đây là Tổng Giám đốc Trình, công ty điện ảnh Niết Bàn. Chúng ta coi như đều là đồng hương An Nguyên mà. Nhược Lâm, nếu ngày sau công ty của em mà đầu tư ra nước ngoài thì ngân hàng của giám đốc Lôi rất nguyện ý ủng hộ tài chính cho công ty tư nhân. Trình Nhược Lâm từng làm MC, trải qua nhiều kinh nghiệm,
Triệu Quốc Đống cũng không lo lắng bị người nhận ra. Hơn nữa dù Lôi Hướng Đông có cảm thấy gì đó cũng không sao cả. Giám đốc Lôi, nghe danh đã lâu, hôm nay mới hân hạnh gặp được. Trình Nhược Lâm rất tự nhiên nói. Công ty tôi mặc dù tạm thời không có ý đi ra nước ngoài nhưng bước tiến quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang tiến ngay trước mặt, không chừng ngày nào đó công ty Niết Bàn chúng tôi sẽ nhờ đến Ngân hàng Phát triển Quốc tế, đến lúc đó phải làm phiền giám đốc Lôi. Bạn của Quốc Đống cũng là bạn của tôi, chưa nói là làm phiền, nếu như công ty Niết Bàn thật sự có thể đi ra ngoài cũng có nghĩa ngành văn hóa của Trung Quốc đã lớn mạnh, Ngân hàng Phát triển Quốc tế sẽ đương nhiên là ủng hộ. Lôi Hướng Đông cũng cười cười đáp lại. Triệu Quốc Đống nhìn hai người phụ nữ phía sau Lôi Hướng Đông, xem ra đều là người trong làng giải trí. Lôi Hướng Đông đi cùng hai cô kia, chắc không đơn giản là tới đây chơi. Nhược Lâm, em tới tham gia hoạt động. Ừ, Bất Động Sản Thiên Phú tối nay tổ chức tiệc ở đây. Sao, hai anh không tới tham gia bữa tiệc này sao? Trình Nhược Lâm có chút kinh ngạc, cô biết tập đoàn Thương Lãng và tập đoàn Thiên Phú có quan hệ rất mật thiết, có quan hệ hợp tác chiến lược. Mà Triệu Quốc Đống chính là nhân vật mang tính bắc cầu trong đó. Quyển 18, chương 97. Ồ, tập đoàn Thiên Phu tổ chức tiệc ở đây. Cái này tôi không rõ, bảo sao hôm nay đông khách tới như thế. Nhược Lâm, công ty của em cũng có liên quan đến ngành bất động sản sao? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ làm điện ảnh không có quan hệ với bất động sản ư? Trình Nhược Lâm nghiêng đầu mỉm cười. Điện ảnh Niết Bàn đang quay một bộ phim. Địa ốc Thiên Phu có một khu biệt thự muốn quảng cáo trong phim, coi như là hợp tác. Ồ, đây là phương pháp hợp tác tốt, công ty Niết Bàn kéo được nhà tài trợ, Thiên Phu nhân cơ hội quảng cáo hạng mục, hai bên cùng có lợi. Nhược Lâm tiểu thư sang bên công ty làm xem ra cũng rất tốt. Lôi Hướng Đông thật lòng khen. Giám đốc Lôi quá khen, thực ra quảng cáo trong phim cũng không phải việc mới. Nhưng không thể nào làm quá vì dễ làm khán giả phản cảm. Đây đã là lần thứ hai Thiên Phu hợp tác với công ty chúng tôi, bộ phim lần trước tạo hiệu quả khá tốt cho nên Thiên Phu tìm tới hợp tác lần thứ hai. Trình Nhược Lâm nói với giọng có phần tự hào, mặc dù trước đây là do Đức Sơn làm trung gian nhưng yêu cầu bên Thiên Phu rất ngặt nghèo, có lẽ cũng là không tin vào trình độ của công ty cô, đến khi bộ phim thành công thì bọn họ mới có cái nhìn tin tưởng vào Niết Bàn. Lần này vốn đầu tư quay bộ phim mới của Niết Bàn khá cao, vì giảm nguy cơ nên Niết Bàn cố gắng lôi kéo tài trợ. Thiên Phu cũng là một đối tác hợp tác đáng tin cậy. Vừa lúc bộ phim quay ở Niết Bàn nên Thiên Phu cũng hợp tác với Niết Bàn. Đang nói chuyện, Triệu Quốc Đống lơ đãng lại thấy người quen, điều này làm hắn cảm thấy bữa tiệc của Địa ốc Thiên Phu hôm nay mời đều là người có danh tiếng ở Bắc Kinh. Giới giải trí, truyền thông, công ty, giới tài chính, các lộ thần tiên đều đến, xem ra hạng mục lần này là rất quan trọng đối với tập đoàn Thiên Phu, cũng chính là muốn mượn bữa tiệc này để giới thiệu với quần thể khách hàng tiềm ẩn. Triệu Quốc Đống hơi híp mắt lại nhìn người kia, nói thật hắn không ngờ lại gặp đối phương ở đây, mặc dù đến Bắc Kinh khá lâu nhưng công việc bận rộn nên không có nhiều tâm tư nghĩ việc khác. Nhưng người này như một cây kim châm trong lòng mình, giấu rất sâu nhưng chưa bao giờ biến mất. Đối phương ăn mặc rất hợp thể, mặc dù cách hơn chục mét nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể cảm nhận được vẻ chói mắt từ chiếc giày của đối phương, không thể không nói tên này rất biết cách hấp dẫn phụ nữ, theo thời gian trôi qua thì khí thế này càng cao hơn. Đối phương không thấy Triệu Quốc Đống, có lẽ do Triệu Quốc Đống ngồi ở trong góc. Triệu Quốc Đống chỉ thoáng nhìn qua nhưng Trình Nhược Lâm vẫn nhạy cảm phát hiện vẻ chú ý của hắn bị phân tán. Chủ nhiệm Quốc Đống, anh thấy người quen. Trình Nhược Lâm hiển nhiên cũng không nhận ra người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ với hai nghệ sĩ. Hai nữ nghệ sĩ này đều là nhân vật trong bộ phim hợp tác với Thiên Phu, cũng khá có tiếng trong giới diễn viên phim truyền hình nhưng mới lần đầu tiên tham gia vào vòng tròn điện ảnh. Do đó Trình Nhược Lâm mới dẫn cả hai tới tham dự bữa tiệc này nên khiến hai cô nàng cũng rất hưng phấn. Ừ, coi như quen, bạn học đại học của bạn học cấp 3 của tôi. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình nói không được tự nhiên. Lôi Hướng Đông cũng chú ý tới người đàn ông kia nên kinh ngạc nói. Quốc Đống, cậu cũng biết, người này cũng là nhân vật có tiếng ở Bắc Kinh đó. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Thép Bắc Kinh. Rất nhiều công ty thép tư nhân đều dựa vào tay hắn mà có được quặng mỏ, coi như là người dậm chân một cái là làm thị trường thép Trung Quốc rung chuyển. Triệu Quốc Đống cũng không có ngờ Lôi Hướng Đông lại biết Tiêu Xuân Dương và còn biết sâu sắc như vậy. Hắn có hơi buồn cười nói. Sao anh hiểu rõ đối phương như vậy? Quốc Đống, đừng quên ngành thép có không ít công ty tư nhân,
bọn họ cũng có ý đi ra nước ngoài và tìm nguồn tài chính từ Ngân hàng Phát triển Quốc tế. Hai năm qua lãnh đạo mấy công ty thép tư nhân này bắt đầu tiếp xúc với ngân hàng nên ít nhiều biết được tin. Tập đoàn thép Bắc Kinh mấy năm nay kiếm được không ít từ các công tác thoát nghèo. Lôi Hướng Đông cười khá quỷ dị. Tôi nghe nói có người muốn chặn đường kiếm tiền của bọn họ. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết Lôi Hướng Đông đang chỉ cái gì, chỉ là trong hoàn cảnh này nên hắn không tiện nói rõ, chỉ có thể giả ngu. Công ty thép tư nhân rất khó thông qua con đường hiện tại mà thỏa mãn nhu cầu nguồn nguyên liệu, hiện tượng này ở Trung Quốc thì người nước ngoài không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hướng Đông cười nói. Nếu muốn thay đổi sự thật này thì còn cần rất nhiều điều kiện và thời gian mới thực hiện được. Triệu Quốc Đống nghe ra ý của Lôi Hướng Đông, đây là nhắc mình có một số việc cần cẩn thận. Hắn mặc dù cũng biết Lôi Hướng Đông nói vậy là tốt cho mình nhưng trong lòng lại là có phần không quá thoải mái, đương nhiên hắn cũng không vì thế mà tức giận, chỉ thấy nuối tiếc. Chỉ trong nháy mắt Tiêu Xuân Dương quay đầu sang thấy Triệu Quốc Đống cùng Lôi Hướng Đông. Y ngẩn ra sau đó nở nụ cười nói vài câu với hai người phụ nữ kia, hai người phụ nữ cũng nhìn theo ánh mắt của Tiêu Xuân Dương, cũng nói vài câu. Có lẽ Tiêu Xuân Dương yêu cầu hai cô đi tới, hai cô gái có chút do dự rồi vẫn đi theo. Chủ nhiệm Triệu, giám đốc Lôi, thật sự là may mắn, không ngờ hai vị cũng tham gia bữa tiệc của tập đoàn Thiên Phu. Vị này là giám đốc Trình phải không? Tôi nghe tiếng chị đã lâu. Vừa nãy hai cô Tư Kỳ, Vũ Đồng nói tới chị, hôm nay coi như được gặp chị. Tiêu Xuân Dương nói chuyện khá ôn hòa nhưng mang theo sức hấp dẫn, sự tự tin đủ để làm sát thương các cô gái bình thường. Tổng giám đốc Tiêu khách khí quá. Tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường kiếm cơm trong ngành điện ảnh và truyền hình, đâu đáng được như Tổng giám đốc Tiêu khen như vậy. Trình Nhược Lâm cười cười đưa tay khẽ chạm tay Tiêu Xuân Dương. Ha ha, giám đốc Trình nói sai rồi, tôi chỉ là một cán bộ nhà nước mà thôi, chị mới đáng gọi là nhân vật nổi tiếng. Chủ nhiệm Triệu, giám đốc Lôi, hai vị thấy tôi nói đúng không? Tiêu Xuân Dương nhìn Triệu Quốc Đống cùng Lôi Hướng Đông. Tổng giám đốc Tiêu, mấy năm không gặp rồi, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Anh cũng tới tham gia bữa tiệc của Địa ốc Thiên Phu. Xem ra quan hệ của Thiên Phu rất rộng đó nhỉ. Triệu Quốc Đống nói rất hào sảng. Tôi và Hướng Đông chỉ biết hôm nay câu lạc bộ có hoạt động, không ngờ lại gặp nhiều người quen như vậy. Ồ, chủ nhiệm Triệu cùng giám đốc Lôi không phải tới tham gia hoạt động của Thiên Phu. Tiêu Xuân Dương đảo mắt. Vậy Tổng Giám đốc Kiều thật đúng là phạm sai lầm lớn rồi. Triệu Quốc Đống cười cười không nói, Lôi Hướng Đông cũng im lặng mỉm cười, Trình Nhược Lâm chuyển đề tài. Tư Kỳ, Vũ Đồng, tôi giới thiệu hai người bạn của mình với hai cô một chút. Vị này là Phó Chủ nhiệm Triệu Quốc Đống, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, vị này là Lôi Hướng Đông tiên sinh, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế. Chủ nhiệm Triệu, Giám đốc Lôi, Tư Kỳ, Vũ Đồng là diễn viên nòng cốt của công ty điện ảnh Niết Bàn chúng tôi, mong hai vị sau này có cơ hội thì giúp đỡ nhiều hơn. Hai cô gái này ở trong làng giải trí đều tỏ rõ sự xa cách và kiêu ngạo nhưng đối mặt với Triệu Quốc Đống cùng Lôi Hướng Đông thì đều thu lại vẻ giả dối, trên mặt nở nụ cười rất tươi. Chủ nhiệm Triệu, rất vui được gặp ngài. Hân hạnh. Triệu Quốc Đống nho nhã bắt tay hai cô gái. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết Niết Bàn bây giờ đang cạnh tranh khá kịch liệt với mấy công ty điện ảnh và truyền hình truyền thông lớn của Trung Quốc như Hoa Nghệ, Điềm Tranh, Bát Nhạc. Điềm Tranh, Bát Nhạc đi ở phía trước. Niết Bàn và Hoa Nghệ đuổi theo sau. Nhất là khi Niết Bàn vừa chuyển từ lĩnh vực làm phim truyền hình sang làm phim điện ảnh, trên nhiều khía cạnh là mới tiếp xúc mới, nhân lực cả về số lượng và chất lượng đều kém Hoa Nghệ, Điềm Tranh, Bát Nhạc. Tuy diễn viên của Niết Bàn cũng có tiềm năng, tiềm lực nhưng danh tiếng chưa đủ cho nên Trình Nhược Lâm vẫn suy nghĩ làm như thế nào để tăng sức ảnh hưởng của Niết Bàn. Ngoài làm việc ra, Trình Nhược Lâm cũng cố gắng mang các diễn viên tham gia các bữa tiệc lớn. Điều này làm Triệu Quốc Đống cũng có chút đau lòng. Nhưng làm ngành này thì không thể do mình, nếu muốn đạt thành tích, thành quả cao thì không thể dựa vào ai một cái là đẩy lên được. Nói chuyện vài câu, Trình Nhược Lâm cùng Tiêu Xuân Dương rời đi, bữa tiệc sắp bắt đầu, mấy người sẽ tham gia nghi thức sau đó là thời gian tự do hoạt động. Triệu Quốc Đống thành công thông qua Trình Nhược Lâm cùng Tiêu Xuân Dương truyền tin tức lại, lát bên Thiên Phu tới mời mình cũng hợp logic. Triệu Quốc Đống nhìn theo Tiêu Xuân Dương và cười lạnh một tiếng. Chưa bao lâu mà đối phương đã thành phó tổng giám đốc, xem ra kiếm được không ít ở nguồn nguyên liệu quặng mỏ. Quyển 18, chương 9-18. Lôi Hướng Đông như cũng nhìn ra gì đó. Y nhìn Triệu Quốc Đống khá lâu. Tên này gây sóng gió không nhỏ ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển, dù là Lôi Hướng Đông cũng mơ hồ biết được,
không ít công ty tư nhân cũng nhắc tới Triệu Quốc Đống trước mặt Lôi Hướng Đông, cũng thấy phấn chấn vì Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã có luồng gió mới. Mà Triệu Quốc Đống chính là người tạo ra đột phá đó. Dù chỉ là một khe hở nhưng cũng làm người ta thấy được hy vọng. Nhưng các công ty tư nhân phấn chấn cũng có nghĩa lợi ích của người khác bị tổn hại, đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Lúc Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng đã lợi dụng phát triển kinh tế tư nhân để xác lập trụ cột lên chức, nhưng đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì hệ thống các tập đoàn nhà nước khổng lồ như ẩn như hiện chưa chắc như hắn mong muốn. Cho nên Lôi Hướng Đông phải nhắc Triệu Quốc Đống không được quá nóng vội. Quốc Đống, xem ra cậu không quá thích vị tổng giám đốc Tiêu kia. Lôi Hướng Đông từ tốn nói. Có phải là do cậu có thành kiến với công ty nhà nước? Sai, tôi chỉ là có ý kiến về bản thân ngành lũng đoạn, có cái nhìn với người duy trì sự lũng đoạn, nhưng không có thành kiến gì với công ty lũng đoạn. Dù sao bọn họ được lợi từ chế độ, chủ yếu vẫn nằm ở người đưa ra chế độ. Triệu Quốc Đống nói rất tự nhiên. Đương nhiên đây cũng có nguyên nhân do lịch sử lưu lại, cho nên chúng ta phải từng bước một tiêu trừ chế độ trói buộc sự phát triển và ảnh hưởng đến lợi ích nhân dân này. Suy nghĩ này thì tốt nhưng mà... Lôi Hướng Đông lắc đầu. Có phải là có cảm giác có con giòi đang bò trong người không? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Không thể vì vậy mà ngồi im chứ. Lịch sử đang phát triển, thời đại đang thay đổi, có vài chế độ phù hợp với trước đây nhưng theo thời gian trôi qua, theo xã hội phát triển nên có vài thứ cần điều chỉnh, cần cải cách. Giống như thời bao cấp trước đây vậy, đây không phải đã thành lịch sử sao? Lôi Hướng Đông cũng biết suy nghĩ của Triệu Quốc Đống là đúng nhưng thực tế phức tạp làm suy nghĩ con người thay đổi. Đây là trận chiến kéo dài, đôi khi lặp đi lặp lại. Chỉ mong Triệu Quốc Đống có thể đánh giá được sự khó khăn của vấn đề này. Tiêu Xuân Dương quả nhiên làm người truyền lời. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Phu Dương Thiên Bồi đi cùng với một người phụ nữ là Giám đốc Thương mại của Địa ốc Thiên Phu đi tới mời Triệu Quốc Đống và Lôi Hướng Đông tham gia bữa tiệc của bọn họ. Theo Triệu Quốc Đống biết thì người phụ nữ này từng làm MC cho tiết mục khá nổi tiếng ở một đài truyền hình khu vực Duyên Hải, có quan hệ rộng ở Tích Giang, nhưng 2 năm trước bị dính vào vụ án của một quan chức cấp phó bộ trưởng nên đến Bắc Kinh ẩn mình 2 năm, bây giờ không biết sao lại vào Tập đoàn Thiên Phu. Hình như là có liên quan tới Kiều Huy. Làm bất động sản khó tránh khỏi phải qua lại với nhiều loại quan chức. Triệu Quốc Đống cũng biết Địa ốc Thiên Phu mấy năm qua phát triển rất nhanh. Ngoài việc Dương Thiên Bồi trèo lái vững vàng, mấy phó tổng giám đốc rất chuyên nghiệp ra thì một trình độ rất lớn là quan hệ của gia đình Kiều Huy cùng với khả năng tạo quan hệ của y. Ngoài quan hệ tốt đẹp với hệ thống tài chính ra, bối cảnh xã hội của Kiều Huy cũng được lợi dụng tối đa. Thiên Phu không muốn dính vào chuyện giang hồ. Nhưng có người là có giang hồ, nhất là kinh doanh bất động sản. Nếu anh muốn chặn hoàn toàn quan hệ màu đen là điều không thể. Công ty tư nhân khi giao tiếp với cơ quan nhà nước và hệ thống tài chính có nhược điểm trời sinh. Cơ quan nhà nước và hệ thống tài chính luôn vô thức phân biệt công ty tư nhân khiến cho bọn họ không thể dùng vài phương pháp bù đắp sự chênh lệch đó. Mà giám đốc thương mại là rất quan trọng cho vấn đề này. Một giám đốc thương mại thành công là người có thể tạo tác dụng bôi trơn và giao tiếp. Đặc biệt nếu có thân phận và mối quan hệ rộng thì càng tốt. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn hy vọng Kiều Huy không nên bị cuốn vào quá sâu trong một vài mối quan hệ, giống như việc người phụ nữ kia xuất hiện trong tầng lớp lãnh đạo của Tập đoàn Thiên Phu vậy. Kiều Huy lợi dụng quan hệ xã hội của người phụ nữ này để đào mỏ vàng, nhưng nó cũng có mạo hiểm. Hắn chỉ mong Kiều Huy có thể thấy rõ điểm này. Triệu Quốc Đống phát hiện năng lực giao tiếp của mình vẫn cần nâng cao. Nhất là khi giao tiếp với quần thể kinh doanh mà không liên quan đến công việc thì hắn thấy mình còn kém. Hắn rõ ràng không bằng được Lôi Hướng Đông. Không phải nói lúc đưa giấy mời thì hắn đã đồng ý sao? Nữ giám đốc thương mại lo lắng nói. Chủ tịch Dương, em tự tay đưa thư mời tới, hắn luôn mồm đáp ứng. Trưa nay em còn gọi điện đến xác nhận nhưng bây giờ không biết vì nguyên nhân gì không liên lạc được với hắn. Vậy nên làm sao bây giờ? Vứt hắn sang bên nhỡ lát hắn đột nhiên tới thì sao? Nhưng lại không có khả năng để nhiều khách như vậy chờ một mình hắn. Kiều Huy cũng khá nôn nóng. Vị phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh này có quan hệ không quá tốt với Thiên Phu, hơn nữa không ngừng làm khó Thiên Phu. Thiên Phu rất đau đầu về việc này nhưng đó là phó chủ tịch phụ trách xây dựng, đất đai nên Thiên Phu không thể vòng qua hắn. Nếu thất lễ thì về sau hắn lại ghi hận trong lòng thì Thiên Phu sẽ gặp tai nạn ngập đầu. Nhưng để nhiều khách như vậy chờ hắn cũng không thích hợp. Người phụ nữ này kia cũng không có biện pháp gì tốt cả. Vị phó chủ tịch thành phố kia vẫn không quá hòa hợp với Thiên Phu.
Thiên Phu mời cô đến làm giám đốc thương mại cũng là vì muốn hóa giải quan hệ với vị phó chủ tịch thành phố kia. Hôm qua hắn còn đáp ứng với mình, trưa nay gọi điện còn đùa cợt với mình một phen, sao bây giờ không gọi điện? Càng quái lạ là ngay cả thư ký của hắn cũng không gọi được. Dương Thiên Bồi cũng chưa biết nên quyết định như thế nào. Hạng mục thành phố Thiên Phu là rất quan trọng đối với tập đoàn Thiên Phu, có thể nói đây là hạng mục lớn nhất tập đoàn trong năm nay và sang năm. Chỉ riêng vì lấy được mảnh đất này đã tốn không ít công sức, nhiều người làm khó dễ Thiên Phu. Chủ tịch, hay là chúng ta chờ một chút, em liên lạc lại. Người phụ nữ lo lắng nói. Dương Thiên Bồi nhíu mày hừ một tiếng. Cô liên lạc nhanh đi, nếu không gọi được cho thư ký thì gọi đến văn phòng ủy ban nhân dân thành phố xác nhận xem hắn đi đâu. Triệu Quốc Đống hơi kinh ngạc, giờ đã đến sao còn chưa bắt đầu. Hắn thấy vẻ mặt Dương Thiên Bồi cùng Kiều Huy với vị giám đốc thương mại kia không quá tốt, Cù Vận Bạch cũng vội vàng đi tới. Hắn gọi điện cho Cù Vận Bạch. Chị sao vậy, khách đang chờ đó, em thấy Phó Bộ trưởng Mã, Bộ Xây dựng cũng đã tới, Cục trưởng Kim, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã tới, sao còn chưa bắt đầu. Triệu Quốc Đống vừa đi sang bên vừa nói. Cù Vận Bạch nói qua tình hình, cũng nói vị phó chủ tịch thành phố kia không thích Thiên Phu mấy. Vì thế Thiên Phu bây giờ rất cẩn thận sợ làm đối phương tức. Bây giờ đang cố gắng liên lạc. Chị nói không liên lạc được với thư ký của hắn. Triệu Quốc Đống có phần kinh ngạc, điều này hình như không có khả năng, nếu liên lạc đến bản thân không được còn có thể, một vài nhân tố bất ngờ vẫn có thể xảy ra nhưng sao thư ký cũng không gọi được. Đúng thế, chị cũng thấy rất khó hiểu nhưng điện thoại mãi không gọi được, không biết vì nguyên nhân gì. Cù Vận Bạch cũng khó hiểu. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Hôm qua hắn có ngồi với Hùng Chính Lâm, Hùng Chính Lâm vô tình đề cập thị trường bất động sản đang phát triển quá nóng, nhiều lãnh đạo bị các công ty bất động sản kéo xuống nước, tự cho là làm rất bí ẩn. Gần đây Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã tiến hành điều tra vài vụ việc, Trung ương rất chú trọng việc này, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật Trung ương phải đẩy mạnh việc điều tra. Nghĩ đến việc Cù Vận Bạch bảo vị phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh kia thường xuyên làm khó Thiên Phu triển khai nghiệp vụ ở Bắc Kinh rất khó khăn. 2 năm trước Thiên Phu gần như không có động tác nào lớn, Kiều Huy cũng không thể đặt tâm trí chính sang bên Giang Thích. Lần này hạng mục thành phố Thiên Phu tốn rất nhiều công sức mới khởi động được cũng là do lãnh đạo thành phố Bắc Kinh cản trở. Có người muốn Thiên Phu phải sang nhượng khu đất này cho công ty đối phương nhưng Thiên Phu không chịu. Em thấy chị bảo Bồi ca có thể bắt đầu rồi, không cần đợi nữa. Chị cứ nói là em bảo làm vậy. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Quyền 18, chương 9-19. Bữa tiệc cuối cùng đã bắt đầu. Không ít người biết khách quý chính hôm nay là phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh nhưng lại biến thành phó bộ trưởng Mã. Mặc dù không khí vẫn nhiệt liệt, chủ khách đều vui vẻ nhưng có không ít khách đang suy nghĩ có phải hạng mục này của Thiên Phu sẽ xong đời không. Dương Thiên Bồi cũng khá lo lắng nhưng y gần như tin tưởng mù quáng vào Triệu Quốc Đống, Kiều Huy cũng vậy. Vì thế khi Cù Vận Bạch nói đề nghị của Triệu Quốc Đống ra, Kiều Huy và Dương Thiên Bồi lập tức đồng ý. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Người phụ trách của Thiên Phu tiến hành giới thiệu tóm tắt hạng mục, sau đó là đến buổi biến diễn trang sức nhỏ, thời gian rất ngắn, không đầy nửa tiếng là kết thúc, sau đó là thời gian hoạt động tự do, cũng là thời gian quan trọng nhất của bữa tiệc. Đây là hạng mục quan trọng nhất được khởi động từ trước đến nay của Địa ốc Thiên Phu, không đánh trận khi không nắm chắc. Trước khi khởi động hạng mục này, Địa ốc Thiên Phu cũng tính toán các khách hàng tiềm tàng, công việc này làm tốt sẽ giảm đi rất nhiều áp lực về sau. Mặc dù bây giờ khi nguồn cung không đủ cầu thì công việc này vẫn không được sơ sót. Tiêu Xuân Dương chú ý thấy Triệu Quốc Đống khá quen thuộc với mấy vị lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Thiên Phu, y hơi kinh ngạc nhưng lập tức có phản ứng. Tập đoàn Thiên Phu khởi nghiệp ở An Nguyên, kể cả Dương Thiên Bồi, Kiều Huy, Dương Thiên Bồi là lãnh đạo cao nhất Thiên Phu đều đến từ An Đô, chỉ về sau lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Thiên Phu mới là nhân tài đến từ khắp nơi trong cả nước. Tập đoàn Thép Bắc Kinh có qua lại nhiều với tập đoàn Thiên Phu, Thép Bắc Kinh ngoài việc mua bán quặng mỏ ra thì cũng sản xuất thép với số lượng khổng lồ. Tập đoàn Thiên Phu có nhiều hạng mục xây dựng ở khu vực phía Bắc nên có nhiều liên lạc với Thép Bắc Kinh. Mà thông qua Thép Bắc Kinh giới thiệu nên nhiều nhân viên quản lý của tập đoàn này cũng trở thành khách hàng VIP mua căn hộ của Thiên Phu. Lần này tập đoàn Thiên Phu tiến hành xây dựng hạng mục thành phố Thiên Phu cũng mời Thép Bắc Kinh. Chính là hy vọng Thép Bắc Kinh có thể tiếp tục dẫn thêm nhân viên của tập đoàn đến mua nhà cho Địa ốc Thiên Phu. Bất cứ lúc nào tập đoàn nhà nước khổng lồ như Thép Bắc Kinh đều được các công ty bất động sản chào đón tham gia. Triệu Quốc Đống này đúng là có cửa, các người nổi tiếng ở tỉnh An Nguyên hình như đều có quan hệ khá tốt với hắn.
Theo Tiêu Xuân Dương biết, như Qua Tĩnh, Dương Thiên Minh, Lôi Hướng Đông cũng có quan hệ tốt với hắn, bảo sao hắn đi đâu cũng làm tốt. Lần trước khi gặp mặt lúc có Khấu Linh, Tiêu Xuân Dương đã cảm thấy Triệu Quốc Đống không bình thường, thậm chí mang kim sau lưng, không ngờ chỉ mấy năm hắn đã thành phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Người này đáng để mình tìm hiểu, xem có thể tăng quan hệ hai bên không, nhưng phải rất cẩn thận. Tiêu Xuân Dương bưng chén đứng nhìn từ phía xa xa, y không rõ sở thích của đối phương. Khấu Linh nhìn như quan hệ khá tốt với hắn, không biết có quan hệ kia không. Vĩnh Cương cũng nói tên Triệu Quốc Đống kia bây giờ phụ trách quản lý cục phối hợp ngành nghề, nếu có thể. Tiêu Xuân Dương cũng nghe Lý Vĩnh Cương nói về thái độ của Triệu Quốc Đống về vài chính sách, nhưng việc này không quan hệ gì với mình. Ai muốn dung chuyển địa vị của công ty nhà nước đều sẽ bị rơi đầu. Tiêu Xuân Dương làm nhiều năm như vậy ở công ty nhà nước nên biết rõ điểm này. Mặc dù là vì vài nguyên nhân nào đó nên phải làm ra vài thay đổi nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cuộc. Tiêu Xuân Dương không tin có ai ngu ngốc mà động tới công ty nhà nước. Tên Triệu Quốc Đống này từ trình độ nào đó mà nói thì chính là muốn kiếm thành tích, muốn làm ra vài việc khác người để được dư luận, cấp trên chú ý. Nhưng thoạt nhìn hắn cũng không quá quen thuộc tình hình Bắc Kinh, sau này mình có thể lợi dụng điểm này xem có thể từ đó tìm ra nhược điểm của hắn không. Quốc Đống, chú xác định người kia có chuyện. Mặt Dương Thiên Bồi nghiêm túc lại, gằn từng chữ một. Hắn đã cảm giác được sự kinh ngạc của các vị khách. Nhất là khi người dẫn chương trình không nhắc một câu nào tới phó chủ tịch thành phố. Điều này hoặc là vị phó chủ tịch đó từ chối tham gia bữa tiệc, hoặc là Thiên Phu không cần nể mặt đối phương. Dù từ nguyên nhân nào cũng làm người ta chấn động, Dương Thiên Bồi rất lo lắng, nếu đối phương đột nhiên tới thì rất khó tưởng tượng kẻ hẹp hòi như đối phương sẽ có phản ứng gì. Lo gì chứ Bồi ca, dù không có xảy ra việc gì thì kẻ thất lễ là hắn, anh không cần phải quá chú ý đến hắn. Có người bị chính các anh chiều nên hư. Triệu Quốc Đống cũng không xác định, nhưng là hắn có một loại dự cảm, người này sợ là có vấn đề. Quốc Đống, chú đâu biết nỗi khó xử của bọn anh. Đừng nhìn bọn anh ngoài mặt thì oai phong nhưng nhiều lúc phải nuốt máu vào trong lòng. Chú nhìn Kiều Huy đi, hai năm nay cậu ta già đi không ít, đây đều là bị lãnh đạo chính quyền làm hại đó. Thiên Phu không có động tác gì lớn được ở Bắc Kinh cũng đều do người kia gây ra. Hắn quá tham. Không biết công ty khác nuôi no hắn kiểu gì. Dương Thiên Bồi nói với giọng khó chịu. Hắn nếu xong đời thì anh sẽ dùng tiền mua pháo về đốt, chỉ sợ không phải như vậy. Kiều Huy cũng nhíu mày nói. Tôi kéo Phạm Yến Hồng về tập đoàn cũng là muốn kéo gần quan hệ với hắn, tránh cho quan hệ quá căng, tình hình bây giờ hơi tốt một chút, ít ra Thiên Phu cũng đã có quan hệ với hắn. Hôm nay lại xảy ra chuyện này làm cho người ta lo lắng. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Chuyện đã thành như vậy. Người có lòng tham không đáy như vậy thì em thấy dù lần này không lật thì cũng chỉ là sớm muộn. Triệu Quốc Đống cười an ủi nói sau đó đổi giọng. Huy ca, anh đưa ả họ Phạm tới tập đoàn làm gì? Thật sự không thể không có loại người này sao? Quốc Đống, chú có thành kiến với cô ta? Kiều Huy mỉm cười nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống. Loại phụ nữ này cần phải cẩn thận một chút, hơn nữa cũng tạo ấn tượng không tốt cho bên chính quyền. Thiên Phu kinh doanh nghiêm chỉnh, đừng đi đường trái. Triệu Quốc Đống nhắc nhở nói. Tôi biết Quốc Đống, Phạm Yến Hồng như thế nào thì tôi hiểu rõ hơn chú. À không đơn giản, có quan hệ rộng ở Bắc Kinh và Thượng Hải, đương nhiên chuyện à tại sao bị bật thì mọi người cũng biết. Làm kinh doanh nên có nhiều lúc phải quan hệ với quan chức, để à vào tập đoàn vừa lợi dụng ưu thế của à, cũng là đưa một tín hiệu ra bên ngoài. Quốc Đống, nước trong ngành bất động sản quá sâu. Chỉ có bước vào thì chú mới có thể thật sự hiểu rõ. Có đôi khi dùng một người là có thể mở một cánh cửa. Kiều Huy nói. Nhắc nhở của chú thì tôi nhớ rõ, tôi cũng có chừng mực. Ả này có quan hệ rộng ở Bắc Kinh ư. Triệu Quốc Đống gật đầu, Kiều Huy biết chừng mực là tốt rồi. Ừ, đừng xem thường ả, ở Bắc Kinh ả cũng có nhiều biện pháp. Chú xem, vị phó tổng giám đốc Tiêu tập đoàn thép quốc tế Bắc Kinh kia cũng không phải rất quen với ả sao. Kiều Huy thuận miệng nói. Cửa ở Bắc Kinh rất phức tạp, ả này ở ẩn 2 năm tại Bắc Kinh là có thể tìm được rất nhiều cửa. Không đơn giản, nếu là anh thì có thể nói đây là nhân tài. Dương Thiên Bồi lúc này cũng dần bình tĩnh lại, chuyện đã như vậy chỉ có thể xem mà làm. Không liên lạc được với đối phương là do nguyên nhân gì đến giờ cũng không biết. Triệu Quốc Đống cũng thử gọi cho Hùng Chính Lâm nhưng không gọi được, không biết ông anh này đang ở đâu. Triệu Quốc Đống lúc này mới ý thức được nhược điểm trong các mối quan hệ của mình.
Làm một phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Triệu Quốc Đống tin rằng dù là một vị trưởng ban có thâm niên đôi chút thì cũng có biểu hiện tốt hơn mình nhiều. Trong hơn trăm vị khách ở đây hắn chỉ biết vài người. Dù là người ở cấp bộ hoặc là ở thương trường thì hắn cũng không quen nhiều. Cũng may sắp tới hắn sẽ ở Bắc Kinh có thể là vài năm, hơn nữa có Lôi Hướng Đông ở đây nên có nhiều người tới chào hỏi và giới thiệu. Mà Trình Nhược Lâm cũng có thể giới thiệu một số người cho Triệu Quốc Đống, làm hắn không đến mức quá xa lạ. Lại đây Quốc Đống, vị này là Giám đốc Ngân hàng Bắc Kinh, Giám đốc Giang, là bạn lâu năm của tôi. Vị này là Tổng Giám đốc chi nhánh Trung Quốc của Ngân hàng Hà Lan, vị này là Tổng Giám đốc Ngân hàng Phú Thông. Chủ nhiệm Triệu, vị này ngài chắc có ấn tượng, Tổng Giám đốc Thôi Kiện Sơn, Tập đoàn Giải trí Cẩm Giang, vị này không cần phải nói, ngài vừa nhìn sẽ biết. Quyển 18, chương 100. Vừa mới nằm xuống giường, điện thoại vang lên, Triệu Quốc Đống nhìn số rồi ra hiệu Cù Vận Bạch đừng lên tiếng, lúc này mới nghe điện. Là Hùng Chính Lâm gọi tới. Y hỏi Triệu Quốc Đống có phải gọi cho mình không? Triệu Quốc Đống hơi do dự rồi nói ra vấn đề mình định hỏi. Hùng Chính Lâm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Quốc Đống mà chỉ nói rất nhanh sẽ biết. Triệu Quốc Đống không hỏi thêm, câu này của Hùng Chính Lâm đã nói rõ rất nhiều. Người kia xong rồi. Bỏ máy, Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói, hắn cảm thấy rõ Cù Vận Bạch ở bên run lên. Vì việc gì vậy? Còn chưa rõ nhưng chắc không khó để nghĩ. Với cán bộ cấp phó bộ trưởng như hắn thì ngoài vấn đề kinh tế thì còn gì có thể đánh ngã hắn. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên. Ngay cả Bồi Ca cũng khó chịu, em nghĩ hắn đáng đi đời. Loại sâu mọt đó có thể bò tới vị trí này không biết bên ủy ban kỷ luật và ban tổ chức cán bộ trung ương lúc khảo sát làm ăn như thế nào. Cù Vận Bạch một lúc lâu không nói, chỉ dán mặt mình vào ngực Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống biết Cù Vận Bạch lo gì nên cười một tiếng. Có phải là lo cho em không? Ừ, vị trí của em bây giờ rất mẫn cảm, hơn nữa em lại muốn làm chuyện gì đó khó tránh khỏi đắc tội rất nhiều người. Chị lo nhiều người theo dõi em, chẳng may quan hệ giữa chị và em bị người phát hiện thì không phải hại em sao? Cù Vận Bạch ngẩng mặt thở dài nói. Triệu Quốc Đống sao không rõ điểm này, đêm nay hắn đến chỗ Cù Vận Bạch cũng là khá mạo hiểm, Bắc Kinh khác địa phương, tình hình phức tạp. Hơn nữa mình ở đây khá xa lạ, nếu như bị ai túm được nhược điểm thì có thể nói là xong đời. Chỉ là hắn cảm thấy mình rất có lỗi với Cù Vận Bạch, sao có thể nhẫn tâm không đến bên cô. Hơn nữa Cù Vận Bạch đã là một phần trong tim hắn, không bao giờ vứt bỏ được. Mặc dù là mạo hiểm nhưng hắn vẫn thấy nên làm như vậy. Hại em, phải là em hại chị mới đúng. Giữa em và chị còn nói ai hại ai sao? Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Sau cơn vui thích, Cù Vận Bạch chỉ cảm thấy mình như đống bùn không buồn cử động, cứ như vậy nằm trên giường. Không còn sức mà nói chuyện. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn rất khỏe mạnh, liên tục làm cô lên đỉnh, không ngừng hành hạ cô. Nhưng cô lại thích sự hành hạ đó. Nhớ đến hành vi vừa nãy của mình, cô không tránh khỏi thấy nóng mặt. Phụ nữ thật sự không thể không có đàn ông, chỉ cần cảm thấy sự tồn tại của hắn, Cù Vận Bạch cảm thấy mình kiên định hơn. Mỗi lần gặp hắn xong, cả một hai tuần sau cô đều thấy tâm trạng mình tốt hơn bình thường nhiều. Có đôi khi Cù Vận Bạch cũng cảm thấy khó tin. Nhưng tâm trạng phụ nữ chính là như vậy, cũng không biết tại sao. Chị cũng đã nói qua với Bồi Ca, mọi người lo chính sách quốc gia sẽ thay đổi nên dự định giảm đầu tư vào đô thị cấp 1, chuyển hướng phát triển sang một số đô thị cấp 2, cấp 3 thích hợp. Đương nhiên đô thị cấp 1 vẫn là trọng điểm hiện tại nhưng tập đoàn cũng định chuẩn bị từ bây giờ. Cù Vận Bạch rúc vào lòng Triệu Quốc Đống, lặng lặng lắng nghe tim hắn đập. Có suy nghĩ như vậy coi như sáng suốt. Đô thị cấp 1 tuy là nơi kiếm tiền tốt nhưng lại mạo hiểm, chủ yếu nằm ở chỗ quốc gia có hạ quyết tâm hay không. Bây giờ cũng khó nói. Triệu Quốc Đống vuốt ve mái tóc đen nhánh kia, dây buộc tóc được tháo ra làm nó chảy xuôi trên vai, đen trắng rõ ràng, từ bên cạnh có thể thấy nửa bờ ngực căng tròn đè lên ngực mình. Lúc này Cù Vận Bạch như một con cừu non ngoan ngoãn. Đúng, chị phải lập tức gọi điện cho Bồi Ca cùng Kiều Huy, không bọn họ ngủ không yên. Cù Vận Bạch như nhớ ra gì đó nên ngồi dậy, nửa thân trần xuất hiện trước mặt Triệu Quốc Đống làm mắt hắn mở to hết cỡ. Vận Bạch, chị gọi điện không phải lộ em đang ở bên chị sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Bồi Ca cùng Kiều Huy chắc không có vấn đề, nếu ngay cả bọn họ cũng có chuyện thì chị còn có thể tin ai? Cù Vận Bạch bị câu nói này của Triệu Quốc Đống làm cô hơi buồn phiền. Em chỉ đùa mà thôi, bọn họ muốn hại chị chính là hại bọn họ.
thiên phu nếu có chuyện thì nhất định ảnh hưởng đến tiền của bọn họ. Triệu Quốc Đống trêu đùa. Ôi, Quốc Đống, có đôi khi chỉ phát hiện cá và tay gấu không thể cùng kiêm nhiệm. Sự phát triển của thiên phu vốn cũng không dựa vào quyền lực của em, nhiều lắm em chỉ phán đoán phân tích giúp mà thôi. Bây giờ thiên phu vẫn phải né tránh các nơi em công tác, em nói có phải tự tìm khổ cho mình không? Nếu em không làm công việc bây giờ thì tốt biết mấy. Cù Vận Bạch thở dài nói. Có được có mất, em thật ra cảm thấy bây giờ rất tốt. Thiên phu nếu có thể toàn diện biến thành công ty lên thị trường chứng khoán thì tốt nhất. Triệu Quốc Đống cũng thở dài một tiếng. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, vị phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh kia xong đời vì vấn đề kinh tế. Một vị phó chủ tịch thành phố nói gục là gục, hai chữ nghiêm túc của Đảng Cộng sản có thể nói là ác mộng với tất cả kẻ có ý đồ xấu. Mặc dù ngay cả Triệu Quốc Đống đôi khi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao hắn cũng không hoàn hảo, dù đó chỉ là vấn đề cuộc sống cá nhân nhưng cũng đủ làm hắn thân bại danh liệt. Cơn phong ba của về quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu phân kali cũng dần lắng lại, truyền thông sau thời gian theo đuổi cũng dừng lại. Nhưng chỉ người trong ngành mới biết lỗ hổng này mở ra tạo thành ảnh hưởng lớn như thế nào với cả ngành. Ít nhất bao người động tâm, điển hình nhất là các công ty tư nhân trong ngành phân bón đã liên hợp đi ra nước ngoài, đầu tiên là Canada, tiếp theo chính là Nga cùng Kazakhstan. So sánh với công ty nhà nước gióng trống khua chiêng thì công ty tư nhân im ắng hơn nhiều. Bọn họ càng coi trọng cơ hội do chính sách quốc gia thay đổi mang tới. Một cuộc hội thảo do Hiệp hội Quản lý Phân bón Trung Quốc tổ chức. Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bộ Thương mại cùng với Ngân hàng Phát triển Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Quốc gia, Ngân hàng Công thương. Đều phái nhân viên tham gia. Một vị trưởng phòng có cấp bậc khá thấp ở Cục Phối hợp Ngành nghề Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tham gia hội thảo làm nhiều người thất vọng, nhưng tinh thần mới mà vị trưởng phòng này mang tới cũng làm nhiều người rung lên. Theo cách nói của y thì chính sách quốc gia sẽ dần thay đổi nhằm đảm bảo nguồn cung ứng phân bón trong nước, đồng thời cũng yêu cầu các hệ thống tài chính hỗ trợ các công ty đi ra nước ngoài khai thác nguồn nguyên liệu, chỉ cần điều kiện thích hợp là được tài chính giúp đỡ. Nhiều người muốn biết đây có phải ý của Trung ương không? Bọn họ vốn hy vọng phó chủ nhiệm phụ trách quản lý Cục Phối hợp Ngành nghề, Triệu Quốc Đống tham gia, nhưng ngay cả một tên cục trưởng cũng không tới, điều này làm nhiều người lo lắng. Dù sao trọng lượng một tên trưởng phòng không nhiều. Nhất là liên quan đến chính sách đầu tư nước ngoài của quốc gia. Vị nào đó của Bộ Thương mại phát biểu cũng như là tuân theo ý của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Vi Phong, vừa lúc anh muốn lên Bắc Kinh, chuyện này có lẽ cần anh đi chứng thực. Quách Đạo Thành ngồi ở vị trí đối diện, hai bên mai đã có điểm bạc nhưng vẫn trông khá tinh thần. Y vừa xem văn bản vừa nói. Tôi đã gọi điện nói chuyện với Phó Thủ tướng Tô. Y cũng nói chính sách cụ thể và quyền chứng thực là do Ủy ban Kế hoạch Phát triển phụ trách, Bộ Thương mại phối hợp. Nói cách khác, Ủy ban Kế hoạch Phát triển đưa ra chính sách vào lúc nào cũng ảnh hưởng rất lớn đến bước tiến của tập đoàn hóa chất Tề Lỗ chúng ta cần phải biết rõ lúc nào bọn họ có chính sách. Bí thư Đạo Thành, việc này đáng lẽ nên do Phó Chủ tịch Hoán Quý hoặc Bác Minh phụ trách mới đúng chứ? Tôi lên Bắc Kinh lần này chủ yếu là tới ban tổ chức cán bộ trung ương báo cáo về công tác cho lần tuyển cử sắp tới. Để tôi làm cái này sợ là không tốt. Nhâm Vi Phong có chút khó xử nói. Anh cũng biết hai người bọn họ tranh luận không ít với Ủy ban Kế hoạch Phát triển về việc chỉnh hợp ngành thép. Hôm qua Nghiễm Lan trao đổi với tôi, anh ta muốn nhờ anh chạy một chút. Dù sao vị chủ nhiệm Triệu kia cũng cộng tác nhiều năm với anh cũng khá quen thuộc tính cách đối phương. Chuyện này anh cứ nhận đi, công việc cụ thể vẫn do bên Ủy ban làm, nhưng giao tiếp với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì anh quan tâm nhiều một chút. Quách Đạo Thành là cán bộ từng bước trưởng thành từ cơ sở đi lên của Tề Lỗ. Ngoài việc trước khi lên làm phó chủ tịch tỉnh đã lên Bộ Thương mại rèn luyện một năm ra thì thời gian còn lại đều công tác ở Tề Lỗ. Y có thể nói rất có tình cảm với Tề Lỗ. Y và Nhâm Vi Phong cũng quen từ trước, lúc Nhâm Vi Phong làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh thì Y là phó chủ tịch tỉnh. Nhâm Vi Phong đến làm phó thị trưởng thường trực Lam Đảo thì Y là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Hai người vẫn duy trì quan hệ khá tốt nên y mới có thể nói chuyện tùy ý với Nhâm Vi Phong như vậy. Quyển 18, chương 101. Quách Đạo Thành ủy thác, Nhâm Vi Phong không tiện từ chối. Hơn nữa y cũng hy vọng làm được nhiều việc cho Tề Lỗ, nhanh chóng khôi phục sức ảnh hưởng ở Tề Lỗ. Mà lúc này phối hợp giao tiếp với Ủy ban Kế hoạch Phát triển chính là thời cơ tốt nhất. Nhâm Vi Phong về Tề Lỗ đã được một tháng, cục diện Tề Lỗ rất phi diệu. Sang năm Quách Đạo Thành sẽ tới tuổi,
bây giờ còn chưa xác định Quách Đạo Thành sẽ đi đâu nhưng Nhâm Vi Phong cảm thấy Quách Đạo Thành nhìn việc khá thoáng, không quá để ý điểm này. Hiện nay Quách Đạo Thành đang cố duy trì sự phát triển ổn định của Tề Lỗ. Kinh tế Tề Lỗ phát triển khá nhanh nhưng vẫn có chênh lệch với hai tỉnh Việt, Tô, đuổi theo hai tỉnh này khá vất vả. Nhất là kinh tế tư nhân phát triển không bằng hai tỉnh kia, ở điểm này Nhâm Vi Phong biết rõ đây là trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo mấy khóa trước trong đó có cả Quách Đạo Thành. Mặc dù Nhâm Vi Phong rất tôn trọng Quách Đạo Thành, quan hệ cá nhân tốt nhưng y không tiện trao đổi vấn đề này với Quách Đạo Thành. Quách Đạo Thành là người có lòng dạ thẳng thắn, vô tư, mặc dù trong công việc có quan điểm bất đồng nhưng không ảnh hưởng đến vấn đề khác. Cũng may quan điểm của Quách Đạo Thành giờ đã có chuyển biến, ví dụ như chỉnh hợp ngành thép vẫn duy trì trung lập, không có khuynh hướng rõ ràng, chỉ nói là cần phù hợp với quy luật kinh tế thị trường. Điểm này rất phù hợp với quan điểm của Nhâm Vi Phong, nhưng bên chính quyền lại có vài quan điểm không nhất trí, trong này còn cần trao đổi. Vi Phong, hai khóa vừa rồi Tề Lỗ thay đổi không nhỏ nhưng khu vực xung quanh phát triển nhanh hơn. Tôi và Nghiễm Lan ở vị trí này cũng thấy khá hoảng hốt. Chiếc thuyền Tề Lỗ không dễ lái. GDP của Tề Lỗ tuy cao nhưng kết cấu kinh tế không được như ý. Tôi và Nghiễm Lan cũng thảo luận, nghiên cứu nhiều lần xem làm như thế nào thúc đẩy Tề Lỗ phát triển vừa nhanh vừa tốt. Hơn nữa cũng cần tăng chất lượng phát triển kinh tế, đây là vấn đề cấp bách nhất đối với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Tề Lỗ hiện nay. Tôi cảm thấy dù hy sinh tốc độ một chút nhưng chỉ cần điều chỉnh tốt cơ cấu, tạo chuyển biến về chất lượng thì vẫn có thể chấp nhận. Quách Đạo Thành suy nghĩ rất cẩn thận rồi nói. Quách Đạo Thành biết nếu không có bất ngờ xảy ra thì sau tháng 10 mình sẽ rời khỏi vị trí bí thư tỉnh ủy Tề Lỗ. Quách Đạo Thành cũng khá hài lòng khi Trung ương điều Nhâm Vi Phong về Tề Lỗ. Khi Trung ương hỏi ý y, Quách Đạo Thành giơ hai tay đồng ý. Y tin Nhâm Vi Phong có thể gánh vác trách nhiệm, ý đồ của Trung ương rất rõ ràng. Nhâm Vi Phong về Tề Lỗ chính là chuẩn bị gánh vác trọng trách quan trọng. Nhưng tình hình Tề Lỗ không phải đều rất tốt, trong đó cũng có không ít vấn đề mâu thuẫn. Chỉnh hợp ngành thép thì mâu thuẫn càng thêm đột xuất. Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo rõ ràng nhưng điều khoản lại mơ hồ không rõ, nó khiến cho việc chỉnh hợp ngành thép của Tề Lỗ có ý kiến khác nhau. Trước đó Quách Đạo Thành vẫn suy nghĩ mà mãi không thể hình thành quan điểm. Trung ương có ý kiến khác về phương án sơ bộ chỉnh hợp ngành thép của Tề Lỗ khiến bên trong Tề Lỗ rất chấn động, đủ loại âm thanh xông ra. Quách Đạo Thành cũng không dám xác định, mãi tới khi Nhâm Vi Phong về Tề Lỗ, Quách Đạo Thành trao đổi ý kiến mấy lần với Nhâm Vi Phong, trong lòng y coi như xác định được nguyên tắc cơ bản. Bây giờ chỉ cần trao đổi với bên ủy ban tỉnh, một lần nữa điều chỉnh nguyên tắc chỉ đạo, có kế hoạch công tác rõ ràng, nhanh chóng chỉnh hợp ngành thép. Mà sở dĩ y để Nhâm Vi Phong phối hợp giao tiếp với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng chính là muốn mượn cơ hội thay đổi chính sách ngành phân bón để trao đổi thêm với Ủy ban Kế hoạch Phát triển về việc chỉnh hợp ngành thép của Tề Lỗ. Nhâm Vi Phong cảm thấy sức nặng từ lời của Quách Đạo Thành. Quách Đạo Thành đây là định gánh vấn đề phức tạp khó khăn này trước khi đi. Nhâm Vi Phong thật lòng rất cảm kích, chỉnh hợp ngành thép là rất nặng nề, rất phức tạp, liên quan tới nhiều lợi ích. Bên ủy ban tỉnh rất có điểm muốn sống mái với bên ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Hai hôm trước Quách Đạo Thành rất hàm xúc khi phê bình hai người Hồng Hoán Quý cùng Lý Bác Minh không có cái nhìn đại cuộc, chỉ thấy lợi ích trước mắt, có lối suy nghĩ cổ hủ, có lẽ sau đây Quách Đạo Thành sẽ thúc đẩy nhanh chóng đưa ra phương án. Mà Quách Đạo Thành bảo Nhâm Vi Phong lên Bắc Kinh chỉ sợ chính là hy vọng sớm xác định nguyên tắc chỉnh hợp ngành thép của Tề Lỗ xuống, làm cho ngành thép Tề Lỗ tiến tới con đường phát triển ổn định, tốt đẹp. Ở vấn đề này Nhâm Vi Phong cảm thấy mình nên gánh vác một phần trách nhiệm cho Quách Đạo Thành. Lợi dụng đầu tư nước ngoài và đầu tư nước ngoài thì chúng ta cần nắm vững nguyên tắc, khách quan mà nói đầu tư nước ngoài tiến mạnh vào nước ta, có tác dụng quan trọng thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển. Nhưng Trung Quốc đã cải cách hơn 20 năm, tình hình trong nước thay đổi rất nhiều. Từ việc nước ta gia nhập Tổ chức Kinh tế Thế giới WTO, đầu tư nước ngoài một lần nữa tăng nhanh hơn. Ở vấn đề này tôi hy vọng các vị đang ngồi đây duy trì tỉnh táo. Triệu Quốc Đống càng lúc càng thích ứng với vị trí của mình bây giờ. Bây giờ khi họp Âu Dương Cẩm Hoa đều đưa bản thảo cho hắn, ý chính đều là hắn nói với Âu Dương Cẩm Hoa viết bài. Nhưng mặc dù là vậy Triệu Quốc Đống nói cũng ít dựa vào bản thảo mà lúc hứng chí lên là phát huy. Thu hút đầu tư là việc tốt nhưng phải phân tích xem đầu tư nước ngoài tiến vào lĩnh vực nào. Căn cứ số liệu do các cơ quan chuyên môn nắm giữ thì thấy có một bộ phận khá lớn thông qua nhiều con đường tiến vào lĩnh vực bất động sản. Nó có tác dụng đẩy thị trường nhà đất nóng lên, mà cũng khiến thị trường bất động sản nước ta như mớ bột biển.
lợi dụng đầu tư nước ngoài cần phải có con đường thẩm định rõ ràng, các nơi nhất định phải nghiêm khắc dựa theo quy định mà tiến thành thẩm định, nhất là đối với việc tiến vào mấy lĩnh vực mẫn cảm càng cần nghiêm túc giám sát, nghiêm túc đề phòng ảnh hưởng lớn đến các ngành sản xuất quan trọng của nước ta. Đây không phải là chủ nghĩa bảo hộ mà là quan hệ tới sự an toàn của nền kinh tế quốc dân. Từ góc độ nào đó mà nói, hội nghị hôm nay mặc dù là lợi dụng đầu tư nước ngoài nhưng tôi hy vọng mọi người phải đầy đủ hữu hiệu vận dụng lực lượng trong nước, dùng tốt tài chính dân gian đồng thời khuyến khích các công ty trong nước làm tốt công tác chuẩn bị để đi ra nước ngoài. Sau khi kết thúc hội nghị, Tề Hoa cùng Dương Thiếu Bằng về khách sạn. Thiếu Bằng, anh liên lạc chủ nhiệm Quốc Đống xem tối có rảnh không, mọi người ngồi một chút. Tề Hoa và Triệu Quốc Đống không quá quen thuộc, nhưng lên Bắc Kinh họp, lại là hội nghị do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tổ chức. Triệu Quốc Đống bây giờ là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, chủ quản mảng đầu tư nước ngoài và lợi dụng đầu tư nước ngoài, danh tiếng nổi bật. Tề Hoa không thể không nghĩ chu toàn một chút. Sau này trong tỉnh không thiếu lúc phải nhờ tới Triệu Quốc Đống. Dương Thiếu Bằng bây giờ vẫn còn là chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh An Nguyên, nhưng tỉnh đã đề cử y lên ban tổ chức cán bộ trung ương, ban cũng khảo sát xong chỉ còn thiếu trình tự cuối cùng. Chủ tịch Tề, hôm nay có thể có chút khó khăn, chủ nhiệm Triệu bây giờ rất bận. Tôi thấy sau khi hội nghị kết thúc có không ít lãnh đạo các tỉnh liên lạc, tôi lo y chưa chắc có thể dành thời gian. Dương Thiếu Bằng cũng không quá quen với Triệu Quốc Đống. Sau khi Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, y cũng chỉ gặp Triệu Quốc Đống có một lần. Mà lúc ở tỉnh An Nguyên thì khi đó y làm bí thư thị ủy Nam Hoa cũng có gặp Triệu Quốc Đống vài lần nhưng không thân thiện mấy. Tề Hoa có phần không vui. Dương Thiếu Bằng này còn chưa chính thức nhận chức đã đùn đẩy. Y sao không biết bây giờ Triệu Quốc Đống rất bận, y cũng không muốn đến xin gặp Triệu Quốc Đống. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống quyền cao chức trọng, tỉnh về sau nhiều việc cần nhờ đến hắn. Đừng tưởng rằng Triệu Quốc Đống từ tỉnh An Nguyên đi ra là sẽ giúp quê hương. Trong thời gian này Dương Thiếu Bằng không tập trung tâm tư vào công việc mấy, điều này Tề Hoa cũng hiểu cho. Dù sao từ cấp giám đốc sở lên cấp phó tỉnh là không dễ dàng gì. Nhưng chuyện coi như đã quyết định xong, thời gian quá độ này anh vẫn phải làm tốt công việc chứ. Hay là liên lạc một chút, chúng ta lên Bắc Kinh họp cũng không nên cứ thế mà về chứ. Người ta nghĩ thì sao? Tốt xấu cũng là lãnh đạo từ tỉnh An Nguyên chúng ta đi ra, chẳng lẽ sẽ không có chút tình cảm nào sao? Tề Hoa hơi nhấn mạnh giọng một chút. Chủ tịch Tề, tôi không có ý đó, tôi lo là chủ nhiệm Triệu quá bận chưa chắc có thời gian. Trong lòng Dương Thiếu Bằng cũng không vui mấy, muốn mời cũng nên do đối phương là phó chủ tịch tỉnh mời mới tỏ rõ thành ý. Bảo mình gọi điện coi như là lấy lệ. Anh cứ gọi điện đi. Tề Hoa trầm giọng nói. Quyển 18, chương 102. Triệu Quốc Đống nhận được điện thì đang ngồi nói chuyện với Nhâm Vi Phong cùng với Phó Chủ tịch Thường trực Tề Lỗ, Hồng Hoán Quý. Hai nhân vật cao cấp của Tề Lỗ xuất hiện ở đây làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Nếu nói Hồng Hoán Quý là Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách công tác Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Tề Lỗ đến tham gia còn hợp lý, như vậy Nhâm Vi Phong là Phó Bí thư tỉnh ủy đến đúng là hơi lạ. Đương nhiên hắn cũng vui vì Nhâm Vi Phong có thể tới. Có thể gặp lão lãnh đạo, Triệu Quốc Đống sao không vui được. Hồng Hoán Quý mới lên làm phó chủ tịch thường trực chưa lâu, là người gốc Tề Lỗ, khá quen với Nhâm Vi Phong, quan hệ giữa hai người vẫn tốt. Theo Triệu Quốc Đống biết thì Hồng Hoán Quý được bí thư tỉnh ủy Tề Lỗ thưởng thức, từ trưởng ban tuyên giáo chuyển thẳng sang làm phó chủ tịch thường trực tỉnh là bước tiến không nhỏ. Nhưng được Quách Đạo Thành ủng hộ nên Hồng Hoán Quý có thể đảm nhiệm vị trí này. Âu Dương Cẩm Hoa lặng lẽ đưa máy cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đang thảo luận về phương án chỉnh hợp ngành thép của Tề Lỗ với hai người Nhâm Vi Phong, Hồng Hoán Quý. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đưa ra ý kiến chỉ đạo nhưng khi áp dụng vào thực tế sẽ dễ có sai khác. Mà quan hệ giữa công ty nhà nước, công ty tư nhân chính là điều khó hóa giải nhất. Bí thư Vi Phong, Chủ tịch Hoán Quý, không giấu hai người, thời gian trước tôi cũng đã thảo luận quan điểm này với Chủ tịch Cảnh Đông tỉnh Tô, đó chính là công ty tư nhân có thể sát nhập công ty nhà nước không? Ở điểm này tôi nói rõ tại sao không thể. Sát nhập không đơn giản là thao túng, chỉ cần có thể ưu hóa kết cấu ngành nghề, tăng giá trị sản lượng thì chúng ta tại sao không làm. Nếu có thể sát nhập thì chính quyền vẫn có thể phái một người đến làm phó tổng giám đốc thực hiện chức trách giám sát. Chủ tịch Cảnh Đông cũng nói đến vấn đề tâm lý, thái độ của nhân viên các công ty nhà nước, đây cũng là một vấn đề. Nhưng bây giờ công ty nhà nước đã chuyển sang chế độ công ty cổ phần được nhiều năm. Ở điểm này quốc gia đã có quy định pháp luật rõ ràng, thực hiện sát nhập thì tính chất công ty cũng không thay đổi nhiều.
chỉ cần công ty nghiêm khắc đóng bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên thì sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên cũng cần phải làm tốt công tác tuyên truyền và giải thích. Tôi thật ra cảm thấy nhiều người lo chính là sau khi công ty tư nhân sát nhập công ty nhà nước thì sẽ khiến tiền lương, chế độ đãi ngộ, phúc lợi và trách nhiệm xã hội của công ty này có thể kém hơn trước không. Về vấn đề này, lần trước khi tôi báo cáo với Thủ tướng Văn, Phó Thủ tướng Tiền, Phó Thủ tướng Tô đã nói đến đây là chức năng của cơ quan nhà nước. Nếu như công ty xuất hiện vi phạm mặc kệ là bảo vệ môi trường, quyền lợi người lao động hay là chiếm dụng đất đai thì đều phải kiên quyết xử lý, thành lập một hoàn cảnh công bằng, công chính trước pháp luật. Hồng Hoán Quý một mực chăm chú cân nhắc ý của Triệu Quốc Đống, không đờ nghi ngờ vị phó chủ nhiệm quá trẻ tuổi này có quan điểm cải cách cấp tiến. Hắn nhìn các vấn đề từ việc công ty tư nhân sát nhập công ty nhà nước mang lại là quá đơn giản. Một vài quan điểm hắn nói ra chỉ có thể nói là phương hướng phát triển nhưng chứng thực vào thực tế thì chưa chắc đã làm người ta hài lòng. Mà đối phương có lẽ cũng ý thức được vấn đề này nên ít nhắc đến vấn đề của vốn sở hữu nhà nước mà trọng điểm nhắc tới thân phận nhân viên công ty nhà nước và chế độ quyền lợi của họ sau này, nếu như có vấn đề thì rất có thể tạo ra các sự kiện quần thể. Đây là điều mà chính quyền cần cân nhắc, nhưng ý thức được vấn đề không có nghĩa anh sẽ giải quyết ổn thỏa mấy vấn đề này. Ở điểm này Hồng Hoán Quý còn có chút băn khoăn, mặc dù Bí thư Đạo Thành rất nghiêm khắc phê bình y nhưng y vẫn phải kiên trì nguyên tắc đó là đảm bảo sự ổn định rồi mới tiến hành cải cách từng bước. Bí thư Đạo Thành để Nhâm Vi Phong đi đến giao tiếp với vị chủ nhiệm Triệu này có lẽ là do cảm thấy Nhâm Vi Phong khá quen Triệu Quốc Đống, hy vọng Tề Lỗ có thể nhanh chóng hoàn thành chỉnh hợp ngành thép, khiến cho ngành thép Tề Lỗ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Nhưng Hồng Hoán Quý không cho rằng Nhâm Vi Phong có thể dựa vào quan hệ cá nhân để mang lại khác biệt gì. Cùng lắm là tạo không khí trao đổi tốt hơn mà thôi. Chủ nhiệm Quốc Đống, ngành thép Tề Lỗ nhất định phải được chỉnh hợp lại, cũng không thể chậm trễ. Tỉnh ủy, ủy ban tỉnh rất chú trọng việc này. Chủ tịch Hoán Quý cũng vì thế mà dồn hết tâm huyết, mấy tháng nay bạc không ít tóc. Ủy ban tỉnh cũng đang tích cực chuẩn bị chỉnh hợp theo ý kiến của Trung ương. Nhưng chỉ sợ anh cũng biết thép là ngành trụ cột của nền kinh tế quốc dân, đối với Tề Lỗ chúng tôi mà nói là cũng như vậy. Trước đó có công ty nước ngoài muốn vào mua lại thép Thái Sơn nhưng không được Bộ Thương mại thông qua, bây giờ vẫn còn ở thế bế tắc. Chúng ta hy vọng Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có thể đưa ra chính sách chỉ đạo và đề nghị với Tề Lỗ. Nhâm Vi Phong rất tự nhiên nói. Chỉ đạo và đề nghị thì tôi nghĩ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng đã đưa ra rất rõ ràng khi Ủy ban tỉnh Tề Lỗ trình phương án sơ bộ lên, không nên lấy phương pháp ra lệnh hành chính mà đẩy mạnh. Phải dựa vào phương thức của nền kinh tế thị trường để giải quyết vấn đề. Vậy chủ nhiệm Quốc Đống có thể nói rõ một chút không? Nhâm Vi Phong và Hồng Hoán Quý nhìn nhau rồi hỏi thêm. Tôi muốn nói một câu đó là thịt ở MU bàn tay và lòng bàn tay đều là thịt. Làm như thế nào có lợi cho ngành thép Tề Lỗ phát triển thì làm như vậy, không nên dùng kính mắt để nhìn quyền sở hữu. Có câu nói rất đúng, thịt nấu chín đều ở trong nồi. Chỉ cần ở địa phận Tề Lỗ thì tôi nghĩ ai sát nhập ai cũng được. Chỉ cần phù hợp quy tắc kinh tế thị trường là được. Tôi còn muốn nói rõ một điểm, công ty tư nhân xuất sắc có thể sát nhập công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh kém đã có tiền lệ, cũng không có luật nào cấm. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Nhâm Vi Phong cùng Hồng Hoán Quý đồng loạt im lặng, ở điểm này xem ra phương án của Ủy ban Tề Lỗ làm không tốt. Lần này có thể nói là quyết định tình hình phát triển trong 10 năm thậm chí 15 năm tới của ngành thép Tề Lỗ, mỗi một người công ty. Mỗi người trong ngành này đều không muốn mình đứng sau lưng người khác, đều muốn lên tiếng, muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Như vậy ai có thể đạt được vị trí tốt nhất, đạt được tán thành thì vẫn chưa có câu trả lời. Không khí đang ngưng lại thì Âu Dương Cẩm Hoa lặng lẽ cầm điện thoại đi tới phía sau Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ra hiệu xin lỗi nghe máy, là Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh An Nguyên Tề Hoa gọi tới. Tề Hoa cũng biết lúc này mời Triệu Quốc Đống thì hơi khó. Người muốn mời Triệu Quốc Đống dùng cơm là rất nhiều, có đôi khi thậm chí ngay cả muốn gọi được cho thư ký của hắn cũng là một vấn đề. Triệu Quốc Đống rất khách khí nói vài câu rồi nói đã nhận lời mời bên Tề Lỗ trước. Nhưng hắn cũng nói có thể thay mặt Tề Lỗ mời khách tỉnh An Nguyên tới ngồi cùng. Nghe nói Nhâm Vi Phong làm chủ, Tề Hoa có chút do dự. Dù sao làm đồng nghiệp nhiều năm nên giờ đi gặp cũng có chút không tiện. Chẳng qua Nhâm Vi Phong đã cầm máy chủ động mời khách tỉnh An Nguyên. Tề Hoa không tiện từ chối nên đành đáp ứng. Không ngờ Nhâm Vi Phong lại ngồi cùng Triệu Quốc Đống vào lúc này, Tề Hoa rất kinh ngạc. Nhâm Vi Phong làm phó bí thư tỉnh ủy Tề Lỗ, theo lý thuyết hội nghị này không có quan hệ mấy với tỉnh ủy.
nếu chỉ là Nhâm Vi Phong một mình mời Triệu Quốc Đống thì nó nói rõ quan hệ của hai người này không bình thường. Vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh An Nguyên mà Nhâm Vi Phong để lại vẫn còn trống, Tề Hoa biết theo lý thuyết nên là của mình bây giờ đang làm quyền phó chủ tịch thường trực tỉnh nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì, trong đó còn nhiều biến số, trước khi có quyết định thì không ai biết được. Nghe nói Dương Kính Quang cũng có ý muốn cạnh tranh vị trí này nhưng chưa chắc được như ý. Nhưng đối phương có ý này thì cũng có vài phần tự tin nên làm Tề Hoa hơi lo lắng. Lăng Chính Dược mặc dù không thích Dương Kính Quang nhưng ở chức vụ đó không phải hoàn toàn do bí thư tỉnh ủy quyết định được. Lần này Đàm Lập Phong lên làm thị trưởng An Đô và Long Ứng Hoa quay lại tỉnh An Nguyên, Trung ương đã rất tôn trọng Lăng Chính Dược. Đây là đãi ngộ chưa từng có khi Ứng Đông Lưu còn ở tỉnh An Nguyên. Nếu mọi chuyện đều làm theo ý bí thư tỉnh ủy thì chỉ sợ không phù hợp ý đồ của Trung ương. Ở điểm này Tề Hoa cũng biết bên trên có ý cân bằng, đây là điều Tề Hoa lo nhất. Nghĩ vậy Tề Hoa khá lo lắng, ngẩng đầu nhìn máy điện thoại, nhớ đến nhân vật chính trong bữa ăn tối nay, Tề Hoa càng thêm buồn bực. Quyển 18, chương 103. Triệu Quốc Đống cũng không quá đắc ý như Tề Hoa tưởng tượng, hắn có không ít chuyện phiền phức. Trao đổi ý kiến với tỉnh ủy, ủy ban Tề Lỗ không xóa được sự khác nhau. Trên thực tế hắn cũng phải thừa nhận nếu công ty tư nhân sát nhập công ty nhà nước sẽ mang lại ảnh hưởng không nhỏ, nhất là với nhân viên của công ty nhà nước, muốn hóa giải sự không thoải mái này là không dễ. Nhưng nếu để cho công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh kém, kết cấu không hợp lý dựa vào mệnh lệnh của cơ quan nhà nước sát nhập công ty tư nhân có kết cấu hợp lý hơn, hiệu quả kinh doanh tốt hơn thì dù từ góc độ nào cũng đi ngược lại quy luật nền kinh tế thị trường, tuyệt đối không thể làm. Triệu Quốc Đống kiên trì nguyên tắc của mình ở điểm này. Nếu như dùng lệnh hành chính áp đặt thì có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của cả nền kinh tế. Muốn thuyết phục tỉnh ủy, ủy ban Tề Lỗ thay đổi quan điểm là không dễ dàng. Mà tỉnh ủy, ủy ban Tề Lỗ đưa ra đủ loại khó khăn muốn giải quyết cũng là công tác khá phức tạp. Điều này cần kiên nhẫn cùng nghị lực. Cũng may ngành thép ở tỉnh Tô lại tốt hơn đôi chút. Tập đoàn thép Sa Thành tỉnh Tô là tập đoàn lớn trong ngành thép Trung Quốc, nó đã nâng cao ngọn cờ sát nhập, chỉnh hợp ngành thép. Mà điều này cũng được tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Tô kiên định ủng hộ. Triệu Quốc Đống rất hy vọng tập đoàn thép Sa Thành đạt thành tích tốt đẹp khi chỉnh hợp ngành thép tỉnh Tô, chứng minh cho mọi người thấy công ty tư nhân vẫn có thể đứng vững và phát triển lớn mạnh trong sản nghiệp trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Buổi chiều tỉnh ủy, ủy ban Tề Lỗ mời rượu có phạm vi không lớn. Chẳng qua có thêm vài vị khách An Nguyên nên náo nhiệt hơn. Bên ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, Triệu Quốc Đống kéo Trang Vân Lộc cùng Trương Hoành Vĩ tới. Cục phối hợp ngành nghề là ngành mang tính chỉ đạo trực tiếp với việc chỉnh hợp ngành thép, mà cục đầu tư nước ngoài lại chính là trở ngại lớn cho ngành thép, đó chính là làm như thế nào giải quyết vấn đề nhập khẩu quặng sắt. Mà chiến lược đi ra nước ngoài cũng là yêu cầu đối với ngành thép. Không khí ăn cơm khá hòa hợp, dù sao cũng là vì công việc, mặc dù có vài quan điểm khác nhau nhưng cũng cần điều chỉnh, trao đổi trong công việc. Có thêm nhiều người nên không khí trao đổi cũng tốt đẹp, sôi nổi hơn. Triệu Quốc Đống rất thích không khí như thế này, nhất là Trương Hoành Vĩ giỏi tạo không khí, y luôn có thể chính xác nắm bắt điểm mẫn cảm và hưng phấn của mọi người. Nói chuyện với Hồng Hoán Quý thì y có thể nói ra ưu khuyết điểm của Tề Lỗ khi lợi dụng đầu tư nước ngoài mấy năm qua, đưa ra một vài quan điểm giải quyết khá sắc sảo. Khi thảo luận với Tề Hoa thì y có thể phân tích ưu thế khi lợi dụng đầu tư nước ngoài của Ninh Lăng và Hoài Khánh, điều này làm Tề Hoa có chút kinh ngạc. Ưu khuyết điểm lợi dụng đầu tư nước ngoài của Ninh Lăng mà Trương Hoành Vĩ cũng dám nói trước mặt Triệu Quốc Đống, đồng thời không kiêng nể khen Hoài Khánh lợi dụng đầu tư nước ngoài tốt hơn. Chẳng lẽ đối phương không biết lãnh đạo trực tiếp của hắn là người tạo ra sự huy hoàng của Ninh Lăng sao? Thậm chí có thể nói Triệu Quốc Đống nhờ vào biểu hiện tuyệt vời ở Ninh Lăng nên mới thăng cấp cán bộ cấp phó bộ trưởng. Nhưng người này không ngờ dám đả kích nhược điểm ở phương diện này của Ninh Lăng, lại dám khen ngợi biểu hiện của Đàm Lập Phong ở Hoài Khánh. Chẳng lẽ hắn không biết Triệu Quốc Đống lần đó bị Đàm Lập Phong đá ra khỏi Hoài Khánh? Khúc mắc của hai người này tới giờ vẫn chưa hết. Thấy vẻ kinh ngạc kèm theo khó tin trên mặt Tề Hoa và Nhâm Vi Phong, dù là Hồng Hoán Quý cũng đoán ra được đôi chút. Trương Hoành Vĩ có thể không thức thời như vậy sao? Đương nhiên là không thể. Lợi dụng đầu tư nước ngoài có rất nhiều nơi nhận thức sai lầm, nhất là ở một ít thành phố, thị xã khu vực đất liền càng thiếu thủ đoạn hữu hiệu khi thu hút đầu tư. Do nước ta có nhiều ưu đãi về thuế, chính sách với đầu tư nước ngoài, hơn nữa chính quyền địa phương vì hấp dẫn đầu tư nước ngoài nên tăng thêm nhiều chính sách giúp đỡ, hơn nữa công ty nước ngoài có ưu thế nhất định về tài chính, khả năng quản lý kinh doanh khiến cho các công ty nước ngoài chiếm ưu thế trong nhiều lĩnh vực.
Giọng Trương Hoành Vĩ không lớn, khá ôn hào nhưng mang sức thuyết phục. Ngược lại công ty nhà nước bởi vì nguyên nhân lịch sử và thể chế nên đeo nhiều thứ trên vai, thiếu cơ chế khích lệ. Khi đối mặt với công ty nước ngoài và công ty liên doanh thì bọn họ không ngừng mất thành mất đất. Còn công ty tư nhân mặc dù có cơ chế linh hoạt và ưu thế được thị trường hoan nghênh nhưng lại khó có thể hưởng thụ chính sách ưu đãi của công ty nước ngoài. Chính quyền địa phương các cấp cũng có sự phân biệt đối xử với công ty tư nhân, nhất là con đường tài chính thì công ty tư nhân không thể so sánh với công ty nhà nước, công ty nước ngoài. Nhưng tôi muốn nói chính là nếu như không thể giải quyết vấn đề thể chế và chế độ thì công ty nước ngoài và công ty liên doanh sẽ là uy hiếp lớn đối với kết cấu sản nghiệp của nước ta, nhất là khi nước ngoài lợi dụng quy định của tổ chức WTO để ép Trung Quốc nên xu thế này sẽ càng lúc càng rõ ràng hơn. Trương Hoành Vĩ khá giỏi nói, rất chính xác điều động sự mẫn cảm trong đầu mấy cán bộ cấp phó bộ trưởng. Chẳng qua làm đám người Nhâm Vi Phong và Tề Hoa hứng thú chính là đánh giá vừa nãy của y về Hoài Khánh và Ninh Lăng. Hoài Khánh làm khá thành công khi thu hút đầu tư nước ngoài. Cục năm ngoái đã điều tra Hoài Khánh, trong 3 năm qua Hoài Khánh thu hút vốn nước ngoài đều thuộc top 3 của An Nguyên, nhất là năm trước còn vượt An Đô đứng vị trí đầu bảng với con số kinh người. Các công ty Đài Loan, Nhật Bản, Hong Kong phân biệt đầu tư nhiều nhất vào Hoài Khánh, sau đó là công ty của Hàn, Mỹ và Đức, trong đó chỉ riêng ngành điện tử, điện khí và cơ giới đã chiếm trên 80% tổng vốn đầu tư. Tôi muốn nói chính là các công ty nước ngoài đầu tư nhiều vào Hoài Khánh cũng đưa ra nhiều chính sách ủng hộ với công ty nước ngoài. Trên 90% các công ty trong ngành điện tử bị công ty nước ngoài và công ty liên doanh khống chế, ngành điện khí thì có trên 80% giá trị sản lượng do công ty nước ngoài và công ty liên doanh nắm giữ. Ngành cơ giới vốn là ngành trụ cột trước đây của thị xã Hoài Khánh, mấy công ty nhà nước của Hoài Khánh cũng có địa vị nhất định trong ngành sản xuất này của Trung Quốc. Nhưng có 2 công ty đã tiến hành liên doanh. Mấy công ty nhà nước khác do ảnh hưởng nhiều nhân tố nên bắt đầu có hiện tượng suy yếu, giá trị sản lượng của ngành cơ giới này cũng bị công ty nước ngoài và công ty liên doanh chiếm trên 50%. Bị công ty nước ngoài và công ty liên doanh áp chế, kinh tế tư nhân của Hoài Khánh phát triển khá thong thả. Mấy nơi có kinh tế tư nhân phát triển khá nhanh như Quy Ninh, Hoài Châu nhưng mấy năm nay cũng phát triển chậm lại. Điều này có quan hệ trực tiếp đến chính sách của chính quyền địa phương. Mấy người ngồi đây đều cơ bản biết rõ về kinh tế công nghiệp, 3 ngành chủ đạo về cơ bản bị công ty nước ngoài và công ty liên doanh khống chế, đây là con số làm người ta khiếp sợ. Mặc dù chỉ là ở một thị xã nhưng công ty nước ngoài và công ty liên doanh phát triển nhanh như vậy thì còn đâu đất sống cho công ty tư nhân và công ty nhà nước. Nhâm Vi Phong không thể không thừa nhận vị cục trưởng cục đầu tư nước ngoài này có thủ đoạn. Mặc dù y làm phó chủ tịch thường trực An Nguyên rất lâu cũng không thể phân tích thấu đáo kết cấu kinh tế của Hoài Khánh như vậy. Tề Hoa cũng là như vậy, người ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đều không phải người chỉ biết ngồi ăn cơm. Hoài Khánh thu hút đầu tư đạt thành tích đặc biệt khiến cho Cục Đầu tư nước ngoài, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chú ý cho nên mới tiến hành phân tích một cách hệ thống về kết cấu kinh tế Hoài Khánh, kết luận đưa ra đúng là làm người ta chấn động. Nhưng điều này hình như không có quan hệ mấy với Ninh Lăng. Nhưng chúng tôi cũng tiến hành phân tích một điểm sáng khác của An Nguyên đó là Ninh Lăng. Con đường phát triển kinh tế của Ninh Lăng hoàn toàn khác Hoài Khánh, sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng cũng khác hẳn Hoài Khánh. Chủ yếu là mấy ngành như thiết bị và tài liệu ngành điện, năng lượng mới, thực phẩm cùng với ngành bảo vệ môi trường đang phát triển rất nhanh. Tỷ lệ công ty nước ngoài và công ty liên doanh chiếm giữ không quá 5%, có thể nói đây là hệ thống kinh tế điển hình dựa vào nguồn lực quyết định. Nhất là kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng trên 75% trong nền kinh tế Ninh Lăng, đương nhiên đây cũng có quan hệ do Ninh Lăng vốn có trụ cột sản xuất công nghiệp yếu kém, gần như không có công ty nhà nước khổng lồ. Mọi người đang ngồi đều bắt đầu nghiền ngẫm ra vấn đề. Trương Hoành Vĩ này đúng là có bản lĩnh, có thể phân tích thấu đáo kết cấu kinh tế và vấn đề thực tế của 2 thị xã, mượn số liệu để nói rõ vấn đề. Chúng tôi cũng tiến hành phân tích, so sánh về nguồn thu tài chính của 2 thị xã. Kinh tế Hoài Khánh do công ty nước ngoài và công ty liên doanh được miễn giảm thuế rất lớn nên thu tài chính thấp hơn nhiều. Ninh Lăng mặc dù cũng có ưu đãi cho công ty tư nhân nhưng không bằng Hoài Khánh, vì thế tăng thu tài chính của Ninh Lăng vượt xa Hoài Khánh. Mà tài chính của Ninh Lăng đầu tư vào giúp đỡ các công ty nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật cũng hơn xa phía Hoài Khánh. Chúng tôi cảm thấy Hoài Khánh chú trọng sản xuất chế tạo mà Ninh Lăng lại nghiêng về nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm có kỹ thuật cao. Mấy người Nhâm Vi Phong, Tề Hoa đều nở nụ cười. Vị cục trưởng Trương Hoành Vĩ này không đơn giản,
có thể phân tích thấu đáo nền kinh tế hai nơ đương nhiên không đơn giản chỉ là lấy lòng Triệu Quốc Đống. Mặc dù là muốn lấy lòng Triệu Quốc Đống thì cũng dựa vào năng lực của mình để được Triệu Quốc Đống tán thành. Quyển 18, chương 104. Triệu Quốc Đống rất vui vẻ không chỉ vì Trương Hoành Vĩ khen mình một cách xảo diệu như vậy. Lấy lòng, nịnh bợ cũng là một môn nghệ thuật, Trương Hoành Vĩ có thể nói là làm rất tốt, làm cho mấy người Nhâm Vi Phong, Hồng Hoán Quý cùng với Tề Hoa, Dương Thiếu Bằng, Hướng Chí Lam có cái nhìn mới, vừa phản chiếu được cái nhìn cao xa của Triệu Quốc Đống lúc ở Ninh Lăng cũng nói ra được bản lĩnh của Trương Hoành Vĩ. Chủ yếu nằm ở chỗ Trương Hoành Vĩ có thể rất chính xác nắm bắt ý đồ quan điểm của Triệu Quốc Đống, nhất là thái độ với việc lợi dụng đầu tư nước ngoài. Trước đó Triệu Quốc Đống có phê ý kiến về quy định phát triển ngành sản xuất trong nước, Trương Hoành Vĩ rất mẫn cảm nắm bắt được ý đồ của Triệu Quốc Đống, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tiến hành phân tích thấu đáo kết cấu kinh tế của Ninh Lăng, cũng so sánh được với Hoài Khánh, không thể không nói người này rất cao minh. Trương Hoành Vĩ đã thành công, ít nhất chiêu thức của y đã làm Triệu Quốc Đống vui vẻ, hơn nữa cũng đạt được mục đích là thể hiện tầm nhìn và sức phán đoán của y, có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Người như vậy nếu chủ động dựa vào, nếu như không sử dụng thì đúng là đáng tiếc. Chỉ riêng biểu hiện này của Trương Hoành Vĩ đã làm Triệu Quốc Đống có cái nhìn khác. Triệu Quốc Đống không biết sao đối phương lại tin vào mình như vậy, có thể kiên định dựa vào mình như vậy. Ít nhất bây giờ Triệu Quốc Đống biết mình đơn độc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Mặc dù trong mấy cục hắn phụ trách quản lý thì mấy vị cục trưởng mặc dù tỏ vẻ tôn trọng hắn nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì lại khác. Trương Hoành Vĩ đương nhiên không ngốc, y lựa chọn Triệu Quốc Đống cũng là có lý do của mình. Chỉ là Triệu Quốc Đống có chút tò mò đối phương dựa vào gì mà xác nhận như vậy. Có lẽ khi tiếp xúc với mình, có vài quan điểm công việc của mình được đối phương đồng tình, nhưng đây chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Trương Hoành Vĩ không phải thanh niên nhiệt huyết, tuyệt đối còn chưa thể bay lên đến mức phước tiền đồ mà hết lòng đi theo Triệu Quốc Đống. Bữa ăn rất sôi nổi, không khí rất tốt, đây có thể nói là công lao của Trương Hoành Vĩ. Tề Hoa mời Triệu Quốc Đống lúc thích hợp về tỉnh An Nguyên xem một chút, Triệu Quốc Đống khá thoải mái nhận lời. Vĩnh Bồi, tôi đã xem hạng mục thành lập trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cao của quốc gia mà các anh trình lên, anh cảm thấy có bao nhiêu khả năng thành công? Triệu Quốc Đống vừa xem văn bản vừa hỏi. Chủ nhiệm Triệu, đây là do các tỉnh báo lên, trước đó chúng tôi đã tiến hành thẩm định một chút, bỏ đi vài hạng mục, còn lại đều là khá khả quan. Hơn nữa các đồng chí trong cục cũng tiến hành tranh luận và khảo sát thực địa với từng hạng mục, về cơ bản phù hợp tiêu chuẩn. Trương Vĩnh Bồi cẩn thận nói. Quốc gia hàng năm đầu tư không ít vào xây dựng trung tâm nghiên cứu kỹ thuật ở các nơi, nhưng tôi xem tài liệu 2 năm qua thì tính hiệu quả không cao, phê rồi phê duyệt, nếu chỉ đơn thuần là vì xây dựng phòng thí nghiệm thì tôi thấy không có ý nghĩa gì nhiều. Xây dựng không phát huy được tác dụng, chính quyền địa phương không chịu đầu tư tài chính vào các trung tâm này. Hiệu suất sử dụng cao đến đâu, có tác dụng như thế nào đối với xúc tiến kinh tế địa phương phát triển. Mấy thứ này chúng ta không thể thẩm định, đồng thời cũng không nghe không hỏi gì cả. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Nhóm hạng mục này tạm thời để đó, cần phải tiến hành đánh giá lại các trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của các tỉnh được xây dựng năm trước. Tôi sẽ liên lạc với bên thống kê nhờ bọn họ phái người cùng cục các anh đến tiến hành điều tra ngầm tình hình xây dựng và sử dụng các trung tâm năm trước, đưa ra kết quả thật. Xét duyệt hạng mục năm nay sẽ dựa trên cơ sở hạng mục xây dựng năm trước của các tỉnh tốt đến đâu để mà cân nhắc. Trương Vĩnh Bồi run lên, xem ra chủ nhiệm Triệu muốn ra tay rồi. Yêu cầu bên thống kê thanh tra ủy ban tiến hành ngầm điều tra là một tín hiệu, xem ra chủ nhiệm Triệu không quá hài lòng với báo cáo về hạng mục xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chỉ riêng điều tra các hạng mục năm ngoái có khi cũng tạo ra không ít vấn đề. Trương Vĩnh Bồi cũng đã làm nhiều năm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Các hạng mục bên dưới tuy sổ sách, chi tiêu viết khá rõ nhưng chỉ là ứng phó kiểm tra bên trên. Nếu như thực sự muốn điều tra thì kiểu gì chẳng có chuyện. Hàng năm bên ngành thống kê đều tìm ra cả đống vấn đề sử dụng tài chính các hạng mục ở địa phương. Chủ nhiệm Triệu, bên thống kê, thanh tra sợ rằng đang khá bận, ngoài ra mấy hạng mục này không là hạng mục lớn thì chưa chắc bọn họ đã muốn đi. Trương Vĩnh Bồi có chút do dự nhưng vẫn nói. Tôi sẽ liên lạc với đồng chí Dược Ba nhờ y bố trí. Về phần hạng mục lớn hay không thì cũng là nhiệm vụ của bọn họ cơ mà. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Chuyện này phải bắt tay làm ngay. Anh lập tức phái nhân viên chia làm vài tổ đi xuống trong tuần này. Một tuần sau tôi muốn xem báo cáo điều tra của bọn họ, không phải báo cáo của các tỉnh. Trương Vĩnh Bồi nghe ra ý không hài lòng trong giọng của Triệu Quốc Đống nên vội vàng nói.
Được, tôi lập tức đi bố trí nhân viên. Sau khi Trương Vĩnh Bồi rời đi, Triệu Quốc Đống lúc này nằm ngửa ra ghế nhắm mắt suy nghĩ. Vương Liệt lên Bắc Kinh chủ yếu là tranh thủ hạng mục xây dựng trung tâm kiểm trắc và nghiên cứu khoa học công nghệ sinh học quốc gia về Ngọc Hà, đây cũng là hạng mục được Trương Vĩnh Bồi trình lên. Hạng mục ở Ngọc Hà đã trải qua thẩm định nên về lý thuyết không có vấn đề gì. Tối qua khi Triệu Quốc Đống cùng ăn với Vương Liệt nói chuyện về biến hóa của Điền Nam sau khi Triệu Quốc Đống đi. Thương Vô Bệnh chính thức đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Chu Đăng Cao cũng thuận lợi lấy được chức thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Trương Bảo Quốc đảm nhiệm quyền chủ tịch tỉnh, một vị thường vụ tỉnh xuyên điều tới Điền Nam làm phó bí thư tỉnh ủy, thoạt nhìn như ổn định. Quan hệ giữa tỉnh ủy và ủy ban Điền Nam bây giờ hòa hoãn hơn lúc Đào Hòa Khiêm còn ở Điền Nam nhiều. Trương Bảo Quốc ở phương diện này sáng suốt hơn Đào Hòa Khiêm. Đương nhiên có lẽ do y còn chữ quyền, phía trước chữ chủ tịch, nên mới vậy. Tống Quốc Lương cũng im ắng hơn trước nhiều, cũng có lời đồn y sắp tới sẽ rời khỏi Điền Nam. Dương Bưu cũng đang tích cực hoạt động, nghe nói có thể sang năm y sẽ thay Tống Quốc Lương làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Đương nhiên cũng có lời đồn Hoàng Mộng Chân sẽ sang làm phó chủ tịch thường trực. Vương Liệt nói đến lúc chuẩn bị xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học của Ngọc Hà nên đi khảo sát trung tâm của nhiều tỉnh và phát hiện nhiều vấn đề. Rất nhiều nơi lập hạng mục trung tâm nghiên cứu khoa học để phát triển ngành sản nghiệp trụ cột nào đó, mục đích là lấy được tài chính của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia hỗ trợ. Sau đó khi xây dựng xong thì hạng mục không phát huy được tác dụng thực tế. Vương Liệt nói làm Triệu Quốc Đống rất khiếp sợ. Hạng mục của Ngọc Hà đã được thẩm định xong, nói cách khác Vương Liệt không có lý do bôi đen hạng mục của tỉnh khác, như vậy chỉ có một khả năng đó là vấn đề rất nghiêm trọng nên Vương Liệt mới than thở như vậy. Điều này cũng làm Triệu Quốc Đống có suy nghĩ sâu xa. Tài chính chuyên dụng của quốc gia dùng để xúc tiến nghiên cứu khoa học, nâng cao khả năng phát triển của ngành nghề không ngờ bị tham ô lãng phí như vậy. Đây là điều Triệu Quốc Đống không thể dễ dàng tha thứ. Ở rất nhiều nơi thiếu lực lượng nghiên cứu khoa học ủng hộ để phát triển kinh tế mà khoản tài chính kia lại dùng như vậy sao? Nếu hiện tượng Vương Liệt nói thật sự tồn tại thì cơ chế giám sát nhất định tồn tại vấn đề. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia giám sát sử dụng khoản tài chính này như thế nào? Hạng mục xây dựng xong phát huy tác dụng lớn đến đâu, hiệu quả ra sao cũng không thể chỉ nghe các tỉnh bên dưới báo cáo, anh ngồi ở văn phòng tổng hợp là được. Điểm này Triệu Quốc Đống cảm thấy cần điều tra kỹ. Đương nhiên trên danh nghĩa là ngầm điều tra nhưng Triệu Quốc Đống biết việc này không thể giữ bí mật được, rất nhanh các tỉnh thành sẽ đạt được tin tức, thậm chí có thể bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó từ hôm nay. Nhưng đây không phải vấn đề lớn, trong thời gian ngắn như vậy nếu là tài liệu thì anh có thể sửa đổi nhưng nếu là thứ thực tế, anh sẽ không dễ dàng gạt người được. Triệu Quốc Đống cũng không mong đợi lợi dụng việc này để làm khó ai. Làm khó địa phương nào nhưng ít nhất đạt được một mục đích đó là trong công việc không được dối trá, báo cáo phải đúng tình hình thực tế. Rừng rộng chim gì cũng có. Nước ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển quá sâu, cơ quan lớn nên có nhiều tệ nạn. Anh không thể mong thoáng cái thay đổi tất cả nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy trong phạm vi mình có thể làm thì cần phải thay đổi. Quyển 18, chương 105. Sóng gió ở cấp bộ có thể nói nhiều hơn ở địa phương rất nhiều. Ở địa phương dù là có quan điểm khác nhau cũng có thể thông qua nhiều con đường mà truyền lên. Lúc Triệu Quốc Đống ở bộ năng lượng thì không cảm thấy nhưng bây giờ mới thấy được nó khác lạ như thế nào. Ví dụ như nói tới công việc liên quan tới vấn đề tài chính thì không bao giờ thuận lợi được. Bên đồng lập quốc cũng không thể nói là cố ý nhằm vào nhưng không thể nào cứ kéo dài như vậy được. Gác một lần thì không sao nhưng thêm một hai lần thì Triệu Quốc Đống dần hiểu được sự ảo diệu khi vận dụng quyền lực. Hắn không quá để ý vì đều là công việc nhưng nếu trì hoãn thì người bên dưới sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng mảng do Thạch Đức Kiến phụ trách quản lý lại không có ngăn cách gì, về cơ bản chỉ cần gặp nói chuyện là thuận lợi qua cửa. Ngược lại công việc mấy cục do Thạch Đức Kiến phụ trách cần đưa sang cục do Triệu Quốc Đống phụ trách cũng thuận lợi qua cửa. Nói thật Triệu Quốc Đống không quá thích công việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Mặc dù mỗi một công việc qua tay đều cần cẩn thận nghiên cứu, suy nghĩ, cân nhắc. Các hạng mục được trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đều là hạng mục trọng điểm. Chẳng qua đây không phải là điều trực quan nhất, công việc chủ yếu của Ủy ban Kế hoạch Phát triển là quy hoạch, thẩm định, phía trước là công tác định trước, phía sau là công việc mang tính thực tế. Triệu Quốc Đống cũng muốn thừa nhận nếu muốn sống nhàn hạ ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia là rất dễ dàng nhưng nếu muốn làm chuyện gì đó thì quá khó khăn, đây là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Điều này khác hẳn ở địa phương. Ở địa phương khi anh là lãnh đạo đảng ủy, chính quyền thì nếu muốn sống nhàn hạ là không thể.
bên trên lúc nào cũng có thể gõ anh, số liệu từng quý như chiếc roi và viên đá lúc nào cũng đánh lên trái tim kiên cường hoặc yếu ớt của anh. Nhưng không cần biết kiên cường hoặc yếu ớt thì anh đều vô thức muốn thay đổi, muốn cố gắng. Chỉ khi nào anh nắm được cơ hội thì cục diện có thể thay đổi. Tuy không phải thoáng cái là thay đổi nhưng 1-2 năm đưa ra thay đổi là có thể. Nhưng ở cấp bộ thì sao? Bất cứ công việc nào cũng liên quan tới toàn cục, công việc nào cũng ảnh hưởng đến rất nhiều công việc khác, công việc nào cũng phải suy nghĩ rất kỹ rồi mới được làm. Chỉ hơn 3 tháng Triệu Quốc Đống đã cảm nhận rất rõ điều này. Công việc mang tính thường nhật thì đỡ một chút, dù sao có sẵn quy định pháp luật, chính sách ở đó, anh nếu muốn thay đổi, đột phá thì sẽ cảm thấy trói buộc trên người mình lớn đến như thế nào. Triệu Quốc Đống không muốn nhàn hạ 2-3 năm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, hắn muốn thể hiện năng lực. Dù là ở vấn đề quyền nhập khẩu phân bón hóa học hay vấn đề chỉnh hợp ngành thép, vấn đề của công ty lũng đoạn hay cơ chế nhập khẩu quặng sắt, khống chế giá nhà đất thì hắn đều muốn tiến hành, muốn các vấn đề đó đi theo con đường càng khoa học, hợp lý hơn. Nhưng hắn lại cảm thấy mỗi việc mình muốn làm thì dù có đi một bước cũng rất khó khăn, đối mặt vô số áp lực, làm hắn hết sạch sức lực cũng không thu hoạch được gì. Nếu nghĩ anh ngồi ở vị trí cao là có thể vênh mặt hấp hàm sai khiến xung quanh, khống chế toàn cục một cách tự nhiên thì là quá nực cười. Đừng nói hắn là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, dù là phó thủ tướng thậm chí là thủ tướng cũng bị rất nhiều vấn đề cản trở. Lực lượng của quần thể lợi ích là quá khổng lồ, nó luôn không ngừng thể hiện ra, nó làm cho anh cảm thấy mình rơi vào một mớ hỗn độn không thể thoát ra nổi. Mấy người đàn ông ngồi trong phòng, đề tài không biết từ lúc nào chuyển đến vấn đề điều chỉnh cơ chế nhập khẩu nguồn nguyên liệu phân bón. Lưu Thác mỉm cười. Đám người kia có lẽ không biết ngồi lát nữa là gặp được người khởi xướng điều chỉnh cơ chế nhập khẩu phân bón sẽ tới đây. Chủ tịch đang đợi chủ nhiệm Lưu Nham sao? Lên tiếng là một người đàn ông tai to với giọng đặc mùi phương Bắc. Không, Lưu Nham tới Ninh Hạ, Cam Túc điều tra rồi, không về được. Còn có một vị khách lập tức sẽ tới. Lưu Thác cười cười. Ồ, đối phương ngẩn ra rồi hỏi. Có cần tôi ra cửa đón không? Không cần khách khí như vậy. Đó là em rể tôi, em rể họ. Cậu ta mới lên Bắc Kinh công tác mấy tháng, tôi mấy tháng rồi không về Bắc Kinh nên chưa gặp cậu ta. Lưu Thác lắc đầu. Chắc tới rồi, cậu ta rất đúng giờ. Bắc Kinh hay tắc đường, không chừng bị tắc ở đâu đó. Nhất là bây giờ là giờ ăn nên khó nói. Một người đàn ông béo ục ịch ngồi đối diện với Lưu Thác. Em rể của chủ tịch Lưu công tác ở đâu vậy? Trước vốn ở Điền Nam, mới về Bắc Kinh. Lưu Thác còn chưa kịp giải thích hết thì cửa đã được đẩy ra. Triệu Quốc Đống vào thấy ngoài Lưu Thác còn có 2 người đàn ông. Hắn ngẩn ra sau đó nở nụ cười. Thác ca, em không tới muộn chứ? Cậu không muộn là bọn anh tới trước, chú rất đúng giờ. Lưu Thác đứng lên nhìn Triệu Quốc Đống từ trên xuống dưới. Khí sắc tốt, anh còn tưởng chú phải đau vỡ đầu rồi chứ? Hắc hắc, dù đau đầu đến đâu thì ra ngoài cũng phải ra vẻ tốt một chút chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Lại đây Quốc Đống, anh giới thiệu với chú một chút. Đây là Phó Chủ tịch tỉnh Cận Đông, đây là trưởng ban thư ký Ủy ban tỉnh Lữ Trấn Hải. Đây là em rể tôi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Triệu Quốc Đống. Câu nói của Lưu Thác làm 2 người vừa đứng lên giật mình không nhỏ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, chính là người đàn ông nhìn như mới 30 tuổi này sao? Có lầm không? Đây là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia được điều từ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam đó sao? Đúng, không sai, chỉ có thể là hắn. 2 người lập tức có phản ứng nhiệt tình đi lên chào. Hân hạnh chủ nhiệm Triệu, đã sớm nghe danh của anh, không ngờ anh còn trẻ như vậy. Vừa nãy chủ tịch nhắc đến anh, chúng tôi trong lúc nhất thời còn chưa có phản ứng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Bị đối phương cầm tay lắc mạnh. Triệu Quốc Đống có chút không chịu được sự nhiệt tình đó, xe ra vị trước mặt này khá hào sảng, vị còn lại chỉ mỉm cười đứng bên không nói mấy. Lưu Thác chỉ đứng bên mỉm cười, phải mất một lúc 2 bên mới chào hỏi xong, Triệu Quốc Đống coi như biết hôm nay vào hang hổ rồi. Người Đông Bắc hào sảng, tử lượng cũng không đơn giản. Lưu Thác thì còn đỡ nhưng 2 vị trước mặt chỉ sợ cũng phải uống 1-2 lít, nếu liên thủ đối phó mình thì mình chỉ có thể bị nâng về. Một hảo hán 3 người giúp. Kiêng phải có 3 chân. Xem ra Lưu Thác đã nhanh chóng khống chế được cục diện ở Hắc Hà dù mới làm chủ tịch tỉnh chưa lâu. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ lớn đến cơn lốc chống tham nhũng mà Lưu Thác và Hùng Chính Lâm tạo ra ở Hắc Hà.
khu vực Đông Bắc từ trước đến giờ luôn là nơi hay gặp tiên nạn, Trung ương rất chú ý tới nơi đây, một phần là muốn khôi phục trụ sở công nghiệp Đông Bắc, về phần khác lại không thể chỉnh đốn cẩn thận chính trường Đông Bắc. Lưu Thác lên làm chủ tịch tỉnh Hắc Hà trong hoàn cảnh chính trị như vậy. Khi Lưu Thác làm chủ tịch tỉnh Hắc Hà thì bí thư tỉnh ủy Hắc Hà mới từ ngoài điều đến không lâu, chính vì như thế nếu muốn đưa kinh tế, xã hội Hắc Hà một lần nữa về quỹ đạo bình thường thì cũng là vấn đề rất khó khăn mà Lưu Thác phải đối mặt. Chẳng qua Triệu Quốc Đống khá coi trọng Lưu Thác, theo hắn thấy Lưu Thác công tác nhiều năm ở ban tổ chức cán bộ trung ương khiến y có ưu thế trời ban về xử lý các quan hệ nhân sự, về phần phát triển kinh tế thì Lưu Thác cũng có giải thích độc đáo của mình. Triệu Quốc Đống tin Lưu Thác có thể làm tốt ở vị trí hiện tại. Từ biểu hiện hôm nay Triệu Quốc Đống cũng thấy Lưu Thác đã đứng vững gót chân ở Hắc Hà. Vị phó chủ tịch tỉnh Cận Đông và trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh Lữ Trấn Hải này đều không phải nhân vật bình thường. Hai người này rất kính trọng Lưu Thác, không phải là lễ phép bề ngoài mà là biểu hiện vô thức. Đương nhiên nó cũng có nguyên nhân do hai người bọn họ quan hệ tốt với Lưu Thác. Nhưng Lưu Thác có thể để hai người kia gặp mình, hơn nữa không ngại quan hệ giữa mình và đối phương thì cũng đủ để nói rõ tất cả. Lưu Thác khác với Lưu Nham, Lưu Thác là người cẩn thận, trầm ổn, y giới thiệu mình với hai người kia cũng có nghĩa là tuyệt đối tin tưởng bọn họ. Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng, mỗi người có con đường của mình. Trong lúc nhất thời không thể nói rõ ai nhanh ai chậm. Giống như trước đó Lưu Nham có danh tiếng hơn Lưu Thác nhưng bây giờ thoạt nhìn mỗi bước đi của Lưu Thác càng vững chắc hơn. Từ ban tổ chức cán bộ trung ương điều tới Liêu Đông rồi tới Hắc Hà, y đã lên đến cán bộ cấp bộ trưởng, cũng chính thức phụ trách một tỉnh. Lưu Thác đã đứng vững ở Hắc Hà, vậy còn mình? Quyển 18, chương 106. Triệu Quốc Đống có chút mờ mịt, tại ủy ban kế hoạch phát triển hắn vẫn thấy mình khá cô đơn. Hắn biết đây là do biểu hiện trong thời gian qua của mình. Ngay cả Tằng Quyền Quân cũng có thái độ nửa tôn trọng nửa lạnh nhạt với hắn. Về phần mấy phó chủ nhiệm khác thì ngoài phó tuyển ủng hộ hắn ra thì mấy vị khác đều chỉ duy trì quan hệ vì công việc. Tằng Quyền Quân có ấn tượng không quá tốt về hắn, điểm này Triệu Quốc Đống cũng biết. Có lẽ do mình gây ra nhiều việc như vậy, có lẽ trong mắt đối phương thì mình chính là tạo danh tiếng, lấy lòng dư luận. Triệu Quốc Đống có đôi khi muốn hét to một câu tôi muốn đi con đường của mình, mặc ai muốn nói thì nói nhưng là thật sự đơn giản như vậy sao? Nếu như thật sự đơn giản như vậy thì đã không phải thế giới này. Cận Đông đến cùng Lữ Trấn Hải đừng nhìn thô hào nhưng thực tế rất tinh minh. Người Đông Bắc hào sảng và khôn khéo nên dễ thành tựu ở chính trị. Sau khi ăn xong hai vị kia sang bên uống trà, chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Lưu Thác. Nhược Đồng chưa về ư? Lưu Thác hỏi. Về được tuần rồi, bây giờ lại đi Thượng Hải 3-4 ngày là về. Tổ chức hợp tác Thượng Hải tổ chức hội nghị bên đó. Triệu Quốc Đống mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trầm tĩnh đáp. Cũng nên có con rồi đây. Lưu Thác bình tĩnh nói. Tuổi này còn chưa có con thì về sau sẽ khó đó. Ừ, em cũng đã nói chuyện với Nhược Đồng nhưng trong thời gian này quá bận. Triệu Quốc Đống ngẩn ra nhưng lập tức đáp lại. Lưu Thác cười cười lắc đầu nói. Quốc Đống. Ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển cảm thấy thế nào? Không tốt lắm. Triệu Quốc Đống trực tiếp nói. Ồ, Lưu Thác không bất ngờ. Quá mệt mỏi, mệt đầu óc. Triệu Quốc Đống cũng rất thản nhiên. Lưu Thác yên lặng gật đầu, muốn làm việc gì đó thì không thể không mệt. Ở trên Trung ương một chuyện động cả dây chuyền. Chuyện ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển nhất định không dễ dàng gì. Chú muốn làm việc tự nhiên là các chuyện nhiều người không dám làm, hoặc là không làm được. Chuyện như vậy dù là chú công tác ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển mà làm được một chuyện cũng không dễ dàng. Anh thật ra cảm thấy chú làm khá tốt, còn hơn nhiều kẻ chỉ đến giờ đi làm, hết giờ đi ăn cơm khách, chú nên thấy tự hào. Một cảm giác ấm áp dấy lên trong lòng hắn. Đây là lần đầu hắn nghe người khen mình sau khi mình tới QW làm việc. Dù là Thái Chánh Dương cũng không khuyến khích khen ngợi mình, chủ yếu là nhắc nhở mình phải cẩn thận. Không nên nóng lòng cầu thành làm cho hắn cảm thấy chẳng lẽ lựa chọn của mình là sai lầm. Vấn đề này quanh quẩn trong đầu hắn rất lâu. Bây giờ mặc dù rất nhiều người nhìn vào quyết định mở quyền nhập khẩu phân bón hóa học của Trung ương nhưng mọi người đều cảm thấy dù là công ty nhà nước hay công ty tư nhân cũng đều bắt đầu tiến ra nước ngoài. Cử động này chẳng những khiến công ty tư nhân có thể liên hợp tiến ra tìm nguồn nguyên liệu ở nước ngoài, đồng thời cũng ép công ty nhà nước không thể không tiến bước. Nguồn nguyên liệu trong nước rõ ràng không thỏa mãn được nhu cầu, có thể nói quyết định này của Trung ương là rất sáng suốt. Nếu như không thể sớm kịp đi ra nước ngoài hình thành năng lực khai thác,
cung cấp có lẽ 2-3 năm sau thì quyền quyết định giá nguồn nguyên liệu nhập khẩu của Trung Quốc chỉ có thể do các tập đoàn lũng đoạn nước ngoài định đoạt, biến thành cơ chế nhập khẩu quảng sắt thứ hai. Triệu Quốc Đống tin quan điểm của mình ở việc này là chính xác, mặc dù là phá vỡ quyền lũng đoạn nhập khẩu của công ty nhà nước là chạm vào lợi ích của công ty nhà nước nhưng đối với cả ngành sản xuất, đối với nền kinh tế quốc dân mà nói đây là bước đi bắt buộc. Nếu không đến cuối cùng thì bị tổn thương nhất chính là nông dân Trung Quốc, hơn nữa sự thật chứng minh quan điểm của mình là chính xác. Quốc vụ viện đồng ý việc nhanh chóng chứng thực quan điểm của mình, đó là sự chứng minh tốt nhất. Thác ca, lời này của anh làm em thiếu chút nữa rơi nước mắt. Triệu Quốc Đống cố tìm lời hay nhất để thể hiện tâm trạng kích động của mình. Em cảm thấy mình tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển hơn 3 tháng, không làm gì để mình thất vọng, không làm quốc gia thất vọng khi đưa em tới vị trí này. Hôm nay anh nói như vậy càng làm em tự tin hơn. Quốc Đống, thực ra chú không cần để ý cảm tưởng người xung quanh. Người cải cách luôn đi qua bụi gai. Hành vi của chú phá vỡ kết cấu vốn có nên đương nhiên tạo ra phản ứng trái ngược, khiến bọn họ phản cảm là rất bình thường. Nhưng khi kết cấu mới hình thành, bọn họ sẽ dần thích ứng, đây là một quá trình luân hồi mãi tới khi kết cấu kia không còn thích hợp nữa, vì thế lại có người đưa ra cải cách mới. Lưu Thác Từ Tốn nói, chú chỉ cần cảm thấy việc làm của mình phù hợp lợi ích của đại đa số người, không đi ngược lương tâm của mình là đủ. Nhưng rất nhiều người nói đi tiên phong sẽ chết trước, người cải cách không dễ làm, hơn nữa chưa chắc có người cảm thấy mình là người cải cách, có lẽ lại có người thấy em là kẻ phá hoại, phá rối, kẻ gây phiền phức. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói, chú thật sự rất quan tâm đến việc này ư, anh thấy chú hình như không phải người như vậy, chú cũng có thể lựa chọn im lặng, làm như người khác nhưng cuộc sống như vậy có phải là điều chú muốn không? Lưu Thác tuy nói vậy nhưng cũng khá phục dũng khí của Triệu Quốc Đống. Không chỉ có mình, kể cả không ít người đều có cảm tưởng như vậy. Bọn họ ở vị trí đó chưa chắc dám làm vậy. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, lời của Lưu Thác nhìn như hỏi mình thực tế cũng là một loại khích lệ. Người chết để danh, báo chết để ra. Người sống trên đời chỉ cần không làm trái lương tâm mình, không làm quốc gia, dân chúng thất vọng là đủ rồi. Rất nhiều chuyện không phải mọi người không nghĩ ra, không nhìn thấy mà là không muốn mạo hiểm như vậy, không muốn động chạm quần thể lợi ích, hy vọng có thể kéo dài thêm nữa. Nhưng có một số việc ra tay trước sẽ có lợi, kéo dài về sau thì sẽ mất nhiều đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Anh đây là khuyến khích em tiếp tục gây phiền phức đó. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Vậy cũng không phải, chú có quan điểm của mình, chú cũng có nguyên tắc làm người của mình. Trong phạm vi nguyên tắc thì chú có thể nắm giữ một cách linh hoạt, còn ngoài nguyên tắc thì anh nghĩ chú cũng biết nên làm như thế nào. Lưu Thác lắc đầu nói. Anh muốn nói chính là làm việc sẽ đắc tội người, chủ yếu nằm ở chỗ số đó chỉ là đám người thiểu số, chú có dám quyết tâm làm như vậy không, có năng lực làm như vậy không? Nếu chú làm được như vậy không việc gì phải do dự, không làm chú ngược lại sẽ thấy nuối tiếc. Thực ra chú làm thì có người thấy, chú nếu thật sự làm không ổn thì anh tin sẽ có người đi sửa chữa. Mà trước đó chú không việc gì phải lo này lo kia. Chú còn trẻ, ngồi ở vị trí này chính là lãnh đạo có mục đích. Chú chỉ cần làm việc theo quan điểm của mình là đủ. Em hiểu. Triệu Quốc Đống gật đầu. Vĩnh Cương, trong khoảng thời gian này bận lắm sao? Sao lâu như vậy không thấy ông nói chuyện đi nghỉ? Không phải là hẹn mọi người sang Thừa Đức chơi sao? Lắc lắc chén rượu đỏ sẫm trong tay, Tiêu Xuân Dương dựa lưng vào ghế cười nói. Trong khoảng thời gian này sợ là không được, cục quá bận. Mẹ nó chứ, thằng Triệu Quốc Đống này đúng là làm hại người, mấy tháng trời ở cục không được yên ổn bao giờ cả. Phương án điều chỉnh kết cấu ngành thép hai tỉnh Lỗ, Ký không ngừng sửa lại mà Triệu Quốc Đống mãi không hài lòng. Bên Tề Lỗ rất oán thán nhưng vẫn phải chịu đựng, hắn bây giờ như con nhím không ai dám chọc vào hắn. Lý Vĩnh Cương hung hăng đặt mạnh chén lên bàn. Tôi hỏi trưởng ban hỏi có thể nghỉ vài ngày không? Trời quá nóng nên muốn ra ngoài nghỉ hai hôm. Y bảo tôi tới tìm cục trưởng, tôi tìm cục trưởng không phải tìm mắng sao. Tâm trạng cục trưởng hai hôm nay cũng không tốt. Sao, Trang Vân Lộc không vui ư? Hắn có mâu thuẫn gì với Triệu Quốc Đống? Tiêu Xuân Dương rất tự nhiên hỏi. Ừ, hình như là việc sát nhập công ty nào đó, Triệu Quốc Đống không hài lòng với báo cáo ảnh hưởng đến ngành nghề mà cục trình lên, cục trưởng Trang sợ là bị mắng to. Lý Vĩnh Cương nặng nề gật đầu do tâm trạng không quá tốt. Người này không nể mặt gì cục trưởng Trang, trực tiếp yêu cầu cục trưởng Trang trong một tuần phải có đánh giá toàn diện của việc kia đối với ngành nghề, còn muốn đưa ra đối sách và đề nghị. Đây là công việc của Bộ Thương mại mà, liên quan mẹ gì tới cục tôi.
tôi thấy hắn là con chó rảnh rỗi quản lung tung. Cục trưởng Trang đi xuống cũng rất quan trọng, gọi đám người mấy công ty kia lại mắng một trận. Ông nói bây giờ tôi xin phép không phải muốn tìm chửi sao. Không chừng có ấn tượng không tốt thì nửa năm tới cạnh tranh chức phó trưởng ban không cơ hội của tôi. Quyển 18, chương 107. Tiêu Xuân Dương có chút giật mình, tay của thằng Triệu Quốc Đống này duỗi dài quá. Tập đoàn Xác Bài muốn thôn tính tập đoàn Thống Nhất không phải tin gì mới, nó đã đồn đại khá lâu. Nghe nói tập đoàn dầu khí Thống Nhất không được đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu. Hai tập đoàn lớn về xăng dầu của Trung Quốc là Hóa Dầu Trung Hoa và Dầu Khí Trung Quốc đều chèn ép tập đoàn dầu khí Thống Nhất, không có quyền nhập khẩu nên tập đoàn dầu khí Thống Nhất không còn duy trì được nữa, cũng chỉ có thể bán cho Xác Bài, nghe nói có vài tập đoàn nước ngoài cũng muốn tiến vào tập đoàn dầu khí Thống Nhất. Đây không quan trọng, quan trọng là ở chỗ mũi của thằng Triệu Quốc Đống kia quá nhạy cảm. Tiêu Xuân Dương luôn cảm thấy đối phương có một cảm giác rất quỷ dị. Từ lần gặp mặt đó, Tiêu Xuân Dương đã có chút hối hận vì đã giới thiệu Lý Vĩnh Cương còn có Tề Liên Thành cho Triệu Quốc Đống. Người này có cặp mắt nhìn rất chuẩn như đang tìm kiếm gì đó. Cuộc giao dịch giữa tập đoàn Xác Bài và tập đoàn Thống Nhất nhìn như cuộc kinh doanh bình thường, dù là ảnh hưởng đến ngành nghề nhưng đó nên là việc của Bộ Thương mại, Cục Phối hợp ngành nghề không có bao trách nhiệm với việc này. Nhưng Triệu Quốc Đống chú ý như vậy, đúng là không biết trong đầu hắn nghĩ gì nữa. Hắn chú ý đến bên dầu khí năng lượng thật ra không ảnh hưởng gì tới mình, nhưng nếu sự cố chấp của hắn áp dụng sang ngành thép thì rất phiền phức. Hắn ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển không được lòng người, chẳng lẽ không ai nhắc nhở khiến hắn thu mình lại sao? Tiêu Xuân Dương ra vẻ tùy ý nói. Hừ, không được lòng cũng là chuyện bên dưới, bên trên thấy như thế nào thì ai biết. Ông có quan hệ khá tốt với sếp Trang bên tôi, nửa năm tới sẽ có một suất phó trưởng ban. Tôi dự định cạnh tranh một chút, ông nói giúp tôi chút. Hơn 30 tuổi rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục như thế này nữa. Lý Vĩnh Cương thở dài một tiếng. Yên tâm đi, không phải là một chức phó trưởng ban thôi sao? Hôm nào tôi hẹn cục trưởng Trang ra ngồi nói chuyện, lúc thích hợp tôi cũng có thể tìm Ngụy Hưng Hỷ. Tuy Ngụy Hưng Hỷ không phụ trách cục ông nhưng tôi nghĩ y nói chuyện với cục trưởng Trang thì cục trưởng Trang cũng nể mặt một chút chứ. Tiêu Xuân Dương cam đoan. Hắc hắc. Như vậy toàn bộ dựa vào ông. Lý Vĩnh Cương hài lòng nói. Đúng, chỉnh hợp ngành thép tỉnh Tề Lỗ bên cục ông đã có quyết định cuối cùng chưa? Cứ kéo dài như vậy cũng không hay. Không tiện nói, bên ZX hy vọng do tập đoàn thép ZX chủ đạo chỉnh hợp ngành thép toàn tỉnh nhưng bên thép Thụ Châu lại không dễ ăn. Về quy mô thì thép Thụ Châu chỉ kém thép ZX một chút, nhưng hiệu quả kinh doanh lại cao hơn tập đoàn thép ZX rất nhiều, nó tạo ra không ít chê trách. Nhưng tập đoàn thép ZX muốn điều chỉnh kết cấu sản xuất thép tinh phẩm nên cần quặng mỏ của bên thép Thụ Châu. Lý Vĩnh Cương giới thiệu. Cái này tôi biết, tập đoàn thép ZX tuy có quy mô lớn nhưng kinh doanh kém. Chẳng qua đây là công ty nóng cốt của tỉnh ZX, đây cũng phù hợp ý đồ của tỉnh ZX. Tiêu Xuân Dương gật đầu. Nhưng thép Thụ Châu cùng thép Vinh Trình, thép Sa Thành cùng với tập đoàn năng lượng quốc toàn đang hợp sức khai thác một hạng mục quặng mỏ khổng lồ ở bên Pilbara Australia. Hạng mục này rất lớn và đang được xây dựng các cơ sở vật chất kể cả đường sắt và bến cảng chuyên dụng. Bây giờ tập đoàn kim loại Foxtec đang xây dựng rất nhanh, có lẽ cuối năm nay sẽ xây dựng xong. Đến lúc ấy thì giá thành sản phẩm của thép Thụ Châu, Vinh Trình, Sa Thành còn có thể giảm nữa. Ở tình huống như vậy nên tập đoàn thép Thụ Châu kiên quyết phản đối bị tập đoàn thép ZX thâu tóm cũng là bình thường. Mà nếu nhất định phải sát nhập thì là do thép Thụ Châu sát nhập tập đoàn thép ZX. Lý Vĩnh Cương ở ban vật liệu xây dựng luyện kim nhiều năm, y cũng được tham gia phương án chỉnh hợp ngành thép của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Ngành thép Trung Quốc SSNVD không chỉ ở ZX mà các nơi cũng như vậy. Ủy ban cũng tiến hành chỉnh sửa nhiều lần về phương án đó nhưng muốn thỏa mãn được tất cả các bên là rất khó khăn. Hừ, thép Thụ Châu muốn thâu tóm thép ZX. Nghĩ đẹp nhỉ, đây là thành rắn nuốt voi. Ngành thép là sản nghiệp trụ cột của quốc gia. Không thể so với ngành khác sao có thể để công ty tư nhân sát nhập công ty nhà nước. Ở điểm này chẳng lẽ Ủy ban Kế hoạch Phát triển các ông không có hạn chế rõ ràng? Tiêu Xuân Dương hỏi lại. Cái này thì không, lúc ấy Ủy ban thảo luận vấn đề này cũng không đưa ra quyết định rõ ràng. Nhưng khi áp dụng vào thực tế thì trong lòng mọi người biết rõ ngành thép là sản nghiệp trụ cột của quốc gia, công ty tư nhân vốn ở thế yếu nên nếu muốn sát nhập công ty nhà nước thì chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều chướng ngại. Cho nên mọi người lúc ấy không chú ý điểm này, nhưng hai năm nay công ty tư nhân kinh doanh rất tốt. Điển hình là thép Thụ Châu, thép Sa Thành, bây giờ lại có nguồn nhập khẩu quặng sắt ổn định,
hiệu quả tốt hơn nhiều so với tập đoàn thép ZS. Vì thế thép Thụ Châu sao có thể cam tâm để thép ZS sát nhập? Quan điểm của Lý Vĩnh Cương khá công bằng. Vì thế vấn đề này vẫn làm khó tỉnh ZS. Tiêu Xuân Dương cũng biết rõ điểm này. Thực tế trước đây khi Tập đoàn Năng lượng Quốc toàn liên hiệp mấy công ty thép tư nhân để mua cổ phần của Tập đoàn Kim loại Fox thì Tập đoàn Thép Bắc Kinh cũng đã tính tới. Chẳng qua Năng lượng Quốc toàn không có hứng thú hợp tác với công ty nhà nước nên không được. Bây giờ xem ra đây là thất sách. Mấy công ty tư nhân này bây giờ có cổ phần khá lớn ở Tập đoàn Quặng mỏ lớn thứ ba Úc. Một khi quặng mỏ kia toàn diện đi vào khai thác thì có nghĩa mấy công ty tư nhân kia càng có quyền lên tiếng hơn, đây không phải là chuyện tốt với công ty thép nhà nước như Tập đoàn Thép Bắc Kinh. Nhất là Tập đoàn Thép Bắc Kinh lại chủ yếu thông qua việc mua bán quặng sắt là chính thì càng là tin tức quá xấu. Mặc dù trong nước vẫn còn nhiều công ty thép nhỏ có nhu cầu quặng nhưng nghĩ tới mất đi vài khách hàng quan trọng, Tiêu Xuân Dương khá khó chịu. Năm nay quốc gia có lẽ muốn điều chỉnh kết cấu và giảm sản lượng của ngành thép. Ủy ban kế hoạch phát triển bên ông chắc cũng biết các công ty cái nào nên nâng cái nào nên đè chứ. Tiêu Xuân Dương hời hợt nói. Số liệu về các công ty thì có. Báo cáo của các công ty nhà nước khá quy phạm nhưng bên công ty nhà nước thì thiếu chút nhưng về cơ bản cũng có thể đánh giá được. Về lượng tồn kho, về tình hình tiêu thụ cũng có thể nhìn ra đại khái. Về phần cái nào nên nâng lên, hạ xuống theo ông nói thì không nhất định. Không thể hoàn toàn dựa vào số liệu mà nói. Nó còn phải căn cứ vào nhiều phương diện, không thể vơ đũa cả nắm, chủ yếu phải xem ý của bên trên. Lý Vĩnh Cương lắc đầu. Vậy chuyện Hiệp hội Thép Trung ương thay Tập đoàn Bảo Cương làm đại biểu đàm phán quặng sắt đã được quyết định chưa? Tiêu Xuân Dương đột nhiên hỏi. Bị Tiêu Xuân Dương hỏi thình lình như vậy nên Lý Vĩnh Cương vô thức nói. Hình như đã cơ bản xác định, tình hình cụ thể tôi không rõ. Có lẽ là chọn ra vài đại biểu nhưng lấy danh nghĩa là thuộc Hiệp hội Thép. Tiêu Xuân Dương không khỏi động tâm, đây là cơ hội. Cuộc nói chuyện với Lưu Thác làm Triệu Quốc Đống một lần nữa kích thích tâm lý. Một câu công việc của anh trên dưới đều thấy làm Triệu Quốc Đống thoải mái hơn không ít. Nếu trong công việc của mình có sai lầm thì nhất định đã bị người nhắc nhở, nhưng bây giờ còn chưa có ai chính thức nói công việc của mình có vấn đề gì. Dù là Tăng Quyền Quân tuy có ý kiến về mình nhưng đây không phải phương hướng công việc của mình mà là do không quen với tác phong làm việc của mình mà thôi. Chỉ cần phương hướng chung chính xác là đủ. Ở cấp bộ khác ở địa phương, Triệu Quốc Đống biết mình chỉ là cấp phó nên khi triển khai công việc cần suy nghĩ chu toàn hơn, nhất là phải nghĩ đến cảm nhận của chủ nhiệm. Mình cần chính là làm như thế nào đưa ra được quan điểm của mình, lại làm như thế nào tránh ảnh hưởng mặt trái quá lớn. Đường mình đi còn rất dài, cũng cần phải hấp thu nhiều bài học. Cải cách cơ chế nhập khẩu phân bón hóa học đã được Quốc vụ viện đưa ra văn bản gửi tới các tỉnh. Đây là đợt pháo thứ nhất sau khi Triệu Quốc Đống tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Cải cách cơ chế nhập khẩu lập tức tạo ra hiệu quả, nhiều tập đoàn nhà nước, tập đoàn phân bón tư nhân đã có hành động tiến ra nước ngoài, tiến vào khai thác nguồn nguyên liệu ở Lào, Canada. Quyển 18, chương 108. Dập máy điện thoại, Triệu Quốc Đống day day chán. Cuối cùng đã xong, Phan Xảo điều về ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên làm phó trưởng phòng cán bộ số 3. Làm cấp phó cho chú Ích Minh. Điều động giữa hai tỉnh thế này dễ khiến một vài người chú ý, cũng may cấp bậc của Phan Xảo không quá cao, nếu là cán bộ cấp chính huyện thì đúng là có chút khó giải quyết. Phan Xảo về tỉnh An Nguyên tuy là về nguyên quán nhưng không tiếp tục chủ trì công việc nữa, đây cũng là một điều nuối tiếc nhưng Phan Xảo cũng biết sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, Thương Vô Bệnh lên làm trưởng ban thì cô không thể tiếp tục chủ trì công việc văn phòng nữa. Thương Vô Bệnh mặc dù có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống nhưng không có nghĩa y rộng lượng tới mức tặng vị trí tránh văn phòng cho một người là nhân viên Triệu Hệ. Cũng giống như Phương Dạ Bạch vậy, nếu không phải Triệu Quốc Đống sớm an bài vị trí cho y thì không chừng y phải ngồi vài năm ở chức chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách. Bây giờ y ngồi ổn ở vị trí trưởng phòng số 2, trong 1-2 năm tới Thương Vô Bệnh còn không tiện động vào Phương Dạ Bạch, dù là 2-3 năm muốn điều chỉnh cũng phải bố trí một vị trí tốt, tối thiểu không được kém Ninh Hoa quá xa. Không tới được Ngọc Hà, Khúc Châu, thoáng vận tác một chút, ít nhất đến Hồng Sơn, Triều Đạt làm phó bí thư là rất có hy vọng. Phan Xảo không giống, cô là phó tránh văn phòng chủ trì công việc, muốn lên cấp chính huyện thì lý lịch của cô còn thiếu, hơn nữa cô không phải cán bộ gốc Điền Nam, mới tới Điền Nam hơn năm nên các mối quan hệ chưa được thành lập. Điều này cũng có nghĩa khả năng phát triển của cô ở Điền Nam là không lớn. Dù năng lực của Phan Xảo có tốt hơn nữa, dù làm tốt đến đâu nhưng ở văn phòng ban khác với các phòng ban khác.
người không phải thân tín của trưởng ban thì khó có thể làm tránh văn phòng. Phan Xảo không có suy nghĩ dựa vào Thương Vô Bệnh nên chỉ có nước rời đi. Bản thân Phan Xảo cũng muốn về nên Triệu Quốc Đống không thể không giúp cô. Triệu Quốc Đống giúp cho Phan Xảo cũng là nguyên tắc làm người cơ bản. Phan Xảo một lòng một dạ theo hắn, hắn nếu như ngã ngựa thì không nói, còn hắn là lên chức, nếu không an bài tốt người đi theo mình chỉ sợ làm lòng người giá lạnh. Quay về Ninh Lăng đương nhiên dễ bố trí hơn, làm thường vụ ở một quận, huyện nào là rất đơn giản. Triệu Quốc Đống chỉ cần gọi điện với Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh là chuyện sẽ xong. Nhưng đây chưa chắc là điều Phan Xảo muốn, cuối cùng Triệu Quốc Đống quyết định tốn chút tâm tư điều Phan Xảo về ban tổ chức cán bộ An Nguyên. Điều này đối với bản thân Phan Xảo mà nói, đối với chính Triệu Quốc Đống mà nói là có ý nghĩa không bình thường. Nó có thể cho người khác thấy đi theo hắn sẽ không bị bạc đãi, dù hắn không còn công tác ở An Nguyên nhưng vẫn có thể đối phó tốt. Việc này là hắn được Hàn Độ gật đầu, nếu không muốn vào ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên chính là mơ mộng. Chẳng qua lần này khá trùng hợp, có một phó trưởng phòng ở ban tổ chức cán bộ An Nguyên được điều xuống địa phương nên chống ra, Phan Xảo vào bù lại cũng không tạo thành chấn động mạnh ở ban tổ chức cán bộ An Nguyên, vì thi béo bở này nhiều người nhìn vào, kết quả lại do một người bên ngoài tiến vào. Có lẽ ngoài trưởng phòng Chu Ích Minh biết nguyên nhân ra thì không có mấy người biết. Chu Ích Minh nói chuyện điện thoại khá lâu với Triệu Quốc Đống, cũng rất nhiệt tình mời Triệu Quốc Đống về An Đô ngồi chơi. Triệu Quốc Đống nhận lời bảo Chu Ích Minh sắp xếp thời gian, điều này làm Chu Ích Minh rất hưng phấn. Triệu Quốc Đống không phải nhân vật dễ nhận lời mời, Chu Ích Minh có thể mời Triệu Quốc Đống cũng có nghĩa đã đi vào mắt đối phương, đây là cơ hội tuyệt diệu. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận được tâm tư của Chu Ích Minh, chẳng qua hắn cũng hiểu. Chu Ích Minh không phải người kém tài, được đánh giá khá tốt ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống khi nói chuyện với Hàn Độ cũng nhắc tới Chu Ích Minh, Hàn Độ có ấn tượng tốt đối với Chu Ích Minh, chẳng qua ở ban nhiều vị trí như vậy nên muốn đi xuống còn phải chờ cơ hội. Đang ngồi thất thần, điện thoại di động chợt rung lên. Triệu Quốc Đống mở ra nhìn không khỏi lắc đầu cười khổ. Hàn Đông gọi tới, cô ả này nhất định là nghe được gì đó từ Hàn Độ nên gọi tới hỏi tội. Sao lâu như vậy không nghe điện của em, có phải là trong lòng có quỷ? Mặc dù cách ngàn dặm nhưng Triệu Quốc Đống vẫn như cũ có thể tưởng tượng được vẻ hờn dỗi của cô. Hắc hắc, lòng anh có quỷ thế nào được, không thể suốt ngày cầm máy chờ em gọi chứ. Triệu Quốc Đống có kinh nghiệm đối phó Hàn Đông. Hừ, chỉ bằng lời này của anh là biết anh có vấn đề. Anh điều ả họ Phan về làm gì, ả có quan hệ gì với anh? Lời này của em không ổn rồi, chẳng lẽ em còn cảm thấy anh có thể có quan hệ bất chính với Phan Xảo ư? Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ. Vậy anh phí công điều ả từ Điền Nam về làm gì? Sao không thấy anh an bài cho em? Hàn Đông bắt đầu không nói lý lẽ. Ha ha, em còn có cần anh an bài ư? Em là trưởng phòng trẻ tuổi nhất của ban tuyên giáo tỉnh ủy rồi còn gì nữa? Triệu Quốc Đống cũng biết Hàn Đông đây là tìm lý do gọi cho mình mà thôi. Hừ, chức trưởng phòng không thỏa mãn tham vọng của em muốn làm trưởng ban, làm chủ tịch tỉnh, anh an bài cho em đi. Hàn Đông ở đầu bên kia bắt đầu nở nụ cười. Triệu Quốc Đống cũng nở nụ cười. Được, anh phong em là chủ tịch tỉnh Giang Miếu, em đến Giang Miếu nhận chức. Nói đùa một lúc, Hàn Đông hỏi hắn bao giờ về, Triệu Quốc Đống cũng cẩn thận nói sắp tới sẽ về An Đô nhưng thời gian cụ thể còn chưa xác định, nhưng về An Đô nhất định sẽ gọi ngay cho cô. Hàn Đông cũng nói nhị thúc cô cuối năm sẽ điều đi, việc này khiến Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Năm nay nhân sự của An Nguyên đã biến động tương đối lớn, xuất phát từ việc ổn định đại cuộc thì có lẽ không nên có điều chỉnh nữa. Ứng Đông Lưu đi, Nhâm Vi Phong đi, Tôn Liên Bình đi, ba vị lãnh đạo chủ yếu đều đi, nếu Hàn Độ đi tiếp, sang năm mấy người Tần Hạo Nghiên cùng Miêu Trấn Trung, Liêu Vĩnh Đào đều làm hết khóa, hơn nữa Đinh Sâm cũng làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên lâu năm, chẳng phải cũng có nghĩa sẽ được điều chỉnh sao? Chỉ trong 2 năm nếu các thường vụ tỉnh ủy điều chỉnh hơn nửa thì đây chưa chắc đã là việc tốt với sự phát triển của một địa phương. Chẳng qua Hàn Đông nói như vậy cũng chỉ là một khả năng, có thể thành thật hay không thì ngay cả Hàn Độ cũng chưa xác định được. Nếu đến sang năm thì số năm Hàn Độ làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên đã là 10 năm, có thể so sánh với Hàn Độ chỉ có Đinh Sâm. Không có quy định rõ ràng làm hết 2 khóa là sẽ được điều chỉnh nhưng bình thường mà nói thường vụ làm tới 10 năm là hiếm thấy. Nếu không đề bạt thì chỉ có nước về vườn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thật ra hy vọng Hàn Độ có thể tiếp tục làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Dù sao cán bộ lãnh đạo vừa chính trực vừa linh hoạt như Hàn Độ là hiếm thấy.
nhưng ở trong mắt Lăng Chính Dược có lẽ không phù hợp sở thích của y. Chủ nhiệm, việc điều chỉnh cơ chế nhập khẩu phân bón có thể kết thúc được. Lão Viên và Lão Trang đã phân biệt dẫn đội tới nhiều tỉnh thành để thu thập tình huống, cũng dựa theo nguyên tắc mà hội nghị chủ nhiệm đã xác định mà áp dụng, tôi thấy hiệu quả khá tốt, tính tích cực của địa phương khá cao. Không chỉ có công ty tư nhân, công ty nhà nước cũng rất tích cực. Triệu Quốc Đống cười nói. Hạng mục bên Lào vừa được khởi động thì lại có công ty tiếp xúc với một tập đoàn phân kali bên Canada. Ừ, việc này nói rõ công ty Trung Quốc chúng ta đã đầy đủ ý thức được tầm quan trọng của nguồn nguyên liệu. Cải cách cơ chế nhập khẩu theo tôi thấy là thành công. Thời gian này Triệu Quốc Đống khá im tiếng, mặc dù có ý kiến bất đồng về phương án chỉnh hợp ngành thép với hai tỉnh ký lỗ nhưng Triệu Quốc Đống chủ yếu dùng phương thức tọa đàm với hai tỉnh, điều này làm Tăng Quyền Quân thấy đối phương đã có một vài biến hóa trong công việc, cũng làm cho y rất hài lòng. Chẳng qua tôi bây giờ có chút lo lắng công ty trong nước muốn nhanh chóng đạt được kết quả nên quên đi tính mạo hiểm khi đầu tư ra nước ngoài. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Quốc gia có tuy có hỗ trợ về chính sách, tài chính cho công ty đầu tư ra nước ngoài nhưng cũng cần chú ý vấn đề mạo hiểm, nhất là đầu tư vào Canada, bởi vì các nơi khai thác nguồn nguyên liệu rất xa, vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất là rất lớn, thời gian xây dựng dài, chậm thu được kết quả, điểm này cần các công ty trong nước chú ý và cân nhắc. Quyền 18, chương 109. Tăng Quyền Quân có chút mẫn cảm với biến hóa của Triệu Quốc Đống. Điều này có nghĩa Triệu Quốc Đống cũng nhận ra tác phong làm việc của hắn không quá thích hợp với cấp bộ như Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Có vấn đề không quan trọng, chỉ cần có thể phát hiện vấn đề và thay đổi là được. Mà Triệu Quốc Đống này có năng lực thích ứng rất mạnh. Có thể đi tới vị trí này khi còn trẻ như vậy, được lãnh đạo Trung ương coi trọng cũng không phải ngẫu nhiên. Lúc trước Tăng Quyền Quân không có ý nhắc đối phương chính là muốn xem đối phương phát hiện và ứng phó như thế nào. Bây giờ xem ra biểu hiện của đối phương là đủ tư cách. Triệu Quốc Đống muốn làm việc thì Tăng Quyền Quân cũng có thể hiểu. Dù sao từ địa phương đi lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển là bọn nắm giữ phương hướng phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, nhất là công việc do Triệu Quốc Đống phụ trách quản lý cũng gặp nhiều vấn đề khó giải quyết. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói đây là cơ hội, hắn đương nhiên muốn làm ra sự nghiệp. Nhưng làm như thế nào để thực hiện khát vọng trong lòng? Làm thế nào đạt hiệu quả tốt nhất thì không đơn giản giống như khi anh làm chủ quản một địa phương. Ủy ban Kế hoạch Phát triển là ngành đưa ra các chính sách khống chế vĩ mô, không phải ngành thực hiện. Mỗi một chính sách đưa ra đều quan hệ tới quần thể lợi ích đông đảo, anh phải cân nhắc cảm nhận của các quần thể lợi ích đó, nhất là liên quan tới các công ty và cơ cấu chấp hành của chính quyền địa phương. Ví dụ như điều chỉnh chính sách về cơ chế nhập khẩu phân bón hóa học và đầu tư ra nước ngoài lần này. Tăng Quyền Quân cảm thấy cách xử lý của Triệu Quốc Đống không quá ổn. Tuy hiệu quả khá tốt nhưng trước đó tạo ra tranh luận khá lớn, thậm chí tạo ảnh hưởng trái, cũng khiến Ủy ban Kế hoạch Phát triển gặp áp lực và bị động không nhỏ. Theo Tăng Quyền Quân thấy nếu trước khi đưa ra chính sách có thể tiến hành điều tra cùng trao đổi ý kiến, thích hợp tổ chức một vài hội nghị tọa đàm để nói rõ quan điểm công việc của mình thì hoàn toàn có thể dùng một phương pháp hòa hoãn đạt được mục đích. Mỗi một cán bộ lãnh đạo muốn trưởng thành đều cần thời gian cùng kinh nghiệm. Kinh nghiệm được càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Tăng Quyền Quân cũng có thể giải thích dù sao mỗi người đều đi qua giai đoạn này. Bây giờ thoạt nhìn Triệu Quốc Đống đã ý thức được vấn đề của mình, đang dần thay đổi tác phong làm việc. Nhất là trong công việc chỉnh hợp ngành thép, Triệu Quốc Đống xử lý thành thục hơn bên quyền nhập khẩu phân bón hóa học nhiều. Tăng Quyền Quân cảm thấy đây là tiến bộ đáng mừng. Người thực hiện chỉnh hợp ngành thép là các tỉnh, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chỉ đưa ý kiến mang tính chỉ đạo và đốc thúc, chứng thực. Tăng Quyền Quân cũng không quá tán thành việc Ủy ban tỉnh Tề Lỗ muốn công ty nhà nước làm chủ thể chỉnh hợp sát nhập, nhưng Ủy ban tỉnh Tề Lỗ nghĩ như vậy cũng là có lý do của bọn họ. Bây giờ cần là hai bên tiến hành trao đổi, đàm phán. Quốc Đống, tôi đồng ý với cậu. Bây giờ có một số hạng mục là làm theo xu thế, hiện tượng này thứ nhất rất dễ làm nguồn nguyên liệu tăng giá, thứ hai dễ tạo ra mạo hiểm khi đầu tư. Theo tôi biết một hạng mục khai thác phân kali bên Canada có sản lượng 10 đến 20 triệu tấn thì cần đầu tư ít nhất trên 10 tỷ, đến lúc đi vào khai thác cũng cần 5-6 năm, đây là còn cần tính tới vấn đề năng lực vận chuyển đường sắt và bến tàu, mạo hiểm không ít. Tôi thật ra cảm thấy các công ty trong nước nếu không có đủ thực lực và kinh nghiệm thì có thể liên hợp mà ra tay, phần khác có thể mua cổ phần của một số công ty khai thác nguồn nguyên liệu của nước ngoài. Làm vậy thoạt nhìn hơi tốn kém hơn nhưng tránh được mạo hiểm. Triệu Quốc Đống rất đồng ý với đề nghị của Tăng Quyền Quân. Tăng Quyền Quân nhìn vấn đề rất sâu, có thể nắm bắt được mấu chốt vấn đề. Ừ,
Tôi nghĩ ủy ban cần đưa ra văn bản nhắc nhở các công ty liên quan và ủy ban kế hoạch phát triển các tỉnh, yêu cầu bọn họ khi thẩm định hạng mục đầu tư ra nước ngoài cần nhắc các công ty chú ý để phòng mạo hiểm. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ngoài ra thưa chủ nhiệm, vấn đề chỉnh hợp ngành thép tề lỗ thì tôi đã nhiều lần trao đổi với chủ tịch Hoán Quý, chủ yếu là tập trung ở vấn đề công ty tư nhân có thể sát nhập công ty nhà nước không, vấn đề thân phận của nhân viên công ty nhà nước. Tôi cảm thấy đây là vấn đề mang tính phổ biến, sợ rằng cần ủy ban, bên bảo hiểm, chính quyền địa phương cũng nghiên cứu đưa ra phương án giải quyết. Nếu không đây sẽ luôn là vấn đề khó gỡ, ảnh hưởng lớn đến việc chỉnh hợp ngành nghề. Mà giải quyết vấn đề này thì tôi nghĩ cũng có thể tạo ra hiệu ứng mẫu cho các ngành sản xuất khác. Ý của cậu là có thể coi phương án này của tề lỗ là kinh nghiệm để phổ biến. Tăng Quyền Quân trầm ngâm một chút. Tôi có ý này. Triệu Quốc Đống nói. Về phương án chỉnh hợp ngành thép thì ủy ban đã trao đổi nhiều lần với tề lỗ, Tăng Quyền Quân cũng tham gia hai cuộc thảo luận, vấn đề này đúng khả khó xác định được. Tâm điểm là tập đoàn thép tề lỗ và tập đoàn thép Thụ Châu. Một công ty nhà nước, một công ty tư nhân, ai sát nhập ai mới là quan trọng. Tập đoàn thép tề lỗ muốn làm chủ thể, mà Thụ Châu cũng không muốn thì thép tề lỗ có hiệu quả kinh doanh kém xa thôn tính mình. Thụ Châu nói sát nhập có thể nhưng phải do bọn họ làm chủ thể. Triệu Quốc Đống không thể nghi ngờ là muốn dùng quy tắc nền kinh tế thị trường để áp dụng vào phương án chỉnh hợp ngành thép, điều này có nghĩa thép Thụ Châu có thể sát nhập thép tề lỗ, nhưng sát nhập cần tài chính, cần đảm bảo thân phận và quyền lợi cho nhân viên công ty nhà nước. Sau khi sát nhập có thể thực hiện mục đích đặt ra hay không cũng là một vấn đề khó nắm bắt. Mà càng quan trọng hơn là ngành thép là sản nghiệp trụ cột của quốc gia, công ty tư nhân có thể tiến hành sát nhập công ty nhà nước hay không mới là vấn đề chính. Vấn đề này được giải quyết thì các vấn đề khác dễ giải quyết hơn nhiều. Tôi thấy như vậy, cậu đưa ra ý kiến, chúng ta dành thời gian báo cáo với Phó Thủ tướng Tiền cùng Phó Thủ tướng Tô, nghe quan điểm của hai vị Phó Thủ tướng rồi mới đưa ra quyết định. Tăng Quyền Quân cuối cùng vẫn không tỏ rõ thái độ, y cần cân nhắc kỹ ảnh hưởng của việc này. Sau khi Triệu Quốc Đống đi, Tăng Quyền Quân rơi vào suy nghĩ. Phương án chỉ đạo của ủy ban vẫn cố sức tránh né vấn đề quyền sở hữu. Vừa không quá tán thành công ty tư nhân sát nhập công ty nhà nước, về phần khác cũng hiểu trong ngành cần nhiều tài chính như ngành thép, nếu hệ thống tài chính không ủng hộ thì dù là tập đoàn thép Sa Thành và Thụ Châu sẽ không tiến hành sát nhập chỉnh hợp được. Mà công ty tư nhân sát nhập công ty nhà nước thì bên tài chính có thái độ ủng hộ sao? Công ty tư nhân sát nhập công ty nhà nước, nếu sau khi sát nhập có hiệu quả kinh doanh kém, mang lại ảnh hưởng lớn chỉ sợ dù là cơ quan tài chính nào cũng không chịu được. Ngược lại thì đơn giản hơn nhiều. Dù là có vấn đề gì thì bên ngân hàng cũng có cách nói đây là do chính quyền làm chủ đạo. Muốn giải quyết vấn đề này, mấu chốt chính là thái độ của cấp trên, nhưng muốn hạ quyết tâm cũng không dễ. Công việc luôn do công việc hàng ngày và công việc trọng tâm cấu thành. Công việc hàng ngày anh phải đối mặt hàng ngày, tiến hành theo trình tự bình thường. Ví dụ như đọc văn bản, ký duyệt, đưa ý kiến, tham gia hội nghị, báo cáo công việc, gặp khách, nhắn nhủ tinh thần. Mà công việc trọng tâm thì căn cứ theo từng giai đoạn mà xác định. Trong giai đoạn này công việc trọng tâm có thể là phân tích việc tập đoàn xác bài, Đài Loan sát nhập tập đoàn dầu khí thống nhất sẽ ảnh hưởng như thế nào tới ngành dầu khí trong nước. Có lẽ công việc trọng tâm của anh là phương án thí điểm chỉnh hợp ngành thép của tề lỗ. Hoặc là anh điều tra tình hình phát triển của ngành mậu dịch trong nước, cũng muốn Quốc vụ viện đưa ra quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành mậu dịch trong nước. Tóm lại công việc hàng ngày và công việc trọng tâm kết hợp lại thành công việc của một cá nhân. Giống như Âu Dương Cẩm Hoa vậy, công việc hàng ngày của y là cùng với sếp tham gia các loại hội nghị, hoạt động, thu thập, sửa sang các loại tài liệu sếp cần, sau đó viết ra tài liệu. Đương nhiên còn muốn giúp sếp xử lý một vài văn bản hàng ngày, chú ý vấn đề mà sếp quan tâm. Mà công việc trọng tâm của y cũng là xoay quanh Triệu Quốc Đống, khi Triệu Quốc Đống chú ý đến việc điều chỉnh cơ chế nhập khẩu phân bón hóa học. Công việc trọng tâm của y cũng chuyển sang ngành phân bón. Mà khi Triệu Quốc Đống chú ý tới việc chỉnh hợp ngành thép của tề lỗ, y cũng chuyển sang ngành thép. Công việc của thư ký không dễ làm, Âu Dương Cẩm Hoa cảm nhận rõ điều đó. Để Âu Dương Cẩm Hoa đau đầu là Triệu Quốc Đống có lối suy nghĩ khá khác lạ, hôm nay chú ý việc này, mai có thể hỏi việc khác. Quyển 18, chương 110. Sếp, tối nay có việc gì không? Nếu không có thì tôi đi trước. Âu Dương Cẩm Hoa thò đầu vào hỏi Triệu Quốc Đống. Ồ, đi gặp bạn gái à? Đi đi, trong thời gian này cậu vất vả rồi, hết đợt này tôi cho cậu nghỉ vài ngày. Triệu Quốc Đống cũng biết thư ký của mình không dễ dàng.
Âu Dương Cẩm Hoa là người nhanh nhẹn, ngộ tính cao. Hắc hắc, hôm nay là sinh nhật Quách Hiểu, tôi muốn tới sớm một chút. Đám bạn học đại học của Quách Hiểu cũng muốn chúc mừng cô ấy cho nên. Âu Dương Cẩm Hoa có chút xấu hổ gãi đầu. Sếp còn chưa đi, theo lý thuyết thư ký không nên đi nhưng hôm nay là ngày Quách Hiểu tròn 24 tuổi nên y phải đến. Tiểu Quách sinh nhật, sao không nói sớm, đi đi, mua quà tốt một chút, thanh niên cần thể diện nhất là trước bạn học của cô ấy, cậu không nên làm mất mặt bạn gái cũng đừng làm mất mặt Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chúng ta. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Bảo Lão Ngô đưa cậu đi cho nhanh. Vậy sao được, ngày lát còn cần về mà, tôi tự bắt taxi là được. Âu Dương Cẩm Hoa liên tục lắc đầu, quy củ thì y vẫn phải hiểu. Tôi hôm nay cũng được người mời cơm. Vốn định mang cậu đi nhưng không ngờ Tiểu Quách sinh nhật, việc này càng quan trọng hơn. Tôi bảo bên kia đón tôi là được, cậu đi đi, bảo Lão Ngô không cần về đón. Tiểu Quách vẫn còn ở trung tâm huấn luyện kia chứ, bảo Lão Ngô sang đó đón Tiểu Quách đến địa điểm. Triệu Quốc Đống cầm máy gọi cho Lão Ngô. Anh đưa Âu Dương đi một chuyến, đưa cậu ta và bạn gái đến, lát nữa không cần về đón tôi. Âu Dương Cẩm Hoa thấy rất cảm động, sếp rất chú ý mấy phương diện này. Quách Hiểu rất tốt với mình nhưng cũng thích hư vinh. Điều kiện của cô tốt nhưng chọn Âu Dương Cẩm Hoa làm bạn trai thì hắn vừa là người ngoại tỉnh, nhà ở nông thôn. Thời buổi này các cô gái Bắc Kinh đều không thích tìm bạn trai ngoại tỉnh càng đứng nói nhà nông thôn. Bởi vì cảm thấy nếu có kết hôn thì có con cái không thể trông mong gì vào bố mẹ chồng. Âu Dương Cẩm Hoa lúc nói lời yêu Quách Hiểu đã nói rõ tình hình nhà mình để tránh sau này có cãi vã. Ngồi xe của sếp đi đón Quách Hiểu rồi tới khách sạn thì oai phong hơn nhiều. Cái khác không nói, đồng nghiệp ở cơ quan Quách Hiểu cũng có mấy người tới dự sinh nhật cô, vừa vặn có thể để 2-3 người đi cùng nữa. Lão Ngô nhất định có chút không vui, chẳng qua bây giờ Âu Dương Cẩm Hoa không để ý nhiều. Hắn vốn làm Quách Hiểu bị thiệt thòi nhiều, bây giờ coi như bù đắp đôi chút. Quách Hiểu nhận được điện của Âu Dương Cẩm Hoa mà có chút buồn bực, sao nhanh như vậy đã đến cơ quan mình. Nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe Audi màu đen quen thuộc tiến vào. Quách Hiểu có chút tò mò, chẳng lẽ chuyên môn đưa hắn tới đây? Âu Dương Cẩm Hoa chui ra cửa vẫy vẫy bạn gái, Quách Hiểu rất vui mừng. Cô vội vàng chạy tới. Âu Dương, sao lại đi xe của chủ nhiệm Triệu vậy? Sếp hôm nay cho anh mượn xe nên anh làm phiền bác Ngô đến đón chúng ta, em không phải còn hai đồng nghiệp sao? Gọi bọn họ đi cùng luôn. Quách Hiểu rất vui, cô vội vàng gọi điện cho hai đồng nghiệp. Theo cô thấy ít nhất chứng minh bạn trai mình rất được chủ nhiệm Triệu tin tưởng. Đám người ăn xong đã là hơn 8 giờ, bữa ăn tốn gần 4.000 làm Âu Dương Cẩm Hoa mặc dù đau lòng nhưng y cũng biết lúc này không phải lúc đau lòng, dù như thế nào cũng phải giữ thể diện. Hơn nữa Quách Hiểu khá vui, mấy đồng nghiệp và bạn học tới đây đều khá thân với cô. Đương nhiên trong đó lại có Mã Điềm. Quách Hiểu không thích Mã Điềm nhưng hai người học chung từ hồi cấp 1, 2, 3, lại học cùng đại học. Quách Hiểu không thích Mã Điềm vì cô ả này hay nói mấy lời khó nghe và hay châm chọc người khác. Tiểu Hiểu, bà đi xe Audi tới đây sao? Sao không có ở đây? Đại Lâm còn nói mời mọi người đi xuống ngồi, bạn học lâu như vậy không gặp, Đại Lâm vẫn nói mời bà và bạn trai của bà đến ngồi một chút. Mã Điềm cười hì hì nói. Quách Hiểu không khỏi thấy buồn bực, Hoàng Đại Lâm kia là bạn học của cô và Mã Điềm, chẳng qua không cùng khoa. Hoàng Đại Lâm này chơi bóng chuyền khá giỏi. Lúc ấy cô cũng hơi thích Hoàng Đại Lâm nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian thì có người nói với cô là Hoàng Đại Lâm có qua lại với Mã Điềm, cô còn không quá tin. Mãi tới một ngày cô nhìn thấy Hoàng Đại Lâm và Mã Điềm tay trong tay đi ở ven đường, cô mới có phản ứng và quyết đoán chia tay. Điềm Điềm, vừa rồi là xe của sếp Cẩm Hoa đưa anh ấy tới đây. Quách Hiểu cố nhịn cơn khó chịu trong lòng, lạnh nhạt nói. Ngồi một lát thôi, cũng không còn sớm nữa. Tiểu Hiểu. Bây giờ mới mấy giờ? Mới hơn 8 giờ tối, vừa bắt đầu bữa tiệc sinh nhật, bà và Âu Dương không thể như vậy chứ. Hôm nay là sinh nhật bà mà. Âu Dương, anh nói có nên đi ăn mừng không? Hoàng Đại Lâm ngồi bên cười cười ôm eo Mã Điềm rồi nói với Âu Dương Cẩm Hoa. Dù như thế nào cũng nên đi chơi một chút, bạn học không mấy khi tụ tập, còn có cả đồng nghiệp của Tiểu Hiểu. Âu Dương, sao? Âu Dương Cẩm Hoa thấy Quách Hiểu đang có vẻ hờn giận. Lại bị người khác nhìn nên y khá tức tối. Tối nay nhiều người như thế này đi chơi thì biết hết bao tiền. Ví của mình chỉ còn lại 2-3 ngàn, trên người Quách Hiểu có lẽ cũng chỉ có 2 ngàn. Ở Bắc Kinh tiêu xài khá đắt đỏ, cả đêm đi không có một vài chục ngàn là không đủ.
nhưng đối phương nói như vậy chính là muốn xem mình thành trò cười. Quách Hiểu lại là người trọng thể diện, nhất là trước mặt Mã Điềm. Âu Dương Cẩm Hoa biết Quách Hiểu và Mã Điềm có mâu thuẫn. Hoàng Đại Lâm, hôm nay dừng ở đây. Công việc của Âu Dương khá bận, tôi thấy mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi. Người mở miệng nói là Hà Thiền. Cô cũng là bạn học cùng đại học với Quách Hiểu và Mã Điềm, biết giữa Hoàng Đại Lâm, Mã Điềm, Quách Hiểu có khúc mắc. Hà Thiền, nói gì vậy hả? Sinh nhật của Tiểu Hiểu, Âu Dương là bạn trai thì đương nhiên phải giúp Tiểu Hiểu tổ chức sinh nhật làm mọi người vui vẻ. Nếu không như vậy đi, tôi biết một nơi rất được, mới mở chưa lâu, thiết bị tốt, mọi người đến ngồi uống rượu một lát. Mọi người còn trẻ, về sớm làm gì? Có được không Âu Dương? Hoàng Đại Lâm cười hì hì nói. Cách đây không xa. Nói tới nước này Âu Dương Cẩm Hoa chỉ có thể cắn răng đồng ý, ngay cả Quách Hiểu có lẽ cũng cảm thấy đây là âm mưu nên cô lặng lẽ đưa ví của mình cho Âu Dương Cẩm Hoa. Cũng may còn có thẻ nữa, chẳng qua cô vẫn hy vọng không tiêu quá nhiều. Nhưng khi Hoàng Đại Lâm lái xe tiến vào câu lạc bộ kia, Âu Dương Cẩm Hoa cảm thấy mình trúng kế của đối phương. Câu lạc bộ Đại Dương này bên ngoài không có gì quá đặc biệt nhưng chỉ từ kiến trúc và trang sức bề ngoài Âu Dương Cẩm Hoa cũng biết chi phí không rẻ. Diện tích lớn như vậy, lại nhìn thái độ ưu nhã của Lễ Tân, Âu Dương Cẩm Hoa biết chỉ sợ số tiền mặt trong ví không đủ dùng. Loại câu lạc bộ này hầu hết đều dành cho khách VIP tiêu bằng thẻ tín dụng. Nhưng việc tới nước này chẳng lẽ bỏ chạy sao? Vậy sau này Quách Hiểu còn mặt mũi nào gặp bạn học? Mấy người bạn học khác đều có chút lo lắng khi tới nơi đây. Âu Dương Cẩm Hoa mặc dù cùng Triệu Quốc Đống tham gia không ít bữa tiệc nhưng thứ nhất chưa bao giờ phải chi trả, thứ hai y chỉ là đi theo, ăn gì, uống gì tiêu gì y cũng không quá để ý. Lại đây Âu Dương, Tiểu Hiểu, ở đây. Rượu Lafite ở đây uống được, tôi tới đây mấy lần rồi. Hoàn cảnh ở đây khá tốt, nếu không muốn uống rượu có thể gọi đồ uống khác. Âu Dương, ông uống rượu chứ? Hoàng Đại Lâm có vẻ rất tự nhiên. Tôi có thẻ khách quý ở đây, sẽ được hưởng ưu đãi. Đối mặt với nhân viên phục vụ đầy lễ độ, Âu Dương Cẩm Hoa gần như muốn cắn môi. Hoàng Đại Lâm này muốn chơi mình, hoặc là hại mình mất mặt với Quách Hiểu và bạn học của cô. Mặc dù hắn không rõ tại sao đối phương phải làm thế nhưng có một điều dám khẳng định là đối phương không có ý tốt. Âu Dương Cẩm Hoa biết Quách Hiểu và Mã Điểm có quan hệ không tốt, nhưng cũng không đến mức khiến tên Hoàng Đại Lâm kia hẹp hòi như vậy chứ. Quyển 18, chương 111. Mã Điểm đang rất thích thú. Hoàng Đại Lâm từng theo đuổi Quách Hiểu, à không phải không biết nhưng Quách Hiểu từ chối Hoàng Đại Lâm mới hạ quyết tâm tán mình. Nhưng chuyện này vẫn luôn làm Mã Điểm canh cánh trong lòng. Gia cảnh của Quách Hiểu rất bình thường, mà tên Âu Dương Cẩm Hoa kia nghe nói làm thư ký của nhân vật lớn nào đó nhưng xem ra cũng không tốt mấy. Lấy một xe Audi ra vẻ kết quả chỉ đưa tới làm Mã Điểm rất coi thường. Nếu không nghĩ biện pháp chơi xấu hai người này, Mã Điểm sẽ không vui. Hoàng Đại Lâm thường xuyên nói câu lạc bộ Đại Dương này rất đắt đỏ, đều là nhân vật lớn vào đây. Hôm nay thật ra có thể khiến hai người Quách Hiểu đau lòng. Âu Dương Cẩm Hoa bị đẩy lên lò lửa. Nơi này có đủ loại rượu ngoại như Louis XIII, Lafite, Chivas. Âu Dương Cẩm Hoa phát hiện trong menu không ghi giá, mình nếu hỏi giá lại có vẻ giống tên quê mùa. Chỉ riêng chai Louis XIII sợ là không rẻ. Mình đi theo sếp vào mấy nơi này cũng có nghe nói qua. Chỉ là mình đến bây giờ không cần hỏi giá cho nên không biết rõ giá cả. Tiểu Hiểu, Âu Dương nghe nói làm rất thuận lợi ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Mã Điềm cười hì hì nói. Quách Hiểu khá cảnh giác, thấy trong nghiên cứu của Mã Điềm có vẻ quỷ quái nên cô có cảm giác không hay. Cô rất hối hận hôm nay đã mời Mã Điềm, đây là tự lấy đá đập vào chân mình. Chẳng những khiến mình và Âu Dương không được tự nhiên, còn phải tốn kém. Mã Điềm kia và Hoàng Đại Lâm chính là muốn chơi đều mình và Âu Dương. Có gì thuận lợi hay không chứ, chỉ làm thư ký cả ngày chạy quanh, làm hết sức để lấy lòng lãnh đạo. Đâu so được với Hoàng Đại Lâm nhà bà, nghe nói Hoàng Đại Lâm bây giờ làm cán bộ trung tầng ở công ty đầu tư Quốc Điện phải không? Quách Hiểu biết Mã Điềm muốn nghe gì, không phải là khoe khoang Hoàng Đại Lâm có tương lai sao? Cán bộ trung tầng có lẽ còn chưa được nhưng Quách Hiểu vẫn nói như vậy để Mã Điềm đắc ý. Ừ, Đại Lâm cũng được, Tổng Giám đốc công ty khá coi trọng anh ấy, Tổng Giám đốc Điền bây giờ bảo anh ấy về làm ở ban đối ngoại của văn phòng nên anh ấy khá bận, cả ngày phải tiếp khách, muốn gặp được cũng không dễ. Đại Lâm không tới câu lạc bộ này thì tới câu lạc bộ khác, bà nói xem đây là cuộc sống gì. Mã Điềm trông rất hạnh phúc nhưng bạn bè quen đều biết đây là vẻ mặt khoe khoang.
Mấy cô bạn học đều biết Mã Điềm và Quách Hiểu có cuộc chiến ngầm, cũng mơ hồ biết Hoàng Đại Lâm làm trợ lý chánh văn phòng của công ty đầu tư Quốc Điện, coi như vị trí nóng. Xe Buick Regal hôm nay Hoàng Đại Lâm đi về cơ bản là xe riêng của hắn. Này Điềm Điềm, nói cũng không nên nói như vậy, Đại Lâm bây giờ cũng là vì công việc, lãnh đạo coi trọng là không dễ được. Nếu ngồi ở văn phòng cả ngày đọc báo, không ai chú ý gì thì mới là chán. Khó khăn lắm mới được lãnh đạo gọi nhưng không biết là bắt đi tìm tài liệu, viết bài gì. Cuộc sống như vậy chẳng lẽ là thư thái? Một tên bạn học đầy hâm mộ nhìn Hoàng Đại Lâm đang từ ngoài đi vào. Bây giờ tốt nghiệp đại học muốn tìm việc là không dễ, tìm công việc hài lòng càng khó. Đơn vị tốt thì có cả đống cán bộ tốt nghiệp đại học hàng hiệu. Anh nếu muốn trở nên nổi bật, như vậy càng không dễ dàng. Đơn vị nhỏ thì dễ ra mặt hơn nhưng cạnh tranh kịch liệt không nói, hơn nữa chưa chắc ổn định. Đây là cơn ác mộng của rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp tức là thất nghệ dần dần biến thành một điều bình thường, nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường thì muốn có công việc là rất khó khăn. Nhìn Hoàng Đại Lâm đầy đắc ý giới thiệu sự khác nhau giữa các loại rượu giống như chuyên gia trong lĩnh vực này, Âu Dương Cẩm Hoa ý thứ được mình đúng là thiếu kiến thức ở phương diện này, nó mang lại bất lợi cho y. Tuy đi với sếp tham gia nhiều cuộc rượu nhưng y chưa bao giờ tìm hiểu sự khác nhau giữa các loại rượu. Âu Dương Cẩm Hoa cũng nghe qua sếp thích uống loại gì nhưng mùi vị khác biệt, công nghệ sản xuất như thế nào thì hắn không biết. Hoàng Đại Lâm làm vậy cũng khiến Quách Hiểu khó chịu, nhưng Âu Dương Cẩm Hoa lại không am hiểu ở phương diện này nên cô không có cách nào ngăn cản được việc Hoàng Đại Lâm khoe khoang ra vẻ trước mặt mọi người. Đồng Minh Đường và Hình Nguyên rất tùy ý đi trên hành lang. Câu lạc bộ Đại Dương là do con gái một lão lãnh đạo của Bộ Năng lượng mở ra. Lão lãnh đạo đã làm ở vài tập đoàn lớn của Bộ Năng lượng, mặc dù chưa bao giờ làm người đứng đầu nhưng ngồi ở vị trí cấp phó nhiều năm, quan hệ rộng, cũng tạo được không ít tình cảm. Bây giờ con gái và con rể mở câu lạc bộ tư nhân có quy mô không nhỏ, nguồn khách chủ yếu là người trong hệ thống Bộ Năng lượng. Nể mặt lão lãnh đạo ngày trước, các tập đoàn lớn của Bộ Năng lượng đều bố trí vài hội nghị và cuộc tiếp đón ở đây cho nên cũng bị người ngoài gọi đây là câu lạc bộ năng lượng. Lão Hình, lão Đồng lập tức sẽ đi, ngọn cờ Quốc Điện cần anh gánh vác, anh phải chuẩn bị tâm lý trước đó. Triệu Quốc Đống vừa cười vừa nói. Lão Đồng xem như thoát được một kiếp, nhưng lão Đồng không chừng phải gánh vác trọng trách cải cách. Hắc hắc, tự mình ra tay với công ty trước mình công tác, cảm giác này sợ là không dễ chịu. Đồng Minh Đường cùng Hình Nguyên đều lộ vẻ thận trọng, lời của Triệu Quốc Đống đã rất rõ ràng gần như đại biểu chính sách của Trung ương có thay đổi. Năng lượng vẫn do các tập đoàn nhà nước khổng lồ lũng đoạn. Mặc dù pháp luật không ghi rõ quy định nhưng cũng đưa ra đủ loại điều kiện hạn chế công ty tư nhân ở bên ngoài. Nhưng bây giờ xem ra lời nói của Triệu Quốc Đống đã đại biểu ý đồ nào đó. Đồng Minh Đường sắp làm Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Mà Hình Nguyên cũng từ vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Quốc Năng lên làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điện, đây coi như là lên chức. Quốc Đống, hướng đi này không dễ dàng gì. Đồng Minh Đường trầm ngâm một chút rồi nói. Ừ, hai anh cũng biết đây không phải việc gì mới chẳng qua trước đó vẫn chỉ là cân nhắc, Trung ương cũng không lập tức có động tác ở phương diện này. Nhưng gần đây có mấy chuyện làm ngành sản xuất khá xúc động, phản ứng của dư luận rất lớn. Nhất là có nhiều câu hỏi với hai tập đoàn lớn trong ngành dầu khí Trung Quốc. Trung ương đang cân nhắc lợi hại, tôi đoán muốn hạ quyết tâm là rất khó khăn nhưng không thể không làm. Các anh sợ rằng phải chuẩn bị tư tưởng. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Chủ nhiệm Quốc Đống, có phải do tập đoàn Sác Bài, Đài Loan mua lại dầu khí thống nhất nên mới tạo thành ảnh hưởng không? Hình Nguyên đi chậm nửa bước, Đồng Minh Đường có thể gọi thẳng tên Triệu Quốc Đống nhưng y lại tôn trọng gán thêm hai chữ chủ nhiệm. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ, có quan hệ từ trước nhưng vị trí bây giờ đã khác. Đồng Minh Đường có tư cách lão thành, lại có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống nên có thể cậy lớn gọi tên, nhưng Hình Nguyên cần chú ý chi tiết. Cũng có một phần do nguyên nhân này. Bộ Thương mại mặc dù bác bỏ vì cho rằng sẽ tạo ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong nước nhưng cá nhân tôi cho rằng lý do không đầy đủ. Chủ yếu là lo sau khi Sác Bài mua thống nhất thì trong thời gian dài sau đây sẽ có ảnh hưởng sâu sắc tới cả ngành sản xuất. Bây giờ truyền thông nước ngoài cũng đặt câu hỏi về quyết định này của Bộ Thương mại, cho rằng đây là do tư tưởng bảo hộ mà ra. Càng làm người ta bất ngờ là dư luận trong nước cũng phản ứng, cho rằng Bộ Thương mại đang biến tướng ngăn cản giúp công ty nhà nước khi bị công ty nước ngoài cạnh tranh. Trong ngoài công kích nên áp lực của ủy ban chúng tôi cũng không hề nhỏ. Trung ương đã yêu cầu ủy ban một lần nữa nghiên cứu đưa ra quy định mới về quyền nhập khẩu dầu thô, xăng dầu, đây là cử động hiếm thấy.
Triệu Quốc Đống lắc đầu, có một số việc muốn trốn cũng không được. Hắn vốn định im ắng một thời gian nhưng có vài biến hóa làm hắn bất ngờ. Ba người đi trên hành lang, Đồng Minh Đường đảo mắt nhìn quanh rồi có chút giật mình nói. Quốc Đống, hình như thư ký của cậu ở bên kia. Ồ, Âu Dương. Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ nhìn lại, quả nhiên thấy Âu Dương Cẩm Hoa đang ngồi đằng kia nhưng vẻ mặt không tốt mấy. Cùng ngồi với y là Quách Hiểu, mấy người còn lại chắc là bạn bè tới mừng sinh nhật Quách Hiểu. Ừ, hình như đúng, tôi định kéo cậu ta đi cùng nhưng Âu Dương nói hôm nay sinh nhật bạn gái nên không đi được, không ngờ cũng tới đây. Quản lý trực ban đi trước dẫn đường chú ý đến điểm này nên quay đầu lại hỏi ý kiến, Triệu Quốc Đống cười cười bảo đối phương gọi Âu Dương Cẩm Hoa lại đây. Quyển 18, chương 112. Mặt Hoàng Đại Lâm cứng lại, ngay cả bạn gái ở bên cạnh đẩy mà y cũng không chú ý tới. Y hoàn toàn bị ba người vừa rồi hấp dẫn. Ánh mắt ba người đó cũng nhìn về phía này nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi. Sau đó quản lý câu lạc bộ đi tới đây. Trong ba người kia thì hắn biết hai. Ngoài người đàn ông trẻ tuổi đứng giữa hắn không nhận ra, thì người bên trái không có gì bất ngờ chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điệt, Đồng Minh Đường. Đây là người nói 102 ở tập đoàn, một lời quyết định sinh tử bao người. Bên cạnh thì y cũng gặp qua, Hình Nguyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc, cũng là một tập đoàn thuộc Bộ Năng lượng. Mình chẳng qua chỉ thuộc công ty con của Tập đoàn Quốc Điệt, nhưng Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc lại có cơ cấu pháp nhân riêng, đầu tư trong toàn bộ lĩnh vực năng lượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Hình Nguyên này nghe nói sắp thay Tổng Giám đốc Đồng Minh Đường sẽ lên làm Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Âu Dương Cẩm Hoa không chú ý thấy điểm này, y đang rất buồn bực. Tên Hoàng Đại Lâm khinh người quá đáng. Từ lời nói tới hành vi đều là khoe khoang công việc, lại còn trêu mình và Quách Hiểu, hỏi mình cả ngày làm gì ở cơ quan, có phải là đọc báo uống trà cho hết giờ không? Tuy giọng điệu khôi hài nhưng Âu Dương Cẩm Hoa nghe ra vẻ khinh thường của đối phương. Quách Hiểu đã bắt đầu hờn dỗi, Hoàng Đại Lâm cùng Mã Điềm đắc ý tươi cười giống như cây kim đâm vào tim cô. Mà sự cơ trí bình thường của Âu Dương Cẩm Hoa không biết chạy đâu, chỉ ngồi cúi đầu ở đó làm Quách Hiểu càng bực hơn. Mấy bạn học khác có lẽ cũng cảm thấy gì đấy, Hà Thiện đang cố chuyển đề tài nhưng càng như vậy càng làm Quách Hiểu tức thêm. Mã Điềm cùng Hoàng Đại Lâm hiển nhiên muốn khoe khoang, Thiệu Uy, đáng hận chính là Âu Dương Cẩm Hoa không tìm được đối sách gì đáp lại. Mãi tới khi bị bạn gái đụng mạnh vào, Hoàng Đại Lâm mới tỉnh lại từ cõi thần tiên. Hắn không ngờ gặp hai vị lãnh đạo ở đây. Sếp mang mình tới đây mấy lần, hắn cảm thấy khách tới đây ít nhiều đều có quan hệ đến ngành năng lượng, không ngờ rằng lần đầu mình một mình lại gặp hai lãnh đạo này. Bọn họ đương nhiên không nhận ra mình, chẳng qua bọn họ như nhìn về phía này. Điều đó khiến Hoàng Đại Lâm rất tò mò, chẳng lẽ bọn họ có chút ấn tượng với mình. Biết khả năng này rất nhỏ nhưng Âu Dương Cẩm Hoa không nhịn được nghĩ như vậy. Âu Dương Cẩm Hoa cũng thấy mặt Quách Hiểu xa sầm lại, y không khỏi cười khổ trong lòng. Gặp chuyện này không phải điều y am hiểu, làm như thế nào hóa giải cục diện thì y không biết. Nghe quản lý câu lạc bộ nói, Âu Dương Cẩm Hoa ngạc nhiên đứng lên, y không ngờ sếp cũng ở đây. Sao vậy Cẩm Hoa? Quách Hiểu không vui nói. Sếp ở bên kia bảo anh sang một chút. Âu Dương Cẩm Hoa nhỏ giọng nói. Hả, sếp anh cũng ở đây. Quách Hiểu có chút vui mừng. Chủ nhiệm Triệu biết anh ở đây. Không biết, có lẽ là nhìn thấy chúng ta. Anh cũng không biết, chủ nhiệm Triệu chỉ bảo anh sang đó, tối nay sếp muốn dẫn anh đi tham gia bữa ăn nhưng vì có việc nên anh không đi. Bây giờ có thể sếp đang ngồi với người khác. Âu Dương Cẩm Hoa đoán. Tính tò mò của phụ nữ lập tức xuất hiện, Quách Hiểu cũng vậy. Chủ nhiệm Triệu đang ngồi cùng ai vậy nhỉ? Cái này anh sao biết được, chỉ có thể đi qua mới biết. Âu Dương Cẩm Hoa không dám chậm trễ vội vàng đứng lên đi. Sao, Âu Dương có việc ư? Không biết. Hình như sếp của Âu Dương ở đây, có thể thấy Âu Dương nên gọi sang đó giới thiệu mấy người bạn. Quách Hiểu lúc này có thể tranh thủ lấy lại chút thể diện. Dù sao lát Âu Dương Cẩm Hoa về nói gì người khác cũng phải nghe, ai có thể đi hỏi sếp của hắn chứ. Sếp của Âu Dương. Mấy bạn học đều có chút tò mò. Bọn họ biết Âu Dương Cẩm Hoa làm việc ở văn phòng Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, sao bây giờ đột nhiên lại có một ông sếp. Âu Dương bây giờ là thư ký cho phó chủ nhiệm. Cả ngày chạy bên ngoài rất mệt. Tôi còn muốn hắn đừng làm chức thư ký nữa. Quách Hiểu nửa khoe nửa oán giận. Làm thư ký cho phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Mấy bạn học cùng kêu lên, nhất là Hoàng Đại Lâm. Hắn vội vàng nói. Tiểu Hiểu,
Âu Dương làm thư ký cho ai? Hình như là làm thư ký cho một phó chủ nhiệm họ Triệu. Quách Hiểu có chút do dự. Âu Dương Cẩm Hoa không cho cô nói chuyện này nhưng hôm nay cô bị châm chọc nhiều nên bất chấp. Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống giật mình. Hắn mặc dù không biết Triệu Quốc Đống nhưng cũng nghe nói đối phương từng làm ở bộ năng lượng. Lúc ấy hắn mới về cơ quan chưa lâu nên không chú ý. Về sau mới nghe nói trong bộ có một nhân vật tài giỏi đi ra, hơn 30 tuổi đã là cán bộ cấp phó bộ trưởng, thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, sau đó sang Điền Nam, mãi tới khi Triệu Quốc Đống đến làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, Hoàng Đại Lâm hoàn toàn chấn động. Không ngờ thằng Âu Dương Cẩm Hoa kia lại làm thư ký cho Triệu Quốc Đống. Hoàng Đại Lâm phản ứng rất nhanh, nghĩ đến vừa nãy hai vị lãnh đạo Đồng Minh Đường và Hình Nguyên đi cùng một người khoảng hơn 30 tuổi. Mình còn đang khó hiểu không biết là ai có thể khiến hai lãnh đạo đi theo Vi. Bây giờ hắn lập tức tỉnh ra, ngoài Triệu Quốc Đống ra thì còn là ai? Tiếng than thở từ đám bạn học vang lên khiến Quách Hiểu mê say. Nhất là thấy vẻ mặt của Hoàng Đại Lâm và Mã Điểm lúc này, Quách Hiểu rất thích thú. Nửa tiếng sau Âu Dương Cẩm Hoa từ phòng VIP đi ra mới phát hiện không khí bữa tiệc hoàn toàn khác so với lúc mình rời đi. Vẻ tự hào trên mặt bạn gái và vẻ hâm mộ của người khác, hơn nữa Hoàng Đại Lâm còn cố ý lấy lòng làm Âu Dương Cẩm Hoa ý thức được nửa tiếng vừa rồi có thay đổi lớn. Âu Dương, ông giấu sâu thật đó. Chuyện tốt như vậy còn bảo Quách Hiểu giấu mọi người, không coi chúng tôi là bạn sao. Hoàng Đại Lâm cười rất tươi làm Âu Dương Cẩm Hoa cảm thấy không được tự nhiên. Làm thư ký cho chủ nhiệm Triệu mà không nói một tiếng, dù như thế nào cũng phải để mọi người chúc mừng chứ. Tốt xấu gì chủ nhiệm Triệu cũng là lãnh đạo từ bộ năng lượng chúng tôi đi ra. Âu Dương Cẩm Hoa nhìn Quách Hiểu thấy cô có chút lo lắng nhưng lập tức bị vẻ đắc ý che mờ. Âu Dương Cẩm Hoa thở dài một tiếng nói, chuyện này cũng không thể giấu người, hắn chỉ là không muốn được lấy lòng như thế nào. Làm thư ký cho lãnh đạo là rất mẫn cảm. Hơn nữa sếp của mình càng là nhân vật mẫn cảm nên dễ bị bên ngoài chú ý. Tôi chỉ là điều chỉnh vị trí công tác mà thôi, cũng không phải lên chức thì có gì đáng chúc mừng. Âu Dương Cẩm Hoa rất tùy ý nói, công phu biến sắc như Hoàng Đại Lâm thì y không làm được. Cho nên người như Hoàng Đại Lâm đi tới đâu cũng nhanh chóng thích ứng được. Hoàng Đại Lâm không hề cảm thấy vẻ lạnh nhạt của Âu Dương Cẩm Hoa, vẫn cười nói. Âu Dương! Chủ nhiệm Triệu có phải là đi cùng Tổng Giám Đốc Đường và Tổng Giám Đốc Hình không? Âu Dương Cẩm Hoa ngẩn ra lập tức hiểu có lẽ vừa nãy Hoàng Đại Lâm thấy được sếp và Đồng Minh Đường, Hình Nguyên đi cùng. Ừ, vậy sếp ông có phải rất quen với Tổng Giám Đốc Đường và Tổng Giám Đốc Hình? Có thể. Âu Dương Cẩm Hoa không muốn nói dối, thực ra hắn biết sếp có quan hệ mật thiết với Đồng Minh Đường, cũng có quan hệ nhiều năm với Hình Nguyên, nhưng hắn không muốn trả lời vấn đề này của Hoàng Đại Lâm. Âu Dương, tôi nhờ ông việc này có được không? Tôi muốn ông đi cùng đến chào Tổng Giám Đốc Đường và Tổng Giám Đốc Hình một tiếng. Âu Dương Cẩm Hoa mặt mày thành khẩn nói. Tôi muốn thanh toán giúp mấy vị lãnh đạo, không biết lãnh đạo có cho tôi cơ hội này không? Mọi người giật mình và kinh ngạc vì bộ dạng này của Hoàng Đại Lâm. Âu Dương Cẩm Hoa ngẩn ra nhưng lại thầm than Hoàng Đại Lâm này đúng là giỏi, nếu là mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Thấy Âu Dương Cẩm Hoa có chút khó xử. Hoàng Đại Lâm nháy mắt với bạn gái ra hiệu nói giúp với Quách Hiểu, Mã Điểm mặc dù không muốn nhưng ả biết tính cách bạn trai nên chỉ có thể lên tiếng nhờ Quách Hiểu và Âu Dương Cẩm Hoa giúp đỡ. Quách Hiểu cũng thật không ngờ lại thành ra như vậy, Mã Điểm lần đầu tiên ăn nói khép nép nhờ mình, cảm giác này cô chưa bao giờ được hưởng. Tuy biết mình không nên xen vào nhưng cô vẫn không nhịn được bảo Âu Dương Cẩm Hoa giúp Hoàng Đại Lâm. Quyển 18, chương 113. Âu Dương Cẩm Hoa cuối cùng cũng làm chân chạy. Kết quả nằm trong dự đoán của Hoàng Đại Lâm, ba vị lãnh đạo rất hời hợt cự tuyệt đề nghị của Hoàng Đại Lâm, thậm chí không cho Hoàng Đại Lâm cơ hội gặp mặt. Hoàng Đại Lâm lại không hề thất vọng hoặc uể oải bởi vì hắn biết yêu cầu này của mình không thể được chấp nhận. Hắn chỉ cần lãnh đạo nhớ đến cái tên Hoàng Đại Lâm là đủ. Hoàng Đại Lâm phán đoán cũng không sai, dù là Triệu Quốc Đống hay là Đồng Minh Đường, Hình Nguyên cũng có chút ấn tượng với Hoàng Đại Lâm. Mặc kệ là xấu hay tốt ít nhất vẫn tốt hơn không hề có chút ấn tượng nào. Phấn đấu, dẫy dụa trong xã hội có nhiều phương thức nhưng có một điểm giống nhau là anh phải cố chấp theo đuổi thì mới có thể đạt được mục đích. Giống như Âu Dương Cẩm Hoa chăm chỉ làm việc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao cho. Ví dụ như Hoàng Đại Lâm chạy quanh tìm cơ hội lấy lòng, tìm xem sở thích của lãnh đạo là gì. Phương pháp khác nhau nhưng về bản chất mục đích là giống nhau. Phong cách của lãnh đạo khác nhau. Anh dùng phương pháp gì cũng là khác nhau.
thậm chí cùng một lãnh đạo, anh dùng phương pháp khác nhau có lẽ cũng đạt hiệu quả như nhau. Lãnh đạo khác anh dùng cùng phương pháp đó vẫn có thể đạt thành công, chủ yếu là anh có quyết tâm theo đuổi không. Trên đường về nhà, Âu Dương Cẩm Hoa không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Cách làm của Hoàng Đại Lâm thì Âu Dương Cẩm Hoa tự nhận mình không làm được, nhưng sự kiên nhẫn cố chấp của đối phương lại làm Âu Dương Cẩm Hoa khá phục. Anh muốn tiến lên trên quan trường thì anh phải nỗ lực, dù là thời gian, tinh lực hay thể diện, tôn nghiêm. Âu Dương Cẩm Hoa cảm thấy ba vế đầu mình còn cố gắng làm được, nhưng tôn nghiêm thì hắn cảm thấy mình sợ là khó có thể tiếp nhận. Cũng may Triệu Quốc Đống không phải lãnh đạo như thế kia, Âu Dương Cẩm Hoa không cần lo lắng nhiều ở phương diện này. Đây là điều Âu Dương Cẩm Hoa thấy may mắn nhất. Tắm xong, Vưu Liên Hương thay một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm ngồi dựa trên ghế ấn tivi xem. Thời tiết Đường Giang nóng hơn Ninh Lăng đôi chút, bởi vì mật độ cây xanh ở đô thị kém xa Ninh Lăng, hơn nữa có sông đường chạy qua thị xã nên làm cho cả nội thành Đường Giang cảm thấy buồn bực, nóng ẩm. Càng về tối thì trời càng oi bức hơn, mặc dù vừa tắm xong nhưng chỉ chưa đầy vài phút là trên người có cảm giác khô nóng làm người da rất không tự nhiên. Vưu Liên Hương chỉ có thể mở điều hòa cả đêm thì mới ngủ ngon được. Chẳng qua sáng dậy lại thấy đầu chóng váng. MC trong chương trình thời sự tỉnh luôn làm Vưu Liên Hương có cảm giác nửa âm nửa dương, giọng người Đại Nam đọc khá ẻo lả làm Vưu Liên Hương rất khó chịu. Vì thế khi Vưu Liên Hương tới khảo sát đài truyền hình Đường Giang đã yêu cầu MC thời sự nhất định phải có khí chất, giọng nói truyền cảm chứ không đặt vẻ ngoài lên đầu. Chiều nay Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên gặp Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Triệu Quốc Đống đến khảo sát tình hình phát triển các ngành nghề mới của An Nguyên tại khách sạn An Châu. Không khí buổi nói chuyện rất tốt, Chủ tịch Tần tỏ vẻ hoan nghênh Phó chủ nhiệm Triệu Quốc Đống đến khảo sát An Nguyên, cũng cảm ơn Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã ủng hộ công tác của tỉnh An Nguyên trong một năm qua, hy vọng Phó chủ nhiệm Triệu Quốc Đống có chuyến khảo sát thành công tốt đẹp ở An Nguyên. Chủ tịch tỉnh Tần còn giới thiệu về bố cục phát triển ngành nghề mới của An Nguyên trong năm tới. Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Tề Hoa, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Quan Kinh Sơn, Phó chủ tịch tỉnh Long Ứng Hoa cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cũng tham gia cuộc gặp. MC cố gắng kích thích sự nhiệt tình của người xem nhưng giọng của hắn vẫn khó có thể làm người ta thích nghe. Đây là do người viết bản thảo hay là do giọng của hắn? Vưu Liên Hương ồ một tiếng lẩm bẩm. Quốc Đống về An Nguyên. Đây hình như là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống lấy thân phận Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia về An Nguyên. Ngoài Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên đến gặp ra thì Bí thư Tỉnh ủy Lăng Chính Dược không đến gặp Triệu Quốc Đống, xem ra Lăng Chính Dược có lẽ không định gặp Triệu Quốc Đống. Vưu Liên Hương vẫn chưa nhận được thông báo của Ủy ban tỉnh, điều này có nghĩa Triệu Quốc Đống không đến Đường Giang khảo sát. Mà Quan Kinh Sơn tham gia cuộc gặp cũng có nghĩa Triệu Quốc Đống chủ yếu khách sạn ở An Đô, ngoài ra không biết Triệu Quốc Đống còn có thể đến đâu khảo sát nữa không. Suy nghĩ một chút, Vưu Liên Hương lấy máy gọi điện cho Triệu Quốc Đống, gọi được nhưng bên kia không bắt máy. Vưu Liên Hương gọi lần nữa cũng không được nên đành bỏ máy xuống. Quốc Đống coi như chính thức đã phát triển, về An Nguyên ít nhất cũng phải do Tần Hạo Nghiên tự mình gặp, chỉ có Lăng Chính Dược là không gặp. Không biết trước khi Quốc Đống rời khỏi An Nguyên thì Lăng Chính Dược có tới gặp không? Ân oán cá nhân lúc này chỉ có thể gác sang bên. Nếu Lăng Chính Dược không gặp Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống thì không sao nhưng người khác sẽ thấy Lăng Chính Dược hẹp hòi. Vưu Liên Hương không tin Lăng Chính Dược ngu như vậy. Vưu Liên Hương cũng mơ hồ nghe nói Triệu Quốc Đống mới tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã tạo sóng gió không nhỏ. Điều này làm Vưu Liên Hương rất lo lắng cho Triệu Quốc Đống. Dù sao Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia khác với địa phương, bất cứ động tác nào dù nhỏ cũng ảnh hưởng đến toàn cục. Tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống chưa chắc thích hợp với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Nếu như mọi người đều khó có thể chấp nhận, công việc mà hắn muốn thúc đẩy không thực hiện được thì sẽ khiến uy tín của hắn giảm mạnh. Vưu Liên Hương cũng gọi điện hỏi Triệu Quốc Đống nhưng sao có thể rõ được. Triệu Quốc Đống chỉ nói vấn đề sẽ có biện pháp xử lý tốt nhưng cô không biết kết quả là sao. Nhưng cuối cùng cô biết nhiều công ty tư nhân lục tục chuẩn bị đi nhập khẩu phân bón hóa học, hơn nữa còn được chính sách quốc gia ủng hộ đi ra nước ngoài. Chuyện này hình như vừa xong thì Vưu Liên Hương lại nghe nói Triệu Quốc Đống có ý nhằm vào ngành thép. Chẳng qua ngành thép là sản nghiệp trụ cột của quốc gia, quan hệ rất lớn sợ rằng Quốc vụ viện cũng phải suy xét thật kỹ, trong lúc nhất thời khó có chính sách cụ thể. Vưu Liên Hương cũng rất lo lắng cho Triệu Quốc Đống. Hắn mới lên làm phó chủ nhiệm đã đẩy mấy vấn đề khó giải quyết đó ra là sao? Triệu Quốc Đống có đôi khi như con trâu, đã xác định gì là làm tới cùng. Nhưng bây giờ hắn đâu còn là bí thư Thị ủy Ninh Lăng,
hắn là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia cơ mà. Rất nhiều chuyện phải học cách dùng tâm lý bình thường mà nhìn nhận, mà đợi, không thể nóng lòng cầu thành. Theo Vưu Liên Hương thấy thực ra Triệu Quốc Đống không đủ tư cách làm cấp phó đúng nghĩa. Ít nhất lúc hắn làm thị trưởng Hoài Khánh thì làm không tốt mấy, cuối cùng rời khỏi Hoài Khánh lên bộ năng lượng chính là cản trở với bước tiến của hắn. Đương nhiên thu hoạch của hắn ở bộ năng lượng lại là chuyện khác. Triệu Quốc Đống làm thị trưởng không quá thành công, vậy còn mình làm thị trưởng thì sao? Vưu Liên Hương suy nghĩ tới mình. Hắn bây giờ cũng là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, còn mình. Tính ra mình đã làm thị trưởng thị xã Đường Giang gần 3 năm. Ngào tự nhận làm khá tốt, tốc độ tăng trưởng của Đường Giang vẫn thuộc top 3 toàn tỉnh, tình hình tài chính cũng thay đổi về căn bản, được hầu hết dân chúng và lãnh đạo cấp trên tán thành. Kim Đại Giang có tính cách khá mềm mỏng, cẩn thận nhưng thiếu sự quyết đoán. Cũng may đối phương khá tin tưởng mình, có điểm này đã làm Vưu Liên Hương thỏa mãn. Bí thư thị ủy và thị trưởng muốn hòa hợp ăn ý chỉ có thể là do duyên phận. Không phải bí thư thị ủy và thị trưởng nào cũng đạt được trạng thái lý tưởng. Đang suy nghĩ, điện thoại di động trên bàn vang lên, Vưu Liên Hương thấy là Triệu Quốc Đống gọi tới. Chủ nhiệm Quy Hô hả, sao bây giờ mới gọi lại, vừa nãy sao không nghe điện? Vưu Liên Hương nhận được điện phát hiện tâm trạng mình hơi phức tạp, một cảm giác sao động xuất hiện trong lò. Quyển 18, chương 114. Vưu tỷ, sao lại gọi xa lạ như vậy? Bây giờ chúng ta không phải quan hệ cấp trên cấp dưới trực tiếp, còn gọi chủ nhiệm gì thế? Giọng Triệu Quốc Đống đầy sức trùng kích làm màng tai Vưu Liên Hương hơi ngứa ngứa. Vưu Liên Hương nóng lên, chuyện lần đó bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Rất nhiều thứ không phải mình cứ nghĩ là nó biến mất là biến mất, nhưng lúc thích hợp thì nó lại chui ra. Vưu Liên Hương cũng không biết chuyện lần đó sẽ mang tới cái gì nữa. Nghĩ đến ngày đó khi Kỳ Dư Hồng sẽ rời khỏi chức bí thư thị ủy Ninh Lăng, mình gọi điện cho Triệu Quốc Đống, giọng của đối phương khá mập mờ, hơn nữa bên cạnh còn có tiếng phụ nữ rên rỉ làm cả người cô khô nóng. Người này lúc ấy rõ ràng là đang làm chuyện xấu với bạn gái. Nghĩ vậy Vưu Liên Hương vừa xấu hổ vừa giận cùng mới cảm giác sao động khó hiểu. Triệu Quốc Đống lúc ấy còn chưa kết hôn, hơn nữa hắn ở Ando, vợ hắn bây giờ ở Bắc Kinh, nói cách khác là người phụ nữ khác của Triệu Quốc Đống. Trực giác thậm chí nói cho Vưu Liên Hương biết người phụ nữ bên cạnh Triệu Quốc Đống lúc đó không phải cô gái trẻ tuổi mà là một người phụ nữ trưởng thành. Ai cũng nói Triệu Quốc Đống có quan hệ mập mờ với Trình Nhược Lâm, bây giờ làm giám đốc công ty điện ảnh Niết Bàn. Vưu Liên Hương mặc dù chưa bao giờ hỏi Triệu Quốc Đống về vấn đề này nhưng trực giác nói với cô đây là không phải tin đồn vu vơ. Vì thế đêm đó cô lo Triệu Quốc Đống dẫm vào vết xe đổ bị Vương Lệ Mai đưa vào bẫy nhưng mà. Về phần đêm hôm đó. Vưu Liên Hương đã không dám nghĩ tới nữa, mặc dù thi thoảng ngủ mơ lại hoặc là có tâm sự nghĩ lại nhưng Vưu Liên Hương thầm muốn chôn nó thật sâu, không cho nó đánh động tâm tư của mình nữa. Triệu Quốc Đống cũng vừa tắm xong, ăn cơm xong đã là 7 giờ 30. Tề Hoa ngồi ăn cùng hắn, đối phương rất nhiệt tình khách khí nhưng lại thiếu một loại không khí nên bữa ăn không thể đẩy lên được cao trào. Hắn từ chối lời mời đi dạo đêm ở Ando, hắn đi chơi ở Ando còn cần người mời đi sao? Triệu Quốc Đống trực tiếp trở về khách sạn tắm rửa xong đi ra thì thấy máy có mấy cuộc gọi nhỡ. Vưu Liên Hương gọi 2, Trung Dược Quân 1, Tiêu Phượng Minh 1, Lỗ Năng 1. Đầu tiên hắn gọi cho Vưu Liên Hương, Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh biết hắn về An Nguyên là vì muốn tới khảo sát Ninh Lăng. Lỗ Năng bây giờ tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, tin tức có được cũng không lạ gì. Vưu Liên Hương không biết từ đâu nhận được tin mình về. Bên kia như không có âm thanh làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Hắn nhắc 2 tiếng thì bên kia mới truyền tới giọng của Vưu Liên Hương. Cậu bây giờ là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng phải tự mình tiếp đón. Tôi gọi tên cậu không phải là tôi không biết lễ phép sao? Vưu Liên Hương khẽ thở dài một tiếng. Đây không phải trường hợp chính thức, quan hệ cá nhân mà có cần như vậy không? Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Ừ, cậu đang ở đâu? Vưu Liên Hương không nói thêm nữa. Một cảm giác khó hiểu quanh quẩn trong lòng cô làm cô rất muốn gặp hắn. Khách sạn An Nguyên, chị cũng biết rồi đó, tới An Nguyên còn có thể ở đâu. Tôi thật ra muốn về nhà ở nhưng sáng sớm mai đến Ủy ban Nhân dân thành phố Ando, ngày kia đến Ninh Lăng, ngày cuối cùng tới Miên Châu. Triệu Quốc Đống cười nói. Vưu Liên Hương nhìn đồng hồ, 7 giờ 45 tối, bây giờ đến Ando mất gần tiếng, tới khách sạn có thể là 9 giờ. Ngày mai. Kia có lẽ Triệu Quốc Đống càng bận hơn chưa chắc có thời gian. Ừ,
9 giờ tôi tới, lâu như vậy không gặp cậu. Cậu bây giờ tay cầm quyền to, ngày sau tôi còn nhiều việc phải nhờ cậu. Tôi và hai vị phó thị trưởng Đường Giang sẽ tới, coi như là đến gặp mặt lãnh đạo cao cấp. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, hắn nhìn đồng hồ, Vưu Liên Hương có lẽ đang ở Đường Giang nhưng Kiều San Lai lập tức tới. Triệu Quốc Đống mặc dù không dám có hành vi gì quá mức với Kiều San ở đây nhưng kiểu gì cũng có sự ngọt ngào. Nếu như bị người quen gặp phải sẽ không hay. Nhưng Vưu Liên Hương muốn tới thì hắn lại không thể từ chối. Hơn nữa Vưu Liên Hương còn nói dẫn theo hai phó thị trưởng Đường Giang thì cũng là có ý. Vưu Liên Hương làm việc ở Z không dễ, có thể được thì Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ giúp một chút. Trường hợp này đương nhiên không phải cơ hội tốt để hẹn Kiều San, nhưng Kiều San cứ muốn tới thì hắn cũng không thể từ chối. Hắn cũng nhớ các cô, cũng may Tiểu Âu đi Hong Kong, ngày kia mới về nếu không sẽ có cảnh quái dị xảy ra. Âu Dương Cẩm Hoa cùng Triệu Quốc Đống về khách sạn rồi đợi sếp sai việc. Sếp về quê thì sẽ có nhiều cuộc gặp, y làm thư ký phải nhạy bén đôi chút. Đầu tiên là một cô gái xinh đẹp đến tìm sếp, sếp đã sớm có lời nên Âu Dương Cẩm Hoa mang đến phòng của sếp rồi đóng cửa lại. Mặc dù không biết cô gái cao hơn mình kia có quan hệ gì với sếp nhưng Âu Dương Cẩm Hoa cảm thấy hai người rất quen. Cô gái khá cao, mặt đẹp, dáng người chuẩn, váy ngắn lộ đùi thon dài trắng nõn làm Âu Dương Cẩm Hoa không nhịn được nhìn vài lần. Cô gái này xuất sắc hơn bạn gái mình nhiều. Quả thực là người mẫu trời sinh. Nhất là khi Âu Dương Cẩm Hoa đưa mắt nhìn đối phương từ sau, bóng lưng, vòng mông đó làm Âu Dương Cẩm Hoa phản than thở. Phụ nữ An Nguyên dù từ làn da hay dáng người đều hơn hẳn các tỉnh phía Nam. Sếp là người An Nguyên, đây coi như là về quê nên gặp người là bình thường. Nhưng một cô gái trẻ trung như vậy lại nói với giọng không giống khẩu âm An Nguyên mà giống bên Giang Thích. Lúc cô gái kia rời đi, Âu Dương Cẩm Hoa vô tình cảm thấy một tia khác thường. Tâm trạng cô gái tốt hơn nhiều, ánh mắt sinh động quyến rũ. Âu Dương Cẩm Hoa cũng có kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, Quách Hiểu ở cạnh mình không phải cũng có ánh mắt này sao? Âu Dương Cẩm Hoa không dám nghĩ tiếp nhưng cảm giác tò mò lại muốn y tìm hiểu quan hệ giữa cô gái và sếp là gì. Bọn họ ở trong phòng lâu như vậy chẳng lẽ là... Ngay cả Âu Dương Cẩm Hoa cũng thấy mình sao lại xấu xa như vậy. Y cố khống chế mình không nghĩ về việc này nhưng không thành công. Mãi cho tới khi nữ thị trưởng Đường Giang dẫn theo hai người nữa tới thì hắn mới dừng suy nghĩ miên man. Triệu Quốc Đống đương nhiên không có quan hệ với Kiều San ở đây, chẳng qua xa cách luôn làm người ta nhớ nhung. Nhất là hôm nay Kiều San rất chú ý ăn mặc khiến mấy tháng nay Triệu Quốc Đống ít ăn thịt không kiềm chế được mà ôm lấy cô hôn. Kiều San cũng to gan không sợ. Mãi tới khi Vưu Liên Hương cùng hai phó thị trưởng Đường Giang tới, Triệu Quốc Đống vẫn còn hoảng hốt, ánh mắt không tránh được nhìn tới bộ ngực của Vưu Liên Hương. Chủ nhiệm Quốc Đống, đây là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực Liễu Tử Kiến, đây là trợ lý thị trưởng, trưởng ban thư ký Đường Giang, Từ Kinh Vĩ. Vưu Liên Hương ăn mặc khá đơn giản, mái tóc búi lên trông khá nhẹ nhàng, đôi môi đánh màu mật làm cô trẻ hơn vài tuổi. Triệu Quốc Đống không quá quen thuộc cán bộ bên Đường Giang nhưng tên Liễu Tử Kiến thì hắn đã nghe Vưu Liên Hương nhắc tới. Đây là người khôn khéo, có năng lực, hai năm qua là trợ thủ đắc lực nhất của Vưu Liên Hương. Còn vị trợ lý thị trưởng, trưởng ban thư ký ủy ban thị xã kia thì hắn chưa nghe tới. Thị trưởng Liễu thì tôi đã sớm nghe thị trưởng Liên Hương nhắc tới, nói mấy năm qua anh giúp thị trưởng Liên Hương rất nhiều, hôm nay mới lần đầu gặp. Trợ lý Từ thì chắc mới sang ủy ban thị xã không lâu. Triệu Quốc Đống cười cười mời ba người ngồi. Đây là thư ký Âu Dương Cẩm Hoa của tôi, sau này các vị lên Bắc Kinh làm việc có thể gọi cho tôi, cũng có thể trực tiếp gọi cho cậu ta. Âu Dương Cẩm Hoa khá khách khí đưa gánh thiếp cho ba vị lãnh đạo, trong lòng cũng thấy ấm áp. Đây là lãnh đạo bắt đầu tạo quan hệ cho mình. Vị thị trưởng Liễu và trợ lý Từ kia là tâm phúc của thị trưởng Vưu, mà thị trưởng Vưu lại có quan hệ không bình thường với sếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.